Sau bữa cơm trưa, Vương Kim Vũ an bài khách nhân đi nghỉ ngơi, Tần Chính Dương cùng Hứa Thuần Lương đi vào hồ vừa uống trà. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương cùng Chu thư ký một nhà đi được gần như vậy, Tần Chính Dương đối với hắn nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hứa Thuần Lương thật không có thừa cơ hướng hắn tú bắp thịt ý tứ, nhấp một ngụm trà nói, lão thái thái tại Đông Châu buồn bực đến hoảng, là ta mời nàng tới đây đi dạo, cho Tần bí thư thêm phiền toái. Tần Chính Dương cười nói, cái này gọi phiền toái gì a? Ta bình thường muốn tìm cơ hội như vậy cũng không tìm tới. Hắn nói đến đều là tình hình thực tế, nếu như không phải Hứa Thuần Lương sáng tạo cơ hội như vậy, hắn khả năng mãi mãi cũng sẽ không nhận biết Chu thư ký người nhà. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, đồng thời nở nụ cười, trải qua thời gian ngắn rèn luyện, giữa hai người đã tạo thành ăn ý nào đó. Tần Chính Dương nói, ta nghe nói Triệu Phi Dương giống như gặp được một chút phiền toái. Hứa Thuần Lương nói, các nhà đều có nỗi khó xử riêng. Đối Triệu Phi Dương tao ngộ hắn không có cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác, cũng không có bao nhiêu đồng tình tâm, nếu như tất cả cũng là đối Triệu lão gia tử. Tần Chính Dương thở dài nói, ta cùng Triệu viện tiếp xúc không nhiều bất quá ta đối với hắn một chút cách làm không dám gật bừa, nhất là lúc trước hắn từ thể chế bên trong rời chức quyết định. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, hắn người này ngay từ đầu vẫn là rất muốn làm sự tình, theo chính hắn nói. Sở dĩ lựa chọn từ đi công chức là không muốn trói buộc quá nhiều, nghĩ buông tay buông chân là Trường Hưng làm chút chuyện. Tần Chính Dương nói, năng lực nhịn không được dã tâm a. Hắn am hiểu sâu thể chế chi đạo cái gì trói buộc quá nhiều, cái gì nghĩ làm đơn vị làm chút chuyện, toàn mẹ nó là nói nhảm, suy cho cùng vẫn là vì thỏa mãn cá nhân tư dục, chỉ bất quá loại người này bình thường lại làm lại lập, rõ ràng điểm xuất phát rất nguyên thủy, nhưng là nhất định phải đóng gói đến đường hoàng. Tần Chính Dương có chút xem thường Triệu Phi Dương sở tác sở vi, cho rằng loại người này thiển cận lại tự tư. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, nhìn ra được Tần Chính Dương ngay tại nếm thử cùng tự mình tiến hành càng thâm nhập giao lưu, Tần Chính Dương không thể nghi ngờ muốn so Triệu Phi Dương càng thêm khôn khéo. Hắn vừa tới đến Hồ Sơn Trấn thời điểm, Tần Chính Dương đối với hắn cũng ôm lấy lòng cảnh giác, thậm chí ngay từ đầu tới cái dạo oai phủ đầu, bất quá tại ý thức đến năng lực của mình cùng bối cảnh về sau, Tần Chính Dương lập tức điều chỉnh thái độ. Tại mấy lần vấn đề mấu chốt trên đều đối Hứa Thuần Lương tiến hành ủng hộ. Mặc dù Tần Chính Dương cấp bậc không bằng Triệu Phi Dương, nhưng là Tần Chính Dương hiển nhiên muốn so cái sau càng có đảm đương, không giống Triệu Phi Dương gặp được sự tình đầu tiên nghĩ đến phải là tự vệ. Tần Chính Dương cầm lấy ấm trà chủ động cho Hứa Thuần Lương rót chén trà, thượng cấp cho thuộc hạ châm trà tuyệt không phải cử chỉ vô tâm, mang ý nghĩa Tần Chính Dương đối Hứa Thuần Lương triệt để tán đồng, cũng mang ý nghĩa hắn hướng Hứa Thuần Lương ném ra cảm lãm nhánh. Muốn trở thành Hứa Thuần Lương bằng hữu. Hứa Thuần Lương cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi, bình chân như vậy nhìn qua Tần Chính Dương, người này không đơn giản, biết đại thể có đảm đương. Hứa Thuần Lương nâng chén trà lên chủ động hướng Tần Chính Dương nói, Tần Bí Thư, ta mời ngài. Tần Chính Dương mỉm cười bưng lên ly kia trà, Hứa Thuần Lương chén trà hơi thấp một chút, xem như đối với hắn châm trà đáp lễ, uống xong cái này chén trà, Tần Chính Dương nói, nếu như ngươi nguyện ý. Ta có thể đưa ra xin đưa ngươi chính thức lưu tại Hồ Sơn Trấn. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động tỏ thái độ muốn đem Hứa Thuần Lương lưu lại. Hứa Thuần Lương cười nói, Tần Bí Thư, tạ ơn ngài coi trọng, bất quá ta hiện tại còn không nóng nảy làm quyết định. Tần Chính Dương nói, vậy thì chờ một chút lại nói, dù sao Hồ Sơn Trấn đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nói, có ngươi lãnh đạo như vậy thật tốt. Tần Chính Dương cười nói, có người dạng này huynh đệ là phúc phần của ta. Tần Chính Dương tuyệt đối là một người thông minh, hắn hiểu được dùng như thế nào phương thức biểu đạt, cũng không ném đi mặt mũi của mình, cũng có thể làm cho đối phương lĩnh hội tới cõi lòng của mình. Hắn tính là có chút bối cảnh, nhưng là bối cảnh còn không đủ cường đại, có thể đi cho tới hôm nay vị trí một nửa bắt nguồn từ năng lực của hắn, còn có một nửa bắt nguồn từ vận khí. Tần Chính Dương tại đảm nhiệm bí thư về sau thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị đại triển quyền cước. Nhưng trong thành phố lại tăng lên một cái nghỉ phép khu bộ chỉ huy, cái này khiến Tần Chính Dương có chút nhụt chí, cũng có chút sợ hãi, hắn thậm chí hoài nghi mình vận khí đến đây kết thúc. Hứa Thuần Lương đến để hắn thấy được hy vọng, liên tiếp phát sinh mấy món sự tình để hắn nhận thức đến, Hứa Thuần Lương không phải là của mình đối thủ cạnh tranh, mà là quý nhân của hắn. Mai Như Tuyết, Hứa Thuần Lương dạng này người chú định không có khả năng tại Hồ Sơn Trấn ở lâu, người ta tới mục đích đúng là muốn bao nhiêu một phần cơ sở công tác lý lịch. Mình hẳn là lợi dụng cơ hội cùng bọn hắn rút ngắn quan hệ, mà không là cùng người ta làm đối lập, chỉ cần có thể thu hoạch được Hứa Thuần Lương tán đồng,
có lẽ hắn có thể tiến thêm một bước. Hứa Thuần Lương cũng thấy rõ Tần Chính Dương mục đích, cũng nhìn thấy Tần Chính Dương giá trị, thêm một cái bằng hữu như vậy tuyệt không phải chuyện xấu. Ai nha, ngươi có lầm, liền ngươi kỹ thuật này còn không biết xấu hổ cầm máy ảnh giả mạo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là chân thuần để Chu Đức Minh cho nàng chụp ảnh, Chu Đức Minh cũng chính là cái chụp ảnh sơ học giả, đánh ra tới ảnh chụp để chân thuần rất không hài lòng. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cô nàng này không biết người ta là ai, đối với hắn như thế hô tới quát lui. Chu Đức Minh đỏ mặt đến cổ rễ, bất quá chân thuần nói thế nào hắn vẫn là vui tươi hớn hở mở ra cái miệng rộng, cùng địa chủ nhà nhi tử ngốc giống như. Tần Chính Dương nói, tuổi trẻ thật tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng tuổi trẻ. Tần Chính Dương cười nói câu lời trong lòng, ta chưa hề đều không có cảm thấy ngươi tuổi trẻ qua. Hai người đồng thời nở nụ cười, Hứa Thuần Lương biết Tần Chính Dương chỉ không phải tướng mạo là tâm tính. Chân thuần để Chu Đức Minh đứng tại nàng tuyển địa phương tốt, điều tốt tham số, cho hắn đập một tấm hình, sau đó nói cho Chu Đức Minh hẳn là như thế nào kết cấu. Chu Đức Minh thế mới biết chân thuần tại chụp ảnh phương diện phi thường chuyên nghiệp. Đài này hơi đơn hắn không có mua bao lâu, hứa nhiều chức năng khóa còn không có mò thấy, lần này vừa vặn có lão sư có thể thỉnh giáo. Chân thuần dạy hắn mục đích là vì để hắn giúp mình chụp ảnh, một nguyện ý dạy, một nguyện ý học, hai người trò chuyện cũng phi thường hợp ý. Hứa Thuần Lương trước khi đi từ bên cạnh của bọn hắn trải qua, cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, hắn có công việc phải bận rộn, không có khả năng toàn bộ hành trình cùng đi. Chân thuần nói, hứa chấn trưởng, làm việc của ngươi đi thôi. Có Minh Tử theo giúp ta đâu. Chu Đức Minh sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, Minh Tử là gọi mình, lại tuét miệng nở nụ cười, Thuần Lương, người bận bịu đi thôi, chúng ta buổi chiều ngay tại nông trường chơi, nơi này rất tốt. Lúc nói chuyện lại hướng Chân Thuần nhìn thoáng qua. Chân Thuần nói, ngươi nhìn ta làm gì? Chu Đức Minh nói, ta không nhìn ngươi làm sao cho ngươi chụp ảnh. Chân Thuần nói, thật sự là một con ngốc đầu ngống. Trước cho chúng ta hai huynh muội chụp tấm hình chụp ảnh chung. Hứa Thuần Lương không thích chụp ảnh, vẫn là bị Chân Thuần kéo mạnh lấy đập đóng mở ảnh. Chân Thuần muốn qua máy chụp ảnh nhìn một chút, coi như hài lòng, gật đầu nói, trẻ con là dễ dạy, Minh Tử, ngươi tên đồ đệ này ta thu. Chu Đức Minh cười nói, vậy ta phải bảo ngươi Chân lão sư. Ngây ngốc lấy làm gì, còn không dập đầu bái sư. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Chu Đức Minh cười đến con mắt đều mật phá lại. Trong lòng tự nhủ chưa từng gặp con hàng này vui vẻ như vậy qua, hắn sẽ không phải đối Chân Thuần vừa thấy đã yêu a. Hứa Thuần Lương cũng lười quản chuyện của bọn hắn, rời đi thời điểm lại bàn giao Trương Hải Đào, hai ngày này toàn bộ hành trình bồi hộ, nhất định phải làm đến cẩn thận chu đáo, ra vấn đề gì đều muốn tìm hắn tính sổ sách. Vương Kim Vũ cùng Hứa Thuần Lương cùng đi nhà máy rượu, trên đường Vương Kim Vũ nói cho Hứa Thuần Lương, Mặc Hàm đại biểu Xích Đạo vốn liếng đang cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác. Sở bộ dự định từ Xích Đạo vốn liếng, Mộc Thiên tập đoàn, Hiển Hồng nông trường ba phương đầu tư cộng đồng chế tạo Giang Hải khu cấp cao nhất suối nước nóng làng du lịch. Hứa Thuần Lương đã sớm nghe Mặc Hàm nói qua, hắn cũng vui vẻ tại thúc đẩy tam phương hợp tác, hiện tại hắn phụ trách Hồ Sơn trấn chiêu thương công việc, suối nước nóng làng du lịch hạng mục rơi xuống đất khẳng định coi như hắn chiến tích. Chỉ là Mộc Thiên tập đoàn liên quan tới suối nước nóng nước chất báo cáo còn chưa hoàn thành, không biết sau cùng tình huống như thế nào. Nguy Sơn đảo nhà máy rượu hiện tại nhiều hơn không ít bảo an, những người này trên cơ bản đều là đã đi qua nhà máy rượu công nhân viên chức cùng con hắn đệ, tất cả bảo an đổi lại chế phục thống nhất quản lý. Kia chiếc máy bay trực thăng đã bay mất, Bạch Mộ Sơn cũng đi, ngoại trừ chiếc kia giếng, cũng không cái khác có giá trị khảo cổ phát hiện, dựa theo Bạch Mộ Sơn thuyết pháp, phụ cận mặc dù có không ít văn vật, nhưng là tổng thể đào giá trị không lớn. Hứa Thuần Lương nhận là nguyên nhân chủ yếu là nơi này không có xương rồng. Đối Bạch Mộ Sơn tự nhiên cũng sẽ không có lực hấp dẫn. Đông Châu Cục Văn hóa Khảo cổ chuyên gia cũng trở về, nghe nói gần nhất Đông Châu Bắc Ngoại ô lại phát hiện một tòa hán mộ, hiện tại Cục Văn hóa Khảo cổ chủ yếu lực chú ý đều chuyển rời đến bên kia đi. Nhà máy rượu văn vật cùng bên kia so sánh, tốt so đồ sứ bên trong dân hầm lò cùng quan hầm lò khác biệt. Phổ Kiến ngược lại là thu hoạch không ít, Cục Văn hóa Khảo cổ cho hắn hạ một phong thư mời. Cho hắn một cái văn vật bảo hộ trưng cầu ý kiến chuyên gia xưng hào, con hàng này cầm thư mời nhìn qua Đông Châu thị cục văn hóa khảo cổ lớn con dấu đỏ tiếu trục nói mở, cuối cùng là có phía chính phủ chứng nhận. Thất bại sinh thái vòng ném tập đoàn ý đồ chiếm lấy nhà máy rượu suối nước nóng âm mưu, nơi này quyền sở hữu tại trên thực tế đã thuộc về Mặc Hàm,
nhà máy rượu cùng suối nước nóng ở giữa kéo một đạo tường viện, tướng cả hai tạm thời tách ra. Bọn hắn tại suối nước nóng bên cạnh lâm thời xây dựng một đạo mương nước, tướng nước suối đạo nhập góc tây nam vừa xây trong hồ. Ngồi tại mương nước bên cạnh liền có thể trực tiếp đem chân thăm dò vào trong suối nước nóng ngâm chân, ban đêm lúc không có người, có thể trực tiếp đi trong hồ tắm suối nước nóng. Phổ Kiến mấy người bọn hắn cũng không có ít hưởng thụ, từng cái ngâm đến ra chỉ riêng thịt trượt, mặc dù nhưng có lạm dụng tài nguyên lấy việc công làm việc tư chi ngại, nhưng là hiện tại suối nước nóng nước khuyết thiếu quản lý, không cần cũng là uổng phí hết, cuối cùng kết cục vẫn là đi cống thoát nước. Hứa Thuần Lương cùng Vương Kim Vũ đi vào về sau, Phổ Kiến cực lực thuyết phục hai người cảm thụ một chút suối nước nóng. Hai người cũng không nhịn được khuyên, cởi quần áo ra về sau, trực tiếp đi trong hồ ngâm. Ao nước này là hôm nay vừa thay đổi đều là đại lão gia, cũng không có gì tốt tị húy, từng cái thoát đến tinh quang, Phổ Kiến thoát xong quần áo cũng có chút hối hận, nhìn xem cái này hai tàu hàng khuếch rõ ràng cơ bắp, nhìn nhìn lại từ mình hơi nghi ngờ cằn cỗi một chút, đạo này còn được rồi, lại nhìn nhà mình tiểu đệ, vô luận khí phách vẫn là thể trạng cũng không sánh nổi người ta, nhất là Hứa Thuần Lương bình thường nhìn không ra hắn lớn như vậy chứ. Hứa Thuần Lương ý thức được Phổ Kiến ánh mắt từ đầu đến cuối hướng trên người mình nhìn. Nhịn không được hỏi, ngươi nhìn cái gì? Mình không có. Phổ Kiến thở dài nói, mẹ nó ăn ngon đều để ngươi cho chiếm đoạt, nhà ta huynh đệ đói đến đều dinh dưỡng không đầy đủ. Vương Kim Vũ cười lên ha hả, cũng nhìn Hứa Thuần Lương một cái nói, nếu ai gả cho ngươi nhưng tao tội. Không cởi quần áo còn thật không biết tiểu tử này so với mình còn muốn uy vũ hùng tráng. Hứa Thuần Lương nói, hai người thật là lưu manh, nhắm mắt lại cảm thụ được suối nước nóng đối thân thể gột rửa. Nhiệt khí từ lỗ chân lông thẩm thấu đến thể nội, trong cảm giác hơi thở cùng ngoại giới tự nhiên trao đổi, thật sự là toàn thân thư thái. Vương Kim Vũ nói, ta tại Nguy Sơn đảo nhiều năm như vậy cũng không phát hiện suối nước nóng, nghĩ không ra các ngươi vừa đến đã phát hiện. Phổ Kiến nói, đây chính là mệnh, chúng ta Hứa trấn trưởng vận may vào đầu. Vương Kim Vũ nói, ngươi không có ý định trở lại kinh thành rồi. Phổ Kiến nói, nơi này không phải bận bịu mà. Bên kia mấy bút sinh ý chờ ta về đi xử lý đâu. Hứa Thuần Lương nói, chờ Mộc Thiên tập đoàn hợp đồng ký, liền không có bận rộn như vậy. Hắn nhớ tới một sự kiện, có thể để Chu lão thái thái tới ngâm một chút suối nước nóng, chỉ là cái này Lộ Thiên suối nước nóng vẫn là lạnh một chút. Vương Kim Vũ nghe hắn nói chuyện liền nở nụ cười, cái này còn không đơn giản, sát vách công nông bể tắm đủ ấm áp, quay đầu cùng bọn hắn lão bản nói một tiếng, chúng ta đem suối nước nóng nước dẫn đi qua không được sao. Hứa Thuần Lương nói, làm sao dẫn đi qua? Vương Kim Vũ nói, tiếp đầu ra cái ống còn không đơn giản, vài phút giải quyết sự tình. Phổ Kiến nói, ta thấy được. Hứa Thuần Lương nói, tốt nhất là đặt bao hết. Vương Kim Vũ biểu thị không có bất cứ vấn đề gì, hắn lập tức đi an bài, để bể tắm lão bản ngày mai ngừng kinh doanh, hôm nay đem vệ sinh hảo hảo quét dọn, chuyên môn tiếp đãi Chu lão thái thái một nhóm. Vương Kim Vũ nói làm liền làm đứng dậy mặc xong quần áo đi sát vách an bài. Phổ Kiến ngâm trong chốc lát cũng không chịu nổi, đứng dậy đi mặc quần áo. Hứa Thuần Lương nói, không phải nói ngâm xong suối nước nóng còn phải hừng hực tắm gội. Phổ Kiến một bên sát bên người vừa nói, nào có nhiều như vậy nghèo giảng cứu, ta gần nhất một ngày chỉ ít ngâm ba tắm, cảm giác cả người đều tỏa sáng thanh xuân. Hứa Thuần Lương đánh giá hắn nói, cảm giác hoàn toàn chính xác trẻ hơn một chút đâu. Phổ Kiến nói, Nguy Sơn đảo thật là phong thủy bảo địa vậy. Nói câu lời thật lòng, ta gần nhất đều đối với nơi này sinh ra tình cảm, có chút không nỡ đi. Không nỡ đi liền lưu lại. Lúc này quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy chủ nhiệm Phạm Lý đã tới, hắn là tiện đường tới xem một chút tình huống bên này, dù sao gần nhất nhà máy rượu thành Đông Châu hệ thống du lịch chú ý tiêu điểm, hồi trước bởi vì cái này bên cạnh có phiền phức không có giải quyết, cho nên Phạm Lý đạt đi trốn hiện tại trên cơ bản hết thảy đều kết thúc. Hắn cũng nên tới xem một chút. Phạm Lý Đạt tại cửa ra vào cũng gặp phải bảo an ngăn cản, hiện tại bảo an thật sự là tận chức tận trách. Bảo an xin phép qua Phổ Kiến về sau mới khiến cho hắn tiến đến, Hứa Thuần Lương nghe nói là Phạm Lý Đạt, để Phổ Kiến đem hắn đưa đến suối nước nóng bên này. Phạm Lý Đạt nhìn thấy Hứa Thuần Lương trần trùng trục ngâm mình ở trong ao, không chịu được cười nói, lão đệ, ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Hứa Thuần Lương nói, ta cái này không gọi hưởng thụ. Ta cái này gọi xung phong đi đầu, suối nước nóng nước chất kiểm tra báo cáo còn chưa có đi ra, ta phải giúp đỡ nhân dân đại chúng thử một chút, cái này suối nước nóng có hay không độc, đối thân thể sẽ không tạo thành tổn hại. Phạm Lý Đạt nói,
Nghe ngươi cái này nói chuyện, cái này giống như phải là của ta trách nhiệm a. Hứa Thuần Lương chào hỏi hắn xuống dưới cảm thụ cảm giác, khắc sâu thể hội một chút dân chúng khó khăn. Phổ kiến cho Phạm Lý Đạt cầm cái khăn lông mới, Phạm Lý Đạt nhún nhường một chút, vẫn là quyết định học tập Hứa Thuần Lương xung phong đi đầu tinh thần, cởi sạch quần áo đi tới trong ao. Phổ kiến nhìn thấy Phạm Lý Đạt, trong lòng nhiều ít thăng bằng một chút, vừa rồi kia hai hàng đều quá mạnh, Phạm Lý Đạt mới là người bình thường, mình cũng coi là trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Phạm Lý Đạt một thân thịt mỡ hiện ra bạch quang, Hứa Thuần Lương đều cảm thấy có chút chói mắt. Phạm Lý Đạt không kiên nhẫn bỏng nhe răng tuét miệng, hơn nửa ngày mới thích ứng nhiệt độ nước có chút cao. Hứa Thuần Lương nói, Phạm chủ nhiệm ý kiến phi thường trọng yếu, Phổ Tổng, ghi lại a, quay đầu phải thật tốt cải tiến. Phổ Kiến lên tiếng, cho bọn hắn đưa tới hai đầu mới tắm khăn, hắn đi trước xưởng bên trong pha trà, để bọn hắn ngâm xong suối nước nóng trên tới uống trà. Phạm Lý Đạt nói, lão đệ, cục du lịch thay đổi nhân sự sự tình ngươi nghe nói không? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, mới tới chuyển cục là anh ta nhóm. Phạm Lý Đạt ánh mắt sáng lên, Hứa Thuần Lương người này mạch thật đúng là lợi hại, chuyển quốc dân đi qua vẫn luôn tại Đông Châu chú kinh bản, cùng Đông Châu bên này không liên lạc được nhiều, Hứa Thuần Lương lại là thông qua loại nào đường tắt nhận biết. Phạm Lý Đạt quá khứ là cục du lịch chuyển cục, người đứng đầu Tần Lập mới đối với hắn cũng xem là tốt. Trong thành phố thành lập quốc gia này cấp nghỉ phép khu bộ chỉ huy chính là Tần Lập Lực mới tiến hắn tới làm chủ nhiệm. Phạm Lý Đạt lúc đầu cũng cho rằng là lần này là thăng chức, nhưng là sau khi đến, hắn phát hiện cái này bộ chỉ huy tình cảnh có chút xấu hổ, cấp trên có cục du lịch, phía dưới có Hồ Sơn trấn chính phủ mình không cẩn thận tiến vào một cái trong khe hẹp. Trong thành phố vốn là định cho bộ chỉ huy không nhỏ quyền lực, nhưng là tại quá trình áp dụng bên trong tiến hành điều chỉnh. Hiện đang cho bọn hắn định vị chủ yếu là chủ tính chung cân đối, chủ yếu là cùng Tế Châu phương diện kết nối công việc. Phạm Lý Đạt còn nghe nói một tin tức, trong thành phố muốn tinh giản cơ cấu, có tướng văn hóa cục, cục văn hóa khảo cổ, cục du lịch ba cục hợp nhất ý nghĩ, nếu như truyền ngôn là thật, như vậy sẽ thành lập một cái Đông Châu văn lữ cục, cái này cái văn lữ cục quyền lực sẽ tăng lớn, người đứng đầu số lượng giảm bớt, chính mình cái này mới tăng bộ môn liền sẽ trở nên càng thêm xấu hổ, bị cắt giảm cũng có khả năng. Truyền quốc dân đi vào Đông Châu về sau, Phạm Lý Đạt vẫn muốn biện pháp cùng hắn liên hệ, nhưng là trước mắt mà nói còn khiếm khuyết một cái đáng tin quan hệ, từ Hứa Thuần Lương nơi này biết được hắn cùng truyền quốc dân có cái tầng quan hệ này, Phạm Lý Đạt tự nhiên lưu ý, thấp giọng nói, lão đệ, có cơ hội giúp ta an bài một chút cùng truyền cục gặp mặt. Hứa Thuần Lương cười nói, hắn mấy ngày nay liền muốn đến Nguy Sơn đảo thị sát, đến lúc đó ta đến tổ cục. Phạm Lý Đạt liên tục gật đầu, cảm khái nói. Gần nhất biến hóa để người không tưởng tượng được. Trong lòng của hắn phi thường minh bạch, lần này Tần Tân Lập sở dĩ bị đổi đi nơi khác cùng nhà máy rượu suối nước nóng sự kiện có quan hệ, cuối cùng là Hứa Thuần Lương làm ra, đừng nhìn Hứa Thuần Lương tuổi không lớn lắm, chức quan không cao, nhưng là hắn dày vò bản sự cũng không nhỏ. Bởi vì nhà máy rượu suối nước nóng sự kiện, liên lụy đến mấy vị chính sử cấp cán bộ, nghe nói Hạ Hành Kiện nhạc phụ, Trần Phó chủ nhiệm gần nhất cũng bởi vì bệnh nằm viện. Hứa Thuần Lương hỏi bộ chỉ huy trùng tu tiến độ, Phạm Lý Đạt nói cho hắn biết đã không sai biệt lắm, đoán chừng cuối tháng liền có thể chính thức sử dụng, đối tại mình bây giờ tình cảnh Phạm Lý Đạt cũng không có giấu giếm, liền chính hắn đều không biết rõ hiện đang chỉ huy bộ tồn tại ý nghĩa, mấu chốt ngay tại mới tới cục trưởng truyền quốc dân trên thân. Phạm Lý Đạt ngâm không đến 10 phút đồng hồ liền leo đi lên, cảm giác trên thân như là ngâm thấu, mỗi cái lỗ chân lông đều tản ra nhiệt khí. Hứa Thuần Lương cũng mặc xong quần áo. Mời hắn đi xe ngựa thời gian uống trà. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống, Vương Kim Vũ cũng quay về rồi, hắn đã đem đại chúng bể tắm chuyện bên kia sắp xếp xong xuôi, lão bản đáp ứng ban đêm liền đóng cửa thanh lý, ngày mai toàn bộ ngày đều bị Vương Kim Vũ đặt bao hết. Phạm Lý Đạt ngâm lúc này suối nước nóng, cảm giác hoàn toàn chính xác cùng phổ thông bể tắm không giống, nghe nói Mộc Thiên tập đoàn có ý hướng tại Nguy Sơn đảo chế tạo suối nước nóng nghỉ phép trung tâm, hắn ngựa bên trên biểu thị sẽ toàn lực ủng hộ. Kỳ thật hắn phi thường rõ ràng, không cần hắn đến ủng hộ. Hứa Thuần Lương cũng không thể để hắn bạch tắm suối nước nóng, đưa ra muốn một cái Nguy Sơn đảo sinh thái tài nguyên bảo hộ làm mẫu khu xưng hào. Phạm Lý Đạt lúc này đáp ứng, loại này không có ý nghĩa thực tế xưng hào muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Mấy người trò chuyện ngay tại vui vẻ thời điểm, Chu Đức Minh gọi điện thoại tới nói cho hắn biết chân thuần chặt chân, cho nên liên hệ Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Trương Hải Đào quản ăn cái gì? Không phải để hắn đi theo sao?
Kỳ thật chuyện này cũng trách không được Trương Hải Đào, Trần Thuần cùng Chu Đức Minh đều như thế đại nhân, tại nông trường chơi có thể xảy ra vấn đề gì. Hắn chủ yếu là trông coi Chu Lão Thái Thái đâu. Chu Lão Thái Thái dù sao lớn tuổi, một mực ngủ đến bây giờ, Trương Hải Đào còn tại phụ cận trông coi. Hứa Thuần Lương quyết định ngựa đi lên xem một chút, hắn cùng Vương Kim Vũ cùng một chỗ trở lại nông trường, Trần Thuần cùng Chu Đức Minh đi trong nông trại trên núi nhỏ chụp ảnh, Trần Thuần bày pâu thời điểm, không cẩn thận trượt chân. Hứa Thuần Lương thuận lợi tìm được bọn hắn, Chu Đức Minh bởi vì lo lắng chậm trễ Trần Thuần thương thế, cho nên cõng nàng từ trên núi xuống tới, đã nhanh đi đến dưới núi, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, dạng này xuất thân lại dạng này thuần phát người trẻ tuổi cũng ít khi thấy. Hứa Thuần Lương để hắn đem Trần Thuần buông xuống, kiểm tra một chút nàng mắt cá chân, hơi nhấn một chút, Trần Thuần liền hét thảm lên, đau. Hứa Thuần Lương nói, bên hồ chơi không ra các ngươi, chạy núi tới làm gì? Chu Đức Minh nói, là ta nói ra. Trần Thuần nhìn Chu Đức Minh một chút, kỳ thật leo núi là nàng nói ra, nhìn không ra cái này Chu Đức Minh thật đúng là có đảm đương. Hứa Thuần Lương nói, không có việc gì, xương cốt không gãy. Hắn từ bên hông móc ra túi châm, rút ra một cây kim châm cứu, Trần Thuần nhìn thấy kim châm cứu dọa đến hét dầm lên, biểu ca, ngươi làm be be à. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không phải chân đau sao, ta giúp ngươi ngưng đau. Không muốn, Trần Thuần bắt lấy Chu Đức Minh cánh tay, ngươi đừng để hắn đâm ta, ta sợ nhất trích, hắn. Hắn đều không phải là bác sĩ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thế mà xem thường ta, ta thế nhưng là hồi xuân đường truyền nhân chính tông. Trần Thuần nhìn qua cây kia châm dài, mặt đều dọa trợn nhìn, cái gì hồi xuân đường, ta cũng không tin. Hứa Thuần Lương nói, lời này muốn để ra ra nghe được không phải đánh gãy chân của ngươi. Trần Thuần nói, ta không đau, ta không đau. Hứa Thuần Lương gặp nàng đối ghim kim như thế kháng cự, cũng không tốt miễn cưỡng nàng, tướng kim châm cứu một lần nữa đặt vào túi châm, đã ngươi không đau, vậy chính ngươi đi a. Trần Thuần thử nghiệm mình đi một bước, cảm giác mắt cá chân vô cùng đau đớn. Vẫn là Chu Đức Minh chủ động đưa ra cõng nàng. Hứa Thuần Lương cùng Vương Kim Vũ ai cũng không có nhúng tay, phía trước hai người đi tới, đi một khoảng cách, Vương Kim Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, lặng lẽ hướng Hứa Thuần Lương nói, hai người bọn họ còn rất xứng. Hứa Thuần Lương nói, người ít ở chỗ này loạn điểm nguyên ương phổ. Vương Kim Vũ cười hắc hắc nói, tiểu Chu nếu là đối biểu mỗi người không có hảo cảm sẽ từ trên núi một mực đem nàng đem thuộc lòng. Hứa Thuần Lương trong lòng minh bạch. Trần Thuần chân xoay đến không nặng, chủ yếu vẫn là cô nàng này yếu ớt, đã nàng không nguyện ý mình cho nàng ghim kim, vậy cũng chỉ có thể tạm thời chườm lạnh. Trần Thuần không tin được Hứa Thuần Lương, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng không tin được người khác, Hứa Thuần Lương đem Liễu Sơn Dân cho mời đi qua. Liễu Sơn Dân bởi vì là quá khứ thường xuyên đi hồi xuân đường ngồi xem bệnh nguyên nhân cùng Trần Thuần trước đó liền nhận biết, Trần Thuần quả nhiên đối với hắn phi thường tín nhiệm, Liễu Sơn Dân giúp nàng tiến hành cước bộ xoa bóp. Chủ yếu chính là thuận sợi cơ nhục phương hướng tiến hành kéo đẩy lý gân, khơi thông trải qua gân, từ mà đưa đến làm dịu cơ bắp co rút, giảm bớt bị chật đau đớn tác dụng. Lại dùng duỗi gân cỏ, thấu cốt thảo, 37, hoa hồng mài mực thành dán thoa ngoài ra tại bị chật chỗ, đưa đến lưu thông máu hóa ứ, thư gân linh hoạt công hiệu. Trần Thuần bị chật vốn là không nặng, trải qua Liễu Sơn Dân một phen thao tác về sau rất nhanh liền có thể hạ hành tẩu. Chu Đức Minh toàn bộ hành trình làm bạn. Quan tâm nhập vi, không ít người đều đã nhìn ra, hắn rõ ràng đối Trần Thuần có hảo cảm, kỳ thật cũng rất bình thường, Trần Thuần mặc dù trách trách hô hô, nhưng tướng mạo luôn vui vẻ, cá tính tươi sáng, thuộc về hướng ngoại không bị cản trở hình nữ hài. Chu Đức Minh bình thường không làm sao nói, không am hiểu cùng ngoại giới giao lưu, có chút hướng nội, hai người tính cách vừa vặn bổ sung. Vào lúc ban đêm Hứa Thuần Lương bồi cùng bọn hắn leo lên du thuyền, chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Một bên ngắm trăng một bên nhấm nháp đặc sắc hồ tươi. Liễu Sơn Dân ứng Hứa Thuần Lương mời lưu lại, cho Chu Lão Thái Thái giảng một chút bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh tri thức, người tuổi tác càng lớn đối với phương diện này càng cảm thấy hứng thú, cũng coi là hợp ý. Trên bong thuyền thưởng thức cảnh đêm thời điểm, Hứa Thuần Lương đem ngày mai an bài nói cho Chu Đức Minh, Chu Đức Minh nói, Thuần Lương, người an bài đến có chút long trọng, dạng này vận dụng công cộng tài nguyên, truyền đi ảnh hưởng không tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, đều là ta tư nhân quan hệ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cũng đừng nói cho Chu thư ký tránh khỏi hắn phê bình chúng ta. Chu Đức Minh nhẹ gật đầu, ta đi qua vẫn luôn ở sân trường, đối tình huống bên ngoài biết rất ít, lần này tới Nguy Sơn đảo để cho ta cảm xúc rất sâu. Hứa Thuần Lương nói, cái gì cảm xúc a?
Chu Đức Minh nói, cùng ngươi so sánh ta quá trẻ con. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói là ta trông có vẻ già à. Chu Đức Minh cười nói, ta cũng không có ý tứ này, ta tại đối nhân xử thế phương diện, tại thích ứng xã hội phương diện so ngươi chênh lệch nhiều lắm, đi qua nãi nãi ta nói ta còn không phục. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là có đại học vấn người, hậu tích bạc phát về sau thành tựu khẳng định phải vượt xa ta. Chu Đức Minh nói, cùng ngươi so ta chính là cái con mọt sách. Lúc này Trần Thuần cũng chậm chậm tản bộ đi qua, Chu Đức Minh ân cần nói, Liễu bác sĩ không phải để ngươi ít đi đường sao? Trần Thuần nói, không có việc gì, không có chút nào đâu, Liễu bác sĩ nói ta ít đi mấy bước không có vấn đề gì, trung y các ngươi không phải thường nói lưu thông máu hóa ư sao? Ta đi vòng một chút mới có trợ giúp lưu thông máu hóa ư à? Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lão Hứa gia dù sao cũng là trung y thế gia, Trần Thuần trên thân nhiều ít di truyền một chút y học gen. Cũng không theo nàng biện bạch, dặn dò, Tiểu Thuần, ngày mai tắm suối nước nóng, ngươi đến chiếu cố tốt nãi nãi. Trần Thuần nói, ta đã biết, không phải còn có Minh Tử sao? Chu Đức Minh đỏ mặt, là tắm suối nước nóng à? Trần Thuần nói, nội địa tắm suối nước nóng đều mặc áo tắm à, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì? Chu Đức Minh nói, thế nhưng là... Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn dáng vẻ quẫn bách nhìn không được bật cười. Lúc này Mạc Hàm gọi điện thoại tới, hắn thừa cơ đi ra. Mạc Hàm gọi cú điện thoại này tới là nói cho hắn biết suối nước nóng nước chất toàn diện giám định kết quả đều đi ra, suối nước nóng nước chất nhất lưu, đừng nói tại Đông Châu, coi như tại toàn bộ Giang Hải địa khu đều là cấp cao nhất tiêu chuẩn. Mục Thiên tập đoàn dự định mau chóng khởi công, chỉ là nàng cùng Đông Nghiễm Sinh đàm phán tiến hành đến cũng không thuận lợi. Đông Nghiễm Sinh lúc đầu còn rất tốt, nhưng khi hắn nhìn qua Mục Thiên tập đoàn tư liệu, phát hiện Mộc Thiên tập đoàn có nhật tư bối cảnh. Ngựa bên trên biểu thị không đồng ý. Đông Nghiễm Sinh hận nhất chính là Đông Doanh Quỷ Tử, đến bây giờ hắn đều không có thay đổi, hắn biểu thị thà rằng không kiếm tiền cũng không theo Nghê Hồng người hợp tác. Mạc Hàm không nghĩ tới hắn như thế bướng bỉnh mấy chuyến thuyết phục không có kết quả, chỉ có thể tìm đến Hứa Thuần Lương, hy vọng Hứa Thuần Lương có thể ra mặt thuyết phục Đông Nghiễm Sinh hồi tâm chuyển ý, mặc dù có quốc thù gia hận, cũng không chậm trễ kiếm tiền a. Quốc gia tầng trên mặt đều giảng cứu cái đôi bên cùng có lợi, thật không biết lão Đông cái nào gân không đúng. Hứa Thuần Lương đối Đông Nghiễm Sinh bản tính hay là vô cùng hiểu rõ, lão Đông việc đã quyết định tình rất khó phát sinh cải biến, Hứa Thuần Lương cũng không làm rõ ràng được hắn vì cái gì như thế hận Nghê Hồng người. Ấn lý thuyết Đông Nghiễm Sinh hẳn là hận nhất nam bên cạnh Man Quốc mới đúng, bất quá hắn phi thường vui sướng tiếp nhận An Nam con dâu Nguyễn Tinh Mai, không những như thế hắn một cặp tức còn rất không tệ. Đoán chừng là yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân. Hứa Thuần Lương để Mạc Hàm không cần uổng phí sức lực, Nguy Sơn đảo thổ địa còn nhiều, rất nhiều, cùng lắm thì có thể tại địa phương khác mặt khác tuyển một mảnh đất, chỉ cần nàng nhìn chúng địa, hắn nguyện ý đi cân đối. Mạc Hàm nói, ta liền nhìn chúng Hiển Hồng nông trường địa. Hứa Thuần Lương nói, ta ngươi làm sao lại không đụng nam tường không quay đầu lại đâu. Mạc Hàm nói, ta chính là cái này tính tình, ngươi giúp ta hỏi một chút. Nếu như Đông Nghiễm Sinh kiên trì không đồng ý, vậy nhân gia Mộc Thiên tập đoàn cũng chỉ đành rút vốn, không phải ta hù dọa ngươi, đến lúc đó là các ngươi Hồ Sơn trấn tổn thất, ngươi giúp ta hỏi một chút Đông Nghiễm Sinh ý tứ. Hứa Thuần Lương đành phải đáp ứng, bên này vừa mới cúp điện thoại, bên kia Đông Nghiễm Sinh liền đánh tới. Đông Nghiễm Sinh bởi vì cự tuyệt Mạc Hàm hợp tác thỉnh cầu cho nên cảm giác đến không có ý tứ, chuyên môn hướng Hứa Thuần Lương giải thích một chút. Đông Nghiễm Sinh sở dĩ không muốn cùng Mộc Thiên tập đoàn hợp tác là có nguyên nhân, Nguy Sơn đảo cái gì phương. Lúc trước đường sắt anh hùng đuổi tà ma tử địa phương, Mộc Thiên tập đoàn là nhật tư bối cảnh, nếu như đem Mộc Thiên tập đoàn đưa vào Nguy Sơn đảo, cái này không phải là mang quỷ tử vào thôn sao. Đông Nghiễm Sinh không tiếp thụ được, nếu là hắn cùng Nghê Hồng người hợp tác có lỗi với lúc trước cách mạng thiên liệt, cũng có lỗi với đường sắt phi hổ anh danh, huống chi năm đó hắn ra ra nãi nãi đều là bị quỷ tử sát hại. Hắn hận cực tiểu quỷ tử, nếu như hai nước khai chiến, hắn cái thứ nhất báo danh. Hứa Thuần Lương mặc dù cảm thấy Đông Nghiễm Sinh cái này lý do để phản đối có chút gượng ép, nhưng là hắn có thể lý giải Đông Nghiễm Sinh tươi sáng lập trường. Mạc Hàm lời nói mới rồi mang theo điểm uy hiếp ý tứ, Hứa Thuần Lương mới không sợ nàng uy hiếp, hoàng đế nữ nhi không lo gả, Mộc Thiên tập đoàn không đến, tự sẽ có đầu tư của hắn thương tới, Mai Như Tuyết lúc trước còn muốn giúp hắn đề cử đâu, cùng lắm thì đến cái công khai đấu thầu. Trong nước có thực lực suối nước nóng khai phát xí nghiệp cũng không phải chỉ có Mộc Thiên tập đoàn một nhà. Hứa Thuần Lương cho là nên hảo hảo hoạch định một chút, phương diện này còn phải cầu trợ ở người trong nghề, còn tốt bên người liền đã có sẵn một vị chuyên gia.
Vương Phương Điền ăn Tết về nhà đến bây giờ còn không có trở về, Hứa Thuần Lương liên hệ một chút hắn, mới biết được Vương Phương Điền không có ý định trở về, đang chuẩn bị hướng Hoa Niên Phương diện từ chức, nguyên nhân là không thích ứng được lưỡng địa ở riêng, hài tử bên người không có phụ thân chiếu cố không được. Hứa Thuần Lương cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, dù sao Vương Phương Điền đi vào Nguy Sơn Đảo về sau một mực ý chí chiến đấu sục sôi, rất có tỏa sáng sự nghiệp thứ hai xuân ý tứ, trước đây cũng không nói dự định rời đi. Truy vấn phía dưới, Vương Phương Điền mới nói ra tình hình thực tế, đi qua hắn sở dĩ quyết định nhập chức Hoa Niên, là hướng về phía Hứa Thuần Lương, hiện tại Hứa Thuần Lương đều rời đi, hắn ở lại cũng không có ý gì. Hứa Thuần Lương cảm thấy phía sau còn có ẩn tình, Vương Phương Điền là dựa vào kỹ thuật ăn cơm người, mình có hay không tại Trường Hưng đối với hắn có thể có ảnh hưởng gì. Vương Phương Điền ý thức được thực sự không gạt được, chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận, Hoa Niên lớn khỏe mạnh phương diện cùng hắn nói qua. Ám chỉ sở dĩ đem hắn lưu dụng tất cả đều là xem ở Hứa Thuần Lương trên mặt mũi, người đọc sách cái nào chịu được cái này, cho nên hắn mới quyết định chủ động rời chức, tránh khỏi người khác nói hắn là cá nhân liên quan. Hứa Thuần Lương nghe xong liền phát hỏa, Hoa Niên tập đoàn đối với mình có mới nới cũ, có thể hiểu thành bọn hắn tự vệ hành vi, nhưng là người ta Vương Phương Điền có năng lực có tài hoa, công việc cẩn trọng, là khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện thiết kế ưu tú như vậy phương án. Các ngươi cũng nghĩ trăm phương ngàn kế mà đem hắn bước đi có ý tứ gì? Muốn báo thù ta, còn muốn làm cái liên lụy cửu tộc. Hứa Thuần Lương để Vương Phương Điền không cần suy nghĩ nhiều, hợp đồng còn tại đó, Hoa Niên một phân tiền cũng không dám ít, về phần hắn về sau hướng đi, coi như không muốn tại Hoa Niên ngây người, còn có nơi tốt hơn, lấy tài hoa của hắn không sầu không có thi triển địa phương. Vương Phương Điền tại hắn an ủi dưới, đáp ứng trở về cùng hắn ở trước mặt hảo hảo nói chuyện. Hồ Sơn trấn địa phương mặc dù không lớn, nhưng sự tình lại thật không ít, Nguy Sơn Đảo bệnh viện đám kia nhân viên y tế lại tới trấn chính phủ cáo trạng. Tình huống lần này cùng lần trước không sai biệt lắm, phân viện nhân viên cho rằng bị không công bằng đãi ngộ. Từ khi Hoa Niên tập đoàn nhập cổ phần Trường Hưng đến nay, phân viện nhân viên thu nhập cũng không có giống lúc trước hứa hẹn đến như thế thu hoạch được tăng lên trên diện rộng, hiện tại tích hiệu là ngày càng sa sút. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Phân viện thu trị bệnh nhân số lượng không ngừng hạ xuống, Hồ Sơn trấn nhân khẩu sói mòn dẫn đến hộ khách quần thể thu nhỏ cố nhiên là trọng yếu nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là bọn hắn cải biến tiền thưởng phân phối phương án, tháng này tiền thưởng vẫn chưa tới đi qua một nửa, buồn cười nhất là trong đó một cái nguyên nhân là tương ái liên tự sát sự kiện, tướng đoạt cứu cái đôi này kia bộ phận chi phí cũng đều tính tại bệnh viện chi tiêu bên trong, lần này triệt đáy đốt lên thùng thuốc nổ. Nhân viên y tế nhóm tất cả đều không vui, bằng cái gì bọn hắn gánh chịu a? Hứa Thuần Lương vừa tới Nguy Sơn Đảo phân viện thời điểm, cũng gặp phải nhân viên nháo sự, lúc ấy hắn đại biểu Trường Hưng thành công xử lý cũng giải quyết tranh chấp, không nghĩ tới bây giờ hắn thế mà đại biểu Hồ Sơn trấn qua đến giải quyết vấn đề. Những nhân viên này chủ yếu là muốn gặp người đứng đầu Tần Chính Dương đem chuyện này giao cho Hứa Thuần Lương, không chỉ ra ngoài tín nhiệm với hắn, xử lý chuyện này người chọn lựa thích hợp nhất chính là Hứa Thuần Lương, hắn có trải qua nghiệm. Hứa Thuần Lương để tin thăm xử lý chủ nhiệm Lý Ngọc Lượng tướng nhân viên đại biểu mời đến phòng họp nhỏ, trao đổi trước đó tướng phân viện trưởng Kim Vĩnh Hạo, bí thư Đàm Hải Yến tất cả đều mời đi qua. Đại biểu còn là đã đi qua mấy cái kia, chỉ là bây giờ không có Trương Hải Đào, con hàng này đã gia nhập Hứa Thuần Lương trận doanh, trở thành hắn trung thực tùy tùng, coi như hắn tới khẳng định cũng là đứng tại Hứa Thuần Lương lập trường bên trên. Bị trong nội viện một lần nữa an bài đến Nguy Sơn Đảo phân viện cứu hỏa Kim Vĩnh Hạo có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, vẫn là gian kia phòng họp, vẫn là viện phương cùng nhân viên ở giữa mâu thuẫn, hắn lại biến thành Nguy Sơn Đảo phân viện viện trưởng, bất quá Hứa Thuần Lương biến thành đại biểu Hồ Sơn trấn qua đến giải quyết vấn đề lãnh đạo, cũng quá ma huyễn đi. Tin thăm xử lý chủ nhiệm Lý Ngọc Lượng cũng cảm thấy ma huyễn, hắn vẫn là trước cấp cho sẽ người giới thiệu một chút Hứa Thuần Lương thân phận, đây là chúng ta trong trấn mới tới Hứa trấn trưởng. Hắn phụ trách giải quyết vấn đề của mọi người nếu như có ý kiến gì có thể trực tiếp hướng Hứa trấn trưởng tiến hành phản hồi. Hứa Thuần Lương cười nói, Lý chủ nhiệm, người không cần giới thiệu, ta chính là từ Trường Hưng bệnh viện đi ra cán bộ, đây đều là ta lão đồng sự, lão bằng hữu, mọi người a, không cần câu nệ, có lời gì một mực nói, ta có thể giải quyết nhất định giúp trợ mọi người giải quyết, không giải quyết được, ta cũng sẽ hướng lãnh đạo cấp trên phản ứng. Ánh mắt nhìn về phía nội khoa chủ nhiệm Triệu Hoành Đạt nói, Triệu chủ nhiệm, quy củ cũ, vẫn là ngươi nói trước đi. Triệu Hoành Đạt nói, Hứa trấn trưởng, chúng ta không phải đến gây chuyện, chúng ta là đến phản ứng trước mắt bệnh viện tình huống hiện thật, chúng ta không chỉ là vì mình, cũng
cũng là vì Nguy Sơn đảo bệnh viện toàn thể nhân viên, Trường Hưng cải chế thời điểm, chúng ta liền muốn hiểu rõ một vấn đề, chúng ta những nhân viên này là thuộc về Trường Hưng bệnh viện vẫn là thuộc về Hoa Niên tập đoàn. Nhưng là cấp trên từ đầu đến cuối không có một cái minh xác giải thích, các cấp lãnh đạo hướng bọn ta hứa hẹn chúng ta biên chế cùng đãi ngộ sẽ không nhận ảnh hưởng, lúc bắt đầu hoàn toàn chính xác không có có chịu ảnh hưởng, thậm chí thu nhập còn có điều gia tăng, nhưng đoạn thời gian gần nhất, bệnh viện cho chúng ta một lần nữa chế định thi hạch biện pháp, chúng ta thu nhập nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Phụ khoa chủ nhiệm La Xuân Mai nói, chúng ta đi qua đều là Nguy Sơn đảo bệnh viện nhân viên công tác, về sau chúng ta bị Trường Hưng bệnh viện tiếp quản. Từ khi tiếp quản về sau, chúng ta liền không có qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, thậm chí liền tiền lương đều tao ngộ khất nợ. Lần kia là ngài giúp chúng ta giải quyết vấn đề, hiện tại Trường Hưng lại bị bán cho Hoa Niên tập đoàn. Chúng ta mơ mơ hồ hồ về Hoa Niên tập đoàn quản, ai quản chúng ta kỳ thật cũng không trọng yếu. Chúng ta những này nhỏ dân chúng quan tâm phải là thu nhập của mình. Chỉ cần thu nhập không chịu ảnh hưởng ai quản lý làm chủ đều là giống nhau, nhưng bây giờ, chúng ta thu nhập cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Triệu Hoành Đạt nói, chúng ta là Hồ Sơn Trấn Bệnh viện, chúng ta là Nguy Sơn huyện thứ hai bệnh viện nhân dân, lúc trước trong trấn cũng đã nói, sẽ không mặc kệ chúng ta, chỗ cái gì bệnh viện tựa như là con của mình, vì để cho bọn ta ăn no mặc ấm mới đem chúng ta giao cho người khác nuôi dưỡng, nếu như chịu ủy khuất, chúng ta tùy thời có thể trở về, chẳng lẽ các ngươi đã nói cũng không tính là sao? Lý Ngọc Lượng hữu nghị nhắc nhở, nói câu nói này thời điểm Hồ Sơn Trấn còn chưa thành lập, nói câu nói này lãnh đạo đã sớm về hưu. Hứa Thuần Lương nhìn qua Kim Vĩnh Hạo nói, Kim Viện trưởng, người đến nói vài lời. Kim Vĩnh Hạo nói, nếu là tích hiệu phải có khảo hạch tiêu chuẩn, hiện tại bệnh viện thu nhập giảm bớt cũng là sự thật không thể chối cãi, mọi người không thể chỉ từ tự thân lợi ích xuất phát, cũng muốn cân nhắc đến tập đoàn chỉnh thể lợi ích, mọi người đồng tâm hiệp lực trung độ nan quan. Phân viện y tế chỗ chủ nhiệm Lưu Phúc Quý nhưng không tán đồng hắn, cả ngày để chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta Nguy Sơn đảo bệnh viện lúc đầu sống được thật tốt. Từ khi bị Trường Hưng tiếp quản về sau, chúng ta liền không có qua một ngày tốt thời gian, Trường Hưng tiếp quản chúng ta không có gì, đây là quyết định của thượng cấp, chúng ta chỉ có thể phục tùng, nhưng là Trường Hưng mình bán mình cho Hoa Niên tập đoàn, dựa vào cái gì cũng muốn lôi kéo chúng ta. Triệu Hoành Đạt lớn tiếng nói, đúng đấy, Trường Hưng có hay không thực hiện lúc trước hứa hẹn, bọn hắn hiện tại chính sách là thiên về tại hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, trước mắt đang xây khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện trưng dụng thổ địa của chúng ta. Nhưng là chúng ta toàn thể nhân viên không có đạt được bất kỳ lợi ích, có thể hay không rõ ràng trả lời mấy vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, Triệu chủ nhiệm ngươi có cái gì cứ hỏi, Kim Viện trưởng cùng Đàm thư ký đều tại, bọn hắn hiện trường liền có thể trả lời. Kim Vĩnh Hạo cùng Đàm Hải Yến liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn loại này cấp bậc tại Trường Hưng cũng chính là cái phổ thông trung tầng cán bộ, cũng không dám nói lung tung, Hứa Thuần Lương có chút âm a, đem bọn hắn hung hăng hướng phía trước đẩy. Triệu Hoành Đạt nói, chúng ta Nguy Sơn đảo phân viện là thuộc về Trường Hưng bệnh viện vẫn là thuộc về Hoa Niên tập đoàn. Kim Vĩnh Hạo nói, chuyện này đã sớm nói đến phi thường rõ ràng, Nguy Sơn đảo bệnh viện là Trường Hưng bệnh viện một phần tử, chúng ta đều như thế là Trường Hưng nhân viên, Hoa Niên tập đoàn nhập cổ phần Trường Hưng bệnh viện, trước mắt chiếm cổ trăm phần có 80. Triệu Hoành Đạt nói, ngươi không cần phải nói cái này, chúng ta cũng không biết rõ cái gì cổ phần, đã chúng ta cũng là Trường Hưng một phần tử. Lúc trước Hoa Niên tập đoàn cùng Trường Hưng bệnh viện ký kết có hay không trưng cầu chúng ta ý kiến, có hay không để chúng ta phân viện nhân viên tham gia bỏ phiếu. Kim Vĩnh Hạo nói, trưng cầu qua ý kiến của các ngươi, lúc ấy để mọi người đề cử đại biểu, phân viện bên này đại biểu là Đàm thư ký cùng Hứa viện trưởng. Đàm Hải Yến nhẹ gật đầu, biểu thị xác thực. Hứa Thuần Lương nghe xong lập tức khó chịu, nhíu mày một cái nói, Kim viện trưởng, ta bây giờ tại Hồ Sơn trấn công việc. Bệnh viện các ngươi tình huống ta không rõ ràng, ngay lúc đó đại hội ta cũng không có tham gia. Tất cả mọi người giật mình nhìn qua Hứa Thuần Lương, con hàng này quá vô sỉ, mới rời khỏi Trường Hưng mấy ngày, thế mà liền có thể bày ra một bức không đếm xỉa đến tư thế. Bất quá Kim Vĩnh Hạo nói chuyện cũng không đủ thông minh, có việc nói sự tình ngươi Hứa Thuần Lương có phải hay không có chút không phân trường hợp. Đàm Hải Yến nói, cái hội nghị này ta đi, lúc ấy ta là đại biểu mọi người. Phân viện y tế chỗ chủ nhiệm Lưu Phúc Quý nói, ai bảo ngươi đại biểu chúng ta? Ngươi đừng tưởng rằng là phân viện bí thư liền có thể đại biểu ý kiến của chúng ta, ngươi có quyền lực gì tại chúng ta không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết đem chúng ta cho bán. Đàm Hải Yến nói, lúc ấy là trưng cầu qua các ngươi ý kiến, các ngươi cũng ở phía trên ký tên. Phụ khoa chủ nhiệm La Xuân Mai nói,
chúng ta nào biết được các ngươi để chúng ta ký chính là cái gì? Nếu như biết là văn tự bán mình chúng ta làm sao cũng sẽ không ký. Triệu Hoành Đạt nói, đây chính là lừa gạt. Đàm Hải Yến trông mong nhìn qua Hứa Thuần Lương, lúc ấy Trưng Cầu Quần Chúng ý kiến thời điểm hắn cũng tại, hy vọng hắn có thể ra nói hai câu. Hứa Thuần Lương căn bản không nhìn nàng, chậm rãi uống trà. Đàm Hải Yến từ túi văn kiện bên trong xuất ra làm sơ ký tên kia phần văn kiện, phần này cũng không phải là nguyên kiện, nàng tướng văn kiện đưa cho Hứa Thuần Lương, Hứa Trấn Trưởng ngươi xem một chút, ban đầu là không phải Trưng Cầu ý của mọi người gặp, ngươi cũng cùng ý. Hứa Thuần Lương không có nhận, Đàm Hải Yến tay lơ lửng giữa trời, bầu không khí dị thường xấu hổ. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết rõ có phần văn kiện này tồn tại, nhưng là ngươi Đàm Hải Yến lấy ra có ý tứ gì? Trước mặt mọi người tướng quân ta sao? Hứa Thuần Lương tướng chén trà chậm rãi buông xuống, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, thâu nhập một hàng chữ, hắng giọng một cái thì thầm, hợp đồng lừa gạt là lấy ký kết hợp đồng là thủ đoạn, lấy phi pháp chiếm hữu làm mục đích, dùng hư cấu sự tình thực hoặc giấu giếm chân tướng lừa gạt phương pháp lừa gạt công và tư tài vật hành vi. Hợp đồng lừa gạt hành vi biểu hiện là hợp đồng người trong cuộc một phương vì thu hoạch phi pháp lợi ích, cố ý tạo ra hư giả tình huống, hoặc bẻ cong, che giấu chân thực tình huống, làm tương đối người lâm vào sai lầm nhận biết, cũng bởi vậy làm ra không hợp chân ý ý tứ biểu thị, ký kết, thực hiện hợp đồng hành vi. Tư pháp giải thích là, một phương người trong cuộc cố ý cáo chi đối phương hư giả tình huống, hoặc là cố ý, giấu giếm tình huống thật dụ làm đối phương người trong cuộc làm ra sai lầm ý tứ biểu thị. Lưu Phúc Quý nói, các ngươi chính là hợp đồng lừa gạt. Nói ra miệng về sau, mới ý thức tới mình nói sai, Hứa Thuần Lương hiện tại là Hồ Sơn Trấn Phó Trấn Trưởng, người ta đứng ở chính giữa trên lập trường, mình còn là thói quen coi hắn là Thành Nguy Sơn Đảo Bệnh Viện Viện Trưởng, tranh thủ thời gian sửa lời nói, Trường Hưng Bệnh Viện chính là hợp đồng lừa gạt. Hứa Thuần Lương nói, Lưu chủ nhiệm, người nói như vậy cũng không đủ nghiêm cẩn, Trường Hưng Bệnh Viện lúc trước cùng các người ký kết hợp đồng cũng không cái gì lừa gạt thành phần ở bên trong. Điểm này là Hồ Sơn Trấn Chính phủ xác nhận qua, nếu như nói tồn tại lừa gạt khả năng, cũng có thể nói là Hoa Niên Tập đoàn tại nhập cổ phần Trường Hưng quá trình bên trong có khả năng tồn tại lừa gạt hành vi. Kim Vĩnh Hạo nháy nháy mắt, con hàng này rõ ràng là tại lừa dối a. La Xuân Mai nói, đúng, chính là Hoa Niên Tập đoàn, chúng ta cho rằng Trường Hưng Bệnh Viện tại cùng Hoa Niên Tập đoàn hợp tác quá trình bên trong tồn tại bán đổ bán tháo quốc hữu tài sản hành vi. Hứa Thuần Lương nói, La chủ nhiệm phản ứng tình huống này vô cùng nghiêm trọng. Hắn để Lý Ngọc Lượng đem phụ trách kiểm tra kỷ luật công tác Khâu Quế Hiền bí thư mời đến. Tất cả mọi người hiện tại cũng thấy rõ, người này là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, muốn đem chuyện này hướng lớn bên trong cả. Chờ đợi Khâu Quế Hiền tới thời điểm, Hứa Thuần Lương tuyên bố tạm thời tạm ngưng họp 10 phút đồng hồ, Kim Vĩnh Hạo cuối cùng tìm tới cơ hội, đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt biểu thị muốn đơn độc nói chuyện với hắn một chút. Hứa Thuần Lương vô cùng lạnh nhạt nói cho hắn biết vẫn là chờ đến họp nghị sau đi. Kim Vĩnh Hạo có chút gấp, hắn ra ngoài tranh thủ thời gian cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, liên tiếp đánh 3 cái, Triệu Phi Dương mới tiếp, hắn ngay tại nhà tang lễ cho phụ thân mở lễ truy điệu, tâm tình cực độ khó chịu, đổ ập xuống quát lớn, ngươi không ngừng đánh cái gì. Không biết ta đang bận sao? Kim Vĩnh Hạo trong lòng tự nhủ ta lại không có thiên lý nhãn, người bận bịu thong thả ta sao có thể biết? Đối diện lãnh đạo quát lớn cũng không dám cãi lại, có chút hèn mọn mà xin lỗi, sau đó nói cho Triệu Phi Dương có chuyện quan trọng nghĩ báo cáo. Triệu Phi Dương hiện tại mới không tâm tình nghe hắn nói, mà lại phân viện bên này hiện tại lệ thuộc vào Hoa Niên lớn khỏe mạnh, hắn trực tiếp liền cúp điện thoại. Kim Vĩnh Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Hoa Niên lớn khỏe mạnh tổng giám đốc Bùi Lâm gọi điện thoại. Bùi Lâm cũng tại lễ truy điệu hiện trường, vô luận Triệu Phi Dương như thế nào đối nàng. Nàng đều muốn trước mặt người khác làm tốt một cái con dâu bổn phận, nghe Kim Vĩnh Hạo đem tình huống nói xong, nàng lập tức ý thức được Hứa Thuần Lương có thể muốn tại cái này sự tình trên làm văn chương. Bùi Lâm để Kim Vĩnh Hạo trước nhìn tình huống, tùy thời hướng nàng thông báo hội nghị tiến trình. Kim Vĩnh Hạo cúp điện thoại hội nghị đã bắt đầu. Khâu Quế Hiền lần này ra sân đơn thuần bất đắc dĩ, từ khi hắn cùng Hứa Thuần Lương hai độ giao phong hai lần gặp khó về sau, không nói khoa trương chút nào. Hắn hiện tại nhìn thấy Hứa Thuần Lương đều đi vòng qua, người ta có bối cảnh, tại Hồ Sơn Trấn còn thụ đến người đứng đầu Tần Chính Dương tận lực, nếu như mình lại cùng hắn không qua được đó chính là không biết thời thế. Tin thăm xử lý Lý Ngọc Lượng mời hắn đi qua cũng phí hết một phen miệng lưỡi, Khâu Quế Hiền nhìn thấy thực sự đẩy không xong mới bất đắc dĩ đi phòng họp. Hứa Thuần Lương mời Khâu Quế Hiền ngồi xuống,
để mấy vị bệnh viện nhân viên đại biểu đem ý kiến của bọn hắn nói. Hiện tại khó xử nhất phải đếm Kim Vĩnh Hạo cùng Đàm Hải Yến, hai người như ngồi bàn trông, trước đây tương ái liên tự sát sự kiện, liền đã lĩnh giáo qua con hàng này siêu cường cắm đao năng lực, chẳng lẽ hắn lần trước cắm đao cảm thấy chưa đủ giải hận, nắm lấy cơ hội còn muốn cho ông chủ cũ bổ thêm một đao. Khâu Quế Hiền không có ngay tại chỗ tỏ thái độ, chỉ là tướng cái này mấy tên đại biểu phản ứng tình huống ghi chép cặn kẽ một chút, hắn qua trước khi đến liền minh xác định vị của mình, cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lưu Phúc Quý cảm xúc kích động nhất, hắn lớn tiếng nói, chúng ta làm sao lại không hiểu thấu bị Hoa Niên tập đoàn cho cổ phần. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn ra một phân tiền sao. Tay không bắt sói hống đi bệnh viện, Nguy Sơn đảo bệnh viện cuối cùng ước định nhiều ít. Bọn hắn có hay không qua công kỳ? Đàm Hải Yến nói, từng có công kỳ, các ngươi không có chú ý. Triệu Hoành Đạt nói, ngươi lừa gạt ai đây? Hoa Niên nhập cổ phần về sau hứa hẹn nói chúng ta nhân viên y tế thu nhập sẽ tăng lên rất nhiều, chính ngươi sờ sờ lương tâm, là gia tăng vẫn là giảm bớt. La Xuân Mai nói, chúng ta khẳng định là không có gia tăng, bọn hắn những cán bộ này thu nhập đều tăng lên, bọn hắn những này Trường Hưng lãnh đạo cái nào hàng năm không phải mấy chục hơn trăm vạn. Đàm Hải Yến tội nghiệp nhìn qua Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này đại tỷ quá ngu, ngươi nhìn ta làm gì? Ta hiện tại là Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, cùng các ngươi đã phân rõ giới hạn, không phải một phe cánh. Lưu Phúc Quý nói, công việc này không có cách nào làm, chúng ta không thể bị bán còn giúp người đếm tiền, liền nói tương ái liên tự sát chuyện này, cái đôi này tại bệnh viện cứu giúp dừng lại chi phí tất cả đều bị tính tại chúng ta nhân viên trên thân. Dựa vào cái gì a? Người đưa tới đều đã chết, dựa vào cái gì để chúng ta nhận gánh trách nhiệm? Kim Vĩnh Hạo nghe xong liền biết là nội bộ tài vụ xảy ra vấn đề, không phải loại chuyện này sẽ không tiết lộ ra ngoài, lúc đầu nghĩ đến quá độ 2 tháng liền trở về, ai có thể nghĩ tới vừa trở về liền đối diện loại này quần tình mãnh liệt trận bột. Kim Vĩnh Hạo trong lòng phiền muộn vô cùng, trong lúc nhất thời mót mà không, đi, được, phần bụng áp lực tăng gấp bội, cúc bộ có loại mãnh liệt hạ xuống cảm giác, hắn liền muốn không chịu đựng nổi. Đứng dậy liền đi ra ngoài. Hứa Thuần Lương nói, Kim viện trưởng, còn không có nói xong đâu, ngươi làm gì đi? Kim Vĩnh Hạo ôm bụng nói, ta đi tiểu tiện hạ liền đến. Một bên nói một bên hướng sông hướng mặt ngoài đi. Hiện tại trong phòng họp viện phương đại biểu chỉ còn lại Đàm Hải Yến. Hứa Thuần Lương nói, Đàm thư ký, ngươi có phải hay không có thể giải thích một chút đây hết thảy? Đàm Hải Yến ủy khuất nhìn qua Hứa Thuần Lương, Hứa trấn trưởng. Phân viện tình huống ngươi cũng rõ ràng. Nàng lần này cuối cùng không có ngay trước mặt mọi người gọi hắn tiểu Hứa, nhưng cái này nói cũng phải EQ cực thấp. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta trước khi rời đi mọi chuyện đều tốt, cái này mới đi mấy ngày, liền khiến cho người oán trách. Khâu Quế Hiền cùng Lý Ngọc Lượng cố nén cười, cái này Đàm Hải Yến thật là quá ngu, ngươi còn muốn lôi kéo Hứa Thuần Lương đệm lưng sao thế? Con hàng này tinh đến cùng khỉ con giống như trượt không trượt mùa thu ngươi nhưng bắt không được. Phân viện mấy tên đại biểu cũng đều không phải người ngu, một mực không nói lời nào cấp cứu chủ nhiệm Vương Khang Trụ nói, Hứa viện trưởng tại thời điểm còn có người cho chúng ta nhân viên y tế nói chuyện, hiện tại tốt, bọn hắn chỉ lo mình lấy tiền, căn bản không quản sống chết của chúng ta. Hứa Thuần Lương trong lòng vì hắn điểm một cái to lớn tán, nhìn xem người ta. Liền hướng về phía câu nói này ta đều không có ý tứ không vì những này phân viện các công nhân viên nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, Đàm thư ký A, chúng ta dứt bỏ chuyện nguyên nhân gây ra trước không nói, các người Trường Hưng cấp lãnh đạo cùng cơ sở nhân viên ở giữa câu thông khẳng định tồn đang vấn đề, mà lại là vấn đề rất lớn. Đàm Hải Yến nói, chúng ta nói cũng không tính, bọn hắn phản ứng tình huống chúng ta sẽ như thực hướng lãnh đạo cấp trên phản ứng. Dự thính người phổ biến cho rằng này nương môn thật mẹ nó ngu. Khâu Quế Hiền nói, làm lãnh đạo không thể cao cao tại thượng A, không thể xảy ra sự tình liền trốn tránh trách nhiệm, đã các ngươi nói không tính, vậy liền để nói chuyện chủ nhà người đến giải quyết vấn đề, đừng chỉ là ngoài miệng nói Nguy Sơn đảo bệnh viện tất cả nhân viên là Trường Hưng một phần tử, ra chuyện như vậy, Trường Hưng bệnh viện viện trưởng vì cái gì không lộ diện. Chẳng lẽ hắn cũng nói không tính? Lý Ngọc Lượng hữu nghị nhắc nhở, Trường Hưng tình huống phi thường phức tạp. Hiện tại khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện khối này thuộc về Hoa Niên lớn khỏe mạnh, người phụ trách là viện trưởng phu nhân Bùi Lâm. Lưu Phúc Quý cả giận nói, hiện tại Trường Hưng bệnh viện đều thành chính bọn hắn nhà, chúng ta ban đầu là bị Trường Hưng bệnh viện cho thu mua, không phải bị cái gì Hoa Niên tập đoàn, càng không phải là Hoa Niên lớn khỏe mạnh. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này ta coi như có nghe thấy.
Đàm Hải Yến trong lòng tự nhủ ngươi còn có điều nghe thấy. Lúc trước chính là ngươi tự tay làm thủ tục chuyển nhượng, làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng. Trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Hứa Thuần Lương nói, lúc trước Hồ Sơn Trấn cùng Trường Hưng bệnh viện ở giữa là có hiệp nghị, nếu như Trường Hưng không trải qua Hồ Sơn Trấn chính phủ cho phép, tự tiện thay đổi thổ địa công dụng, hoặc là trái với lúc trước hiệp nghị, chúng ta có quyền thu hồi. Đàm Hải Yến một viên tim đập bịch bịch, Hứa Thuần Lương đây không phải muốn cắm đao, đây là muốn cùng Trường Hưng cắt bảo đoạn nghĩa nhất đao lưỡng đoạn tiết tấu, Kim Vĩnh Hạo làm sao vẫn chưa trở lại. Đi nhà vệ sinh làm sao thời gian dài như vậy, cái này dạng chàng diện ta ứng phó không được a. Khâu Quế Hiền đi theo thêm dầu thêm mở nói, tại Hồ Sơn Trấn bên trong phạm vi quản hạt, quyết không cho phép bất luận cái gì làm trái nhật ký hành trình vì cái gì phát sinh. Hắn đã nhìn ra, Hứa Thuần Lương còn muốn cầm ông chủ cũ khai đao, con hàng này thật giỏi a, trở mặt không quen biết, quả thực là lục thân không nhận a, đối Trường Hưng hắn một điểm tình cảm đều không có sao. Đừng quên, người biên chế còn tại Trường Hưng, tiền lương vẫn là người ta Trường Hưng cho ngươi phát đâu. Đàm Hải Yến nói, chúng ta không có trái với hiệp nghị, chúng ta cũng không có thay đổi thổ địa công dụng, chúng ta bây giờ kiến thiết chính là khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Hứa Thuần Lương nói, Đàm thư ký, ta nghĩ ngươi vẫn là mau chóng tướng chuyện này hướng Trường Hưng cao tầng phản ứng, chúng ta sẽ không tùy ý bệnh viện nhân viên lợi ích nhận tổn hại, nếu như các ngươi không thể mau chóng cho Hồ Sơn Trấn một cái minh xác trả lời chắc chắn, sinh ra hết thảy hậu quả, chính các ngươi gánh chịu. Đàm Hải Yến lúc này mới xong biết hết đến, tại Hứa Thuần Lương trong lòng căn bản cũng không có tình cũ khái niệm, hắn hiện tại đối Trường Hưng chỉ có bỏ đá xuống giếng, không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kim Vĩnh Hạo vẫn chưa trở về, con hàng này xem ra không phải lên nhà vệ sinh, là tìm cái cớ tránh đi ra, Đàm Hải Yến cắn môi một cái, gật đầu nói, Hứa Trấn trưởng ngài yên tâm, chúng ta ngay lập tức sẽ hướng lãnh đạo phản ứng, tranh thủ mau chóng xuất ra phương án. Hứa Thuần Lương không khách khí chút nào đánh gãy nàng, mau chóng là bao lâu? Cho ta một cái thời gian cụ thể. Khâu Quế Hiền cùng Lý Ngọc Lượng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời vang lên một thanh âm, ngọa tào. Vô tình a. Đàm Hải Yến cố gắng nghĩ nghĩ, nàng không có quyền lực gì, nói cũng không tính. Hứa Thuần Lương nói, ngày mai lúc này, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi phương án giải quyết. Tan họp thời điểm, mấy vị dân tuyển đại biểu nhau nhau tới cùng Hứa Thuần Lương nắm tay. Thẳng đến hội nghị mở xong, bọn hắn mới dám vững tin, hiện tại Hứa Thuần Lương chuyển đổi trận doanh, hiện tại Hứa Thuần Lương không còn là đi qua kia cái đối trong nội viện nhân viên vừa đấm vừa xoa thậm chí uy bức lợi dụ xấu viện trưởng, mà là thương cảm dân tình, là dân sinh bôn tàu tốt trưởng trấn. Triệu Hoành Đạt cầm Hứa Thuần Lương tay nói, Hứa viện trưởng. Không, Hứa trấn trưởng, tạ ơn ngài đối với chúng ta lý giải cùng ủng hộ. Hứa Thuần Lương mỉm cười đối với hắn nói. Triệu chủ nhiệm công việc của chúng ta chính là muốn giữ gìn các ngươi quyền lợi, mặc kệ là Trường Hưng bệnh viện vẫn là Hoa Niên tập đoàn, ai dám xúc phạm ích lợi của các ngươi chính là cùng chúng ta Hồ Sơn Trấn chính phủ không qua được, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc loại hiện tượng này phát sinh. Đàm Hải Yến ủ rũ cúi đầu rời đi, trải qua nhà vệ sinh nam thời điểm còn đặc địa hướng bên trong nhìn thoáng qua, có phải hay không hô người vào xem, Kim Vĩnh Hạo chẳng lẽ rớt xuống trong bồn cầu. Vừa vặn Lưu Phúc Quý tới đi nhà xí. Đàm Hải Yến để hắn hỗ trợ nhìn xem Kim Vĩnh Hạo có hay không tại. Không bao lâu Lưu Phúc Quý liền ra để cho người hỗ trợ, Kim Vĩnh Hạo quả thật trong nhà cầu, con hàng này bệnh trí phạm vào, không cẩn thận phát sinh khảm đốn, đau đến đường đều đi không được rồi. Mặc dù đám này bác sĩ cùng Kim Vĩnh Hạo trước mắt ở vào đối lập hai mặt, nhưng là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, vẫn là tập thể qua đến giúp đỡ. Kim Vĩnh Hạo đồng chí cuối cùng là ghé vào trên cáng cứu thương bị khiêng đi, quần đều bị máu nhuộm thấu. Đàm Hải Yến mắt thấy hắn thảm trạng, mới tin tưởng Kim Vĩnh Hạo không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là tình trạng cơ thể hoàn toàn chính xác không cho phép, chỉ là tại nàng khái niệm bên trong chưa từng thấy nam nhân phía dưới lưu nhiều như vậy máu, nữ nhân tới nguyệt sự thời điểm cũng không có hắn như thế lớn lưu lượng. Bệnh trĩ khảm đốn về sau người bệnh là phi thường thống khổ, nhất định phải kịp thời tiến hành trị liệu, đầu tiên cần phải làm là trước tiên tiến hành thủ pháp trở lại vị trí cũ, đem thoát ra trĩ hạch còn nạp. Nhưng là hôm nay tới mấy cái cũng không khoa hậu môn chuyên gia, Kim Vĩnh Hạo trí hạch lại rất lớn, thủ pháp trở lại vị trí cũ nói đến đơn giản, thật là làm không dễ dàng như vậy, vạn nhất thủ pháp không thích đáng, ngược lại sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khoa cấp cứu chủ nhiệm Vương Khang Trụ cũng không dám tùy tiện ra tay, đề nghị tốt nhất vẫn là giải phẫu trị liệu. Kim Vĩnh Hạo biết đám người này chữa bệnh trình độ, đi qua hắn tại Nguy Sơn Đảo phân viện cũng phạm qua mấy lần.
lúc ấy tìm là nông thôn bác sĩ Liễu Sơn Dân, Liễu Sơn Dân cũng đã nói, trạng huống của hắn vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải cai thuốc kiêng rượu kiêng cay. Vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian Kim Vĩnh Hạo hoàn toàn chính xác tuân theo lời dặn của bác sĩ, cũng coi là nhịn một hồi, ăn Tết trong lúc đó cảm thấy gần như khỏi hẳn, thế là bắt đầu buông lỏng cảnh giác, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tái phát, mà lại cái này lần tái phát muốn so với quá khứ càng nặng, Kim Vĩnh Hạo thật sự là biết vậy chẳng làm. Kim Vĩnh Hạo ghé vào trên cáng cứu thương nhịn đau cho Liễu Sơn Dân gọi điện thoại, hy vọng hắn có thể tới bệnh viện giúp mình bài ưu giải nạn, không nói những cái khác. Liễu Sơn Dân trở lại vị trí cũ thủ pháp tuyệt đối miểu sát Nguy Sơn Đảo bệnh viện chính quy y sinh. Không khéo Liễu Sơn Dân hôm nay người tại Đông Châu, hắn là đã đi qua mở hậu môn trực tràng bệnh viện chủ bị hội nghị, bây giờ trở về đến cũng không kịp, đề nghị Kim Vĩnh Hạo ngay tại chỗ trị liệu, thực sự không được có thể để cho người ta đem hắn đưa đến Đông Châu. Kim Vĩnh Hạo đau đến đầu đầy mồ hôi, hắn biết lần này triệu chứng so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều còn nghiêm trọng hơn, nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu, rất có thể sẽ phát sinh khảm đốn hoại tử. Mặc dù có hai lựa chọn, nhưng là Kim Vĩnh Hạo một cái đều không muốn tuyển, tại phân viện khai đao, hắn không tin được đám này bác sĩ trình độ, hiện tại tiễn hắn về Đông Châu, chỉ sợ tới chỗ cũng đã không còn kịp rồi. Kim Vĩnh Hạo nghĩ sâu tính kỹ về sau vẫn là phải cầu khai thác bảo thủ trị liệu, nói cách khác thử một chút thủ pháp trở lại vị trí cũ. Nhà, toàn bộ Nguy Sơn Đảo bệnh viện liền không có phương diện này chuyên gia. Vương Khang Trụ nhìn qua Kim Vĩnh Hạo lớn chừng cái trứng gà trí hạch không khỏi có chút đau đầu, con hàng này là thế nào bảo dưỡng, có thể bàn như thế lớn. Muốn đem cái đồ chơi này nhét vào cũng không dễ dàng, Vương Khang Trụ cũng không phải khoa hậu môn chuyên gia. Cơ bản trình tự hắn là hiểu được, bình thường xử lý phương pháp là. Trước để chuẩn bị công việc, dùng nước ấm hoặc potassium permanganate dung dịch bồn ngâm đít, giảm bớt trí hạch bệnh phù cùng đau đớn, đồng thời làm cúc bộ cơ vòng buông lỏng. Cụ thể thao tác trình tự, đầu tiên tại cúc bộ bôi lên bôi trơn tinh dầu, đề cao bôi trơn độ, người bệnh khai thác nằm nghiêng hoặc ngồi xuống. Bác sĩ đeo lên bôi trơn dịch duy nhất một lần thủ sáo hoặc chỉ sáo, tìm tới thoát ra đến hạch, lấy ngón tay nhẹ nhàng nắm cầm hạch, một bên xoa nắn một bên về ấn, tướng đợi hạch ấn nhập 2,3cm chiều sâu. Người bệnh đồng thời phải phối hợp nắm chặt cơ vòng, làm nhiều mấy lần sách giang vận động, cảm thụ trí hạch có hay không lần nữa thoát ra. Như lần nữa thoát ra ứng lặp lại trở lên trình tự. Đến tiếp sau xử lý, thanh lý cúc bộ bôi trơn dịch, bôi lên bệnh trí cao. Lúc này lấy tiếp tục bảo trì nằm vị là tốt, phòng ngừa hạch thụ trọng lực các loại tác dụng phát sinh lần nữa thoát ra, nằm trên giường nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn liền có thể bình thường sống động. Khả lý luận là lý luận, tình huống cụ thể còn cần cụ thể phân tích, thủ pháp trình tự tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là thủ pháp có cao thấp, cái này muốn khảo nghiệm bác sĩ thao tác kỹ xảo. Kim Vĩnh Hạo thoát ra trí hạch quá lớn, mà lại là trong ngoài hỗn hợp trí, tình huống tương đối phức tạp. Vương Khang Trụ đi qua nhìn qua có bệnh trí người bệnh không ít, nhưng là giống Kim Vĩnh Hạo nghiêm trọng như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vương Khang Trụ kiên trì cho Kim Vĩnh Hạo tiến hành trở lại vị trí cũ, nhưng là ngón tay vừa chạm đến trí hạch, Kim Vĩnh Hạo liền kêu trời kêu đất kêu rên lên. Vương Khang Trụ nhìn thấy hắn thống khổ như vậy không dám cứng rắn hướng trong hậu đình nhét, vạn nhất nhét mắc lỗi chẳng phải là phiền toái hơn. Ngay tại vô kế khả thi thời khắc, Hứa Thuần Lương cũng đi theo tới thăm hỏi. Kim Vĩnh Hạo lần trước đi Liễu Sơn Dân nơi đó cầu y, cởi chuồng liền bị Hứa Thuần Lương cho nhìn thấy, hiện tại là lần thứ hai, hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hứa Thuần Lương a, người nhà có phải là có tật xấu hay không, ta cái này bên trong có đẹp mắt như vậy sao? Người nhà lòng hiếu kỳ cũng quá nặng đi. Hứa Thuần Lương quan sát một chút, chậc chậc thở dài, như thế lớn, ta còn là lần đầu gặp lớn như vậy. Vương Khang Trụ nói, ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy, đợi hạch quá lớn, nhét vào không lọt, nếu như thời gian dài sẽ khảm đốn hoại tử, Kim Viện lại không muốn khai đao. Hứa Thuần Lương nói, khai đao làm gì, cũng không phải chỉ không hết, bệnh trí bệnh vặt a, không cần khai đao chúng ta hồi xuân đường liền có bí phương, mới uống thuốc xuống dưới đảm bảo thuốc đến bệnh trừ, trả lại ngươi một đóa thật xinh đẹp trẻ non cúc. Chung quanh mấy người đều nở nụ cười, Hứa Viện trưởng thật là biết cả từ nhi. Bất quá dùng từ không làm Kim Vĩnh Hạo cái này khóa không gọi được trẻ non cúc, căn bản chính là cái nát quả đào. Kim Vĩnh Hạo nhưng cười không nổi, vẻ mặt đưa đám nói, Hứa trấn trưởng, ngài cũng đừng bắt ta trêu đùa, mạng người quan trọng sự tình. Đau chết mất. Vương Khang Trụ đề nghị, vẫn là mau chóng khai đao a. Khảm đốn chỉ là do ở các loại nguyên nhân dẫn đến giang quản cùng trực tràng niêm mạc di động xuống dưới,
trong thời gian ngắn không cách nào tự hành khôi phục. Đột xuất chí hạch kích thích cúc bộ, gây nên cúc bộ cơ vòng co rút, dẫn đến chí tĩnh mạch tắc cùng bạch huyết chảy trở về. Là hậu môn trực tràng giải phẫu bên trong thường thấy nhất bệnh bộc phát nặng, cũng là bệnh trí thường thấy nhất cùng nghiêm trọng nhất bệnh biến chứng một trong. Khảm đốn đến nếu như thông qua thủ pháp trở lại vị trí cũ không cách nào thành công, liền cần tại gây tê trạng thái làm cắt bỏ trị liệu. Kim Vĩnh Hạo mặc dù là hành chính nhân viên quản lý, cũng biết mình bệnh tình trì hoãn không được, tiếp tục như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chính đang do dự có phải hay không lựa chọn giải phẫu thời điểm. Hứa Thuần Lương nói, không vội, ta đi thử một chút. Vương Khang Trụ nói, ngươi, con hàng này không phải đến thêm phiền a. Hứa Thuần Lương đi vào Kim Vĩnh Hạo trước mặt, nắm lên cánh tay của hắn, lựa chọn hai bạch huyệt tiến hành nén. Hai bạch huyệt hai chỉ phải là số lượng, bạch tức màu trắng, bản huyệt chính là trải qua bên ngoài kỳ huyệt, bởi vì nơi đây thịt mềm da bạch, một bên có hai huyệt cho nên gọi tên. Kích thích hai bạch huyệt có điều và khí huyết tác dụng, bệnh trí thành bởi đó một chính là cục bộ khí huyết tắc nghẽn, xoa bóp hai bạch huyệt nhưng xúc tiến khí huyết vận hành, là trị liệu bệnh trí yếu huyệt. Hai bạch huyệt vị tại cẳng tay trưởng bên cạnh, cổ tay trưởng bên cạnh ở xa nếp nhăn trên bốn tấc, nạo bên cạnh cổ tay khuất gân bắp thịt hai bên, một bên có hai huyệt. Tìm huyệt lúc, nắm tay, ngón tay cái chỉ bên cạnh một gân nhô lên, cổ tay nếp nhăn thẳng lên hai cái ba hoành chỉ chỗ cùng gân giao điểm hai bên tức là. Hứa Thuần Lương là Kim Vĩnh Hạo xoa bóp hai bạch huyệt, hai bên đồng thời nén. Ước chừng sau 3 phút, Hứa Thuần Lương đeo lên thủ sáo tại viên kia to như trứng gà trí hạch trên thoa khắp bôi trơn dịch. Không thấy hắn dùng lực như thế nào, bên cạnh vò bên cạnh ấn, dễ dàng tướng trí hạch một lần nữa đẩy vào Kim Vĩnh Hạo hậu đình bên trong. Nói đến kỳ quái, Kim Vĩnh Hạo cũng không cảm giác đau đớn, ngược lại có loại như chút được gánh nặng sảng khoái, hắn từ đáy lòng phát ra một tiếng nói mớ, ôi! Không phải thống khổ, là một loại rốt cục có thể giải thoát thoải mái cảm giác. Một đám chuyên nghiệp y tế người làm việc nhìn thấy trước mắt một màn, cũng đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, trong mắt đều tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Đồng dạng là trở lại vị trí cũ, làm sao hắn liền làm được tự nhiên như thế thuận lợi, nghĩ không ra Hứa Thuần Lương còn có cao minh như vậy thủ pháp. Chỉ có Vương Khang Trụ không cho là như vậy, hắn nhận là thủ pháp của mình không có vấn đề, mấu chốt là hướng Kim Vĩnh Hạo hậu đình nhét thời điểm, con hàng này không phối hợp. Ở những người khác xem ra Hứa Thuần Lương đối Kim Vĩnh Hạo cúc bộ cấu tạo muốn so Vương Khang Trụ càng thêm quen thuộc. Hứa Thuần Lương nói, ta liền nói là vấn đề nhỏ a. Kim Vĩnh Hạo nói, tạ ơn, tạ ơn. Hắn có loại kiếp sau trùng sinh cảm giác, đối Hứa Thuần Lương cảm kích là phát ra từ phế phủ. Hứa Thuần Lương nói, mọi người còn xin tránh một chút, có mấy câu ta đơn độc cùng Kim Viện trưởng nói. Mọi người thấy thủ pháp trở lại vị trí cũ thành công, Kim Vĩnh Hạo hẳn là không nguy hiểm gì, bệnh tình đạt được làm dịu, tự nhiên cũng không cần lập tức giải phẫu, thế là từng cái lui ra ngoài. Kim Vĩnh Hạo đưa tay sờ sờ mình hậu đình. Vững tin trí hạch hoàn toàn chính xác trở lại vị trí cũ thành công, lúc này mới cẩn thận chuyển bỗng nhúc nhích, nằm nghiêng, không dám lập tức đứng dậy, bởi vì lo lắng cho hắn trí hạch sẽ còn rơi ra tới. Hứa Thuần Lương nói, lão Kim, tình huống của ngươi có chút nghiêm trọng a. Kim Vĩnh Hạo nói, lần trước tìm Liễu Đại Phu nhìn qua, hầu như đều nhanh tốt, cái này vừa qua Tết, tụ hội quá nhiều, không có bao ở miệng, kết quả lại tái phát. Hứa Thuần Lương nói, Liễu Đại Phu trị liệu bệnh trí phương pháp đều là cùng gia gia của ta học, kỳ thật nhà chúng ta có từ không truyền ra ngoài độc nhất vô nhị bí phương, ngươi loại tình huống này vẫn là có thể thông qua trung y triệt để chữa trị, bất quá ta không có giấy phép hành nghề y. Kim Vĩnh Hạo trông mong nhìn qua Hứa Thuần Lương, Hứa Trấn Trưởng, ngài có thể hay không giúp ta trị liệu một chút. Bởi vì vừa mới thân thể sẽ Hứa Thuần Lương trở lại vị trí cũ thủ pháp, Kim Vĩnh Hạo đã kết luận, nơi tay pháp phương diện Hứa Thuần Lương so Vương Khang Trụ lợi hại hơn nhiều. Cái gì giấy phép hành nghề y? Căn bản không trọng yếu, nhìn tốt bệnh của mình mới là trọng yếu nhất. Hứa Thuần Lương nói, người coi như khai đao dự đoán bệnh tình cũng sẽ không quá tốt, nếu là tin tưởng lời của ta, ta có thể giúp ngươi châm cứu, nhưng là không thể ở chỗ này, phải đi ngươi văn phòng, cũng không thể nói cho những người khác. Kim Vĩnh Hạo bị bệnh trí hành hạ nhiều năm, sở dĩ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng cùng hắn tự hạn chế tính không mạnh có quan hệ, cùng hắn sợ hãi giải phẫu trị liệu cũng có nhất định quan hệ. Hiện lúc nghe có thể triệt để chữa trị, đương nhiên muốn thử một chút, về phần phương diện giữ bí mật hắn tuyệt đối có thể làm được, cũng không phải cái gì ánh sáng màu sự tình, bởi vì việc này hắn đã đủ mất mặt. Kim Vĩnh Hạo lại nằm trong chốc lát, chờ triệu chứng làm dịu về sau cùng Hứa Thuần Lương cùng đi phòng làm việc của hắn. Hứa Thuần Lương cũng không phải lấy giúp người làm niềm vui,
chỉ là hắn nghĩ tại mở hậu môn trực tràng bệnh viện trước đó, kiểm tra một chút qua đi siêu tập bí phương, Kim Vĩnh Hạo không thể nghi ngờ là một cái thích hợp đối tượng. Hai bạch huyệt là trị liệu bệnh trĩ chủ huyệt một trong, tại Kim Vĩnh Hạo khảm đốn bệnh bộc phát nặng kỳ đối hai bạch huyệt tiến hành xoa bóp, trợ giúp hắn tướng đợi hạch thuận lợi trở lại vị trí cũ. Bệnh trĩ là trên giường bệnh một loại thường thấy nhất quốc bộ tật bệnh. Tại Trung Hoa truyền thống y học bên trong cũng có đại lượng văn hiến ghi chép. Sớm tại Hạ Thương thời kỳ, đợi tại Giáp Cốt Văn bên trong, liền có ghi chép. Hơn 2.000 năm trước Hoàng đế Nội Kinh, sớm nhất trình bày bệnh trĩ chủ yếu nguồn gốc. Như Tố Vấn Sinh Khí Thông Thiên Luận Thiên, bên trong nói, cho nên no bụng ăn, gân mạch hoành giải, ruột phích là đợi. Tần Hán thời kỳ, tại 52 bệnh phương, bên trong, tướng chia làm 4 loại, đầu tiên miêu tả bệnh trĩ triệu chứng cùng bệnh trĩ buộc garo thuật. Thần Nông Bản Thảo Kinh, bên trong, có 5 trĩ tên bệnh, thủ 5 trị bệnh trĩ dược vật 21 loại, Triều Tấn châm cứu giáp ất trải qua, hệ thống trình bày châm cứu trị liệu bệnh trĩ liệu pháp. Tùy đường thời kỳ, đối bệnh trĩ nhận biết càng xâm nhập thêm, chư nguyên nhân đợi luận, bên trong, tường 5 năm đợi, mấu trĩ, tẫn trĩ, mạch trĩ, máu trĩ, ruột đợi tên bệnh cùng chứng đợi, cũng tăng lên khí trĩ, rượu trĩ. Chuẩn bị gấp thiên kim yếu phương cùng thiên kim dược phương, bên trong, lại tại 7 đợi trên cơ sở, tăng lên khô ẩm ướt trĩ, trĩ ngoại, chia làm 9 trĩ, cũng kỹ càng giới thiệu phương pháp trị liệu. Bên ngoài hợp bí yếu trừ tướng trĩ chia làm 9 loại bên ngoài, lại đem chia làm bên trong đợi cùng trĩ ngoại, so phương Tây y học luận thuật trong ngoài trĩ sớm hơn 1.000 năm. Châm cứu trị liệu bệnh trĩ, chọn lựa đầu tiên lần lưu dưới huyệt châm, cùng trên lưu huyệt tương đối làm thứ. Lưu, lỗ hổng, nên huyệt thuộc về túc thái dương bàng quang kinh, ý chỉ bàng quang kinh địa bộ trải qua nước bởi vậy từ bên ngoài thân lưu nhập thể nội. Bản huyệt vật chất là bàng quang kinh thượng bộ kinh mạch chuyến về địa bộ thủy dịch. Đến bản huyệt về sau, từ bản huyệt địa bộ lỗ hổng từ địa chi thiên bộ chảy vào địa chi địa bộ. Tại khá sau trên gai cùng sau chính giữa tuyến ở giữa, vừa đối thứ hai đế sau lỗ, lấy kim châm cứu đâm thẳng 11.5 tấc, thi châm mục đích là giảm bớt bàng quang kinh thượng bộ kinh mạch chuyến về địa bộ thủy dịch áp lực, cùng tây y bệnh lý không mưu mà hợp. Lại tuyển nhẫn sơn huyệt, nhẫn sơn huyệt ở vào nhân thể bắp chân đằng sau chính giữa, ủy trung huyệt cùng côn luân huyệt ở giữa, đường duỗi thẳng bắp chân hoặc gót chân nâng lên lúc bắp chân bắp hạ xuất hiện sừng nhọn chỗ lõm xuống tức là chân bộ chuột rút quốc bộ bệnh thường dùng hiệu huyệt, thời cổ liền phối đại tràng du huyệt trị trí tật. Theo bàng quang kinh trải qua dưới nước làm được tỳ thổ hạt nhỏ ở đây cố hóa. Khí huyết vật chất là địa bộ tỳ thổ cùng thiên bộ ngược lên tập tục. Tập tục theo bàng quang kinh ngược lên, tỳ thổ thì đồn cố tại huyệt tuần. Huyệt này đưa đến vận hóa thủy ẩm ướt, cố hóa tỳ thổ tác dụng, tây y bên trong nhằm vào bệnh trí tiêm vào cứng lại tề trị liệu. Còn cần mượn nhờ dược vật, đạo lý cùng châm cứu nhận sơn huyệt giống nhau. Đồng dạng là cứng lại, trung y không cần mượn nhờ ngoại lực, mà là lợi dụng tự thân tỳ thổ sản chất đến cố hóa hạch, so phương Tây y học cao minh đâu chỉ một bậc. Hứa Thuần Lương cuối cùng lựa chọn trường cường huyệt hạ châm. Trường cường huyệt, tuần hoàn tự dưng làm trưởng, mạnh có kiện vận không thôi chỉ ý. Huyệt này ở vào cột sống phần đuôi, là đốc dương ban đầu chỗ. Nhân thể cột sống từ cái cổ đến đuôi có thể tự do chuyển động uốn lượn, là trọng tải chủ lực, khí kiện vận không thôi, tuần hoàn tự dưng, thêm nữa đốc mạch dương khí thịnh mà mạnh, cho nên tướng đốc mạch ban đầu chỗ tên là trường cường. Châm cứu trường cường huyệt chủ trị, trí tật, tiêu ra máu, động tả, đại tiểu tiện khó, âm bộ ẩm ướt ngứa, đuôi xương cùng đau đớn, chứng động kinh, co quắp bệnh, eo đau thần kinh. Trường cường huyệt chung quanh có đốc mạch lạc mạch, nhâm mạch. Túc thái dương bàng quang kinh đừng lạc bốn đường kinh mạch. Tiến châm lựa chọn tại xương cùng nhọn hạ nửa tấc tấc, xương cùng mũi nhọn cùng hậu đình ở giữa. Đâm xương cùng mũi nhọn ba phần sâu lấy đau nhức là độ, nhưng cũng có tuyển tiến châm hai thốn. Lâm sàng chứng minh huyệt này nhưng cả đâm xương cùng mũi nhọn, cũng có thể xuôi theo xương cùng dưới đáy sâu đâm, đâm pháp khác biệt, tác dụng cũng không giống. Hứa Thuần Lương để Kim Vĩnh Hạo lấy cong chân nằm nghiêng vị, trừ độc sau tay trái sờ chuẩn xương cùng mũi nhọn. Dùng V chuyển chậm tiến châm pháp theo đuôi xương dưới đáy tiến châm, đâm vào xương cùng mũi nhọn so sánh cứng rắn tổ chức, là thứ nhất châm cảm tầng, thứ nhất châm cảm chủ yếu là nhói nhói cùng cùn đau nhức, đâm trúng xương bột thời điểm sinh ra căng đau cùng tê dại đau nhức. Dọc theo xương cùng đáy tiến châm, đâm vào giang sách cơ da thịt bên trên, chiều sâu 3 mm khoảng chừng, châm cảm trở nên rõ ràng, đây là thứ hai châm cảm tầng, xương đuôi hạ ê ẩm xưng cảm giác, hoặc chướng tê dại cảm giác. Khuếch tán đến hậu đình khu cùng xương cùng đáy bộ. Kim Vĩnh Hạo cảm giác quốc bộ càng ngày càng chướng,
theo Hứa Thuần Lương vê chuyển kim châm cứu, thể nội cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình không ngừng bành trướng, chí hạch tại từ bên trong cùng bên ngoài áp lực dưới biến hình, trong đó huyết dịch ngược dòng về trong thân thể. Lần này hành châm 3 phút, lưu châm 30 phút. Lưu châm trong lúc đó, Hứa Thuần Lương lấy xuống thủ sáo, đi rửa tay một cái, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Kim Vĩnh Hạo nằm nghiêng tại giường một cử động nhỏ cũng không dám, mặc dù nhìn không thấy Hứa Thuần Lương cụ thể quá trình trị liệu, nhưng là hắn có thể cảm giác được thân thể biến hóa, nếu không phải nhìn thấy Hứa Thuần Lương đứng tại phía trước cửa sổ, hắn thậm chí sẽ cho là có người ở sau lưng. Loại cảm giác này có chút xấu hổ lại là thần kỳ như vậy, Trung Hoa Y học Bác Đại tinh thâm, Kim Vĩnh Hạo nhìn qua phía trước cửa sổ người trẻ tuổi, ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên vào, bắn ra tại Hứa Thuần Lương cao lớn thẳng tắp thân thể bên trên, là hắn bao phủ lên một tầng kim sắc thần bí quang hoàn. Kim Vĩnh Hạo phảng phất thấy được thiên thần hạ phàm, có chút sùng bái nhìn qua cái này giống như thần nam nhân. Hứa Thuần Lương nói, người đối Trường Hưng tình trạng trước mắt thấy thế nào? Kim Vĩnh Hạo sửng sốt một chút, vẻ mặt đưa đám nói, Hứa Chấn Trưởng, ta chính là tới quá độ một chút, chuyện bên này ta nói không tính, ngươi là rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, hôm nay tình trạng ngươi cũng nhìn thấy, nếu như các ngươi xử lý không tốt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kim Vĩnh Hạo nói, yêu cầu của bọn hắn nhiều lắm, yêu cầu cùng Trường Hưng bệnh viện bản bộ ngang nhau đãi ngộ, còn muốn cầu tăng lên tích hiệu, hiện tại Trường Hưng bệnh viện cần chỗ cần dùng tiền rất nhiều, ngươi là không biết mỗi lần chúng ta đi tìm chứa cũng nên tiền đều muốn bị nàng hung ác phê dừng lại. Hứa Thuần Lương nói, tay của nàng không khỏi đến quá dài. Kim Vĩnh Hạo nói, hiện tại chính là cái này bộ dáng, bệnh viện không phải không kiếm tiền, nhưng kiếm tiền trên cơ bản đều bị vùi đầu vào kiến thiết chúng, nhân viên thu nhập khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, chẳng những là phân viện, bản viện kỳ thật cũng là cái dạng này. Hứa Thuần Lương nói, Hoa Niên tập đoàn hãm sâu nợ nần nguy cơ, trước mắt ngay tại quy hoạch nợ nần gây dựng lại, cụ thể quy tắc chi tiết chưa ra sân khấu. Kim Vĩnh Hạo nói, sớm biết Hoa Niên tập đoàn cái dạng này còn không bằng không cùng bọn hắn hợp tác. Hứa Thuần Lương nói, khu công nghệ cao cho Trường Hưng rất lớn áp lực, hiện tại hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện chính đang gia tăng kỳ hạn công trình, Trường Hưng bệnh viện hai kỳ công trình cũng là tên đã trên dây không phát không được, lấy Hoa Niên tập đoàn tình trạng tài chính rất khó chiếu cố bên này kiến thiết, càng sẽ không để ý nguy sơn đảo bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc lợi ích của nhân viên. Kim Vĩnh Hạo biết hắn nói đều là tình hình thực tế, Triệu Phi Dương để hắn đến phụ trách quá độ quả nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Từ tương ái liên tự sát bắt đầu, Hoa Niên nội bộ tập đoàn đối khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện tiền cảnh liền phát sinh phân kỳ. Kỳ thật ban đầu Đường Kinh Luân tích cực thúc đẩy khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết, cũng không phải thật tâm muốn làm sự nghiệp, dựa theo Đường Kinh Vĩ nói, Đường Kinh Luân là ăn phù ăn ăn đã quen, hắn am hiểu là vốn liếng vận hành, không là kinh doanh thực thể, kiến thiết là vì bánh vẽ, là vì thông qua lợi tốt kích thích nhắc tới chấn giá cổ phiếu, thúc đẩy Hoa Niên lớn khỏe mạnh sớm ngày đưa ra thị trường. Hoa Niên tao ngộ nợ nần nguy cơ về sau, Đường Kinh Vĩ ngóc đầu trở lại, Đường Kinh Luân không thể không tướng Hoa Niên lớn khỏe mạnh quyền quản lý giao ra. Đường Kinh Vĩ minh xác Triệu Phi Dương quản lý địa vị, cường điệu Hoa Niên lớn khỏe mạnh cùng Trường Hưng bệnh viện một dạng đều lệ thuộc vào Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, cái này cùng Đường Kinh Luân đột xuất Hoa Niên lớn khỏe mạnh sách lược phát sinh hơi diệu biến hóa. Đường Kinh Vĩ làm việc tương đối bảo thủ. Hắn cũng không coi trọng tại nguy sơn đảo kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, Hoa Niên tập đoàn nợ nần nguy cơ để hắn tại phía đầu tư bột trở nên càng phát ra cẩn thận. Lần này tiến quân lớn khỏe mạnh sản nghiệp, quan trọng nhất vẫn là hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, Đông Châu khu công nghệ cao cũng bởi vì gần nhất gió thổi cỏ lay bắt đầu trọng điểm chú ý Hoa Niên tập đoàn Đông Châu hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện hạng mục, Đường Kinh Vĩ cũng hướng khu công nghệ cao lãnh đạo làm ra cam đoan, vô luận Hoa Niên tập đoàn phát sinh như thế nào biến động, đều sẽ không ảnh hưởng đến hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết. Trên thực tế tại cái này một hạng mắt trên cũng không thể ra cái gì chỗ sơ suất, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, Đông Châu phương diện chiếm cổ 20%, nếu như Hoa Niên chưa thể hoàn thành hiệp ước, Đông Châu chính phủ thành phố dựa theo hợp đồng có thể triệt để đông lạnh kết bọn hắn bị giám thị tài khoản bên trong tài chính, thậm chí Trường Hưng bệnh viện cũng sẽ đến mà phục mất. Hoa Niên ban giám đốc đối Hoa Niên bệnh viện vẫn là cực kỳ xem trọng. Đối bọn hắn tới nói Trường Hưng bệnh viện là bọn hắn trước mắt trên tay là số không nhiều chất lượng tốt tài sản, bọn hắn không nỡ đến từ bỏ. Châm đối với chuyện này Đường Kinh Vĩ cùng Triệu Phi Dương tiến hành một phen nói chuyện, Triệu Phi Dương đưa ra tập trung tài chính toàn lực kiến thiết hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện cùng Trường Hưng hai kỳ công trình đề nghị, về phần khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện,
có thể chậm một chậm. Nhất là Đại Hằng bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn hạng mục liên tiếp xảy ra vấn đề, bọn hắn lại làm ngang nhau tính chất hạng mục có thể hay không dẫm lên vết xe đổ, mà lại hiện tại Hoa Niên tài chính không cách nào cam đoan ba cái hạng mục đồng bộ thúc đẩy. Triệu Phi Dương đề nghị cùng Đường Kinh Vĩ ý nghĩ không mưu mà hợp, thượng vị người quản lý sẽ rất ít cân nhắc cơ sở nhân viên lợi ích, nhất là tại liên quan đến xí nghiệp vận mệnh phát triển đại phương hướng bên trên, bọn hắn cho rằng cơ sở nhân viên đương nhiên muốn vì tập đoàn làm ra một chút hy sinh cùng nhượng bộ. Nhưng mà bọn hắn còn đánh giá thấp Nguy Sơn đảo người huyết mạch bên trong không sờn lòng chống lại nhân tố, năm đó âm hiểm hung tàn hào vô nhân tính đông doanh người đều bị đánh đến hoa rơi nước chảy, huống chi bọn hắn. Kim Vĩnh Hạo cảm giác hậu đình càng ngày càng trướng, từ trong ra ngoài căng đau làm cho thân thể của hắn khẽ run, cắm ở trường cường huyệt trên kim châm cứu cũng theo đó run rẩy. Nửa canh giờ này lưu châm thời gian để Kim Vĩnh Hạo cảm giác càng ngày càng khó chịu, có loại bị người xâm phạm cảm giác, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng. Hứa Thuần Lương nói, chịu đựng được sao? Kim Vĩnh Hạo ừ một tiếng, cảm giác mình đáp lại có chút cổ quái, lại bổ sung một câu, ta chịu đựng được. Hứa Thuần Lương nói, người quá trình mắc bệnh dài, vẻn vẹn dựa vào châm cứu còn không thể triệt để trừ tận gốc, còn phải phối hợp tiêu đãi thang uống thuốc. Hắn đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, bắt đầu viết đơn thuốc. Chu sa liên 15 gram, cỏ quyết minh 20 giờ, nung con hào 15 gram, ngựa sinh lực 15 gram, hoàng bách 15 gram, cam thảo 6 gram. Dùng lụa trắng bao vải khỏa ngựa sinh lực cùng những dược vật khác cùng sắc nửa giờ, đi cặn bã lưu nước uống thuốc. Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 lượng. Chu sa liên vị khổ tân, tính lạnh, thanh hỏa tiêu sổ sách, tán máu giảm đau, đã có thể thu đau nhức giảm đau, cũng có ức khuẩn sự sát trùng, cỏ quyết minh cam khổ lạnh, sở trường hàng thiết ủng trệ lấy thông phủ đạo, thanh lợi mềm kiên mà nhuận ruột khô, nung con hào có thu liếm cố chát chát công hiệu, ngựa sinh lực cố thu liếm cầm máu chi tác dụng, hoàng bách thanh nhiệt khô ẩm ướt thanh hỏa giải độc, cam thảo thanh nhiệt giải độc, thong thả và cấp bách giảm đau, điều hòa chư thuốc. Chư thuốc dùng được, có thanh nhiệt giải thọ, lưu thông máu cầm máu, mềm kiên thu đau nhức, tiêu sưng giảm đau công hiệu. Như tiêu ra máu nghiêm trọng người nhưng thêm hòe sừng 24 gram, địa du 30 giờ, sưng đỏ đau nhức kịch thêm hoàng cầm 10 giờ, thuốc đắng 10 giờ, hoàng bách 15 gram, tiểu tiện bất lợi thêm lấy được linh 15 gram, mộc thông 6 giờ, trước xe cỏ 15 gram, hư trứng táo bón thêm lửa hạt thầu dầu 30 giờ, sinh địa 15 gram, hạnh nhân 10 giờ. Đường lê nhân 5 gram, chứng minh thực tế táo bón thêm quen đại hoàng 15 gram, tích thực 9 giờ, bản khí hư chỉ hạch thoát ra người nhưng thêm hoàng kỳ 30 giờ, lộ đảng sâm 15 gram, thăng tê dại 15 gram, xài hồ 15 gram, máu tăng giá thuộc địa 15 gram, đương quy 12 gram, bạch thược 12 gram, a giao 10 giờ. 1. Từ trung y quan điểm xuất phát chỉ nội nguyên nhân bệnh lấy tạng phủ bản hư làm chủ, tại các loại nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng dưới, như thất tình quá độ. Ẩm thực không tiết, táo bón, kiết lỵ, ngồi lâu cùng phụ trọng, kiệt lực vận hành các loại đồng đều nhưng làm tạng phủ âm dương mất cân đối, khí huyết không đủ, nóng ướt nội sinh, hạ xu thế đại tràng, huyết mạch không được, gân mạch hoành giải mà thành trĩ. Dùng thanh nhiệt giải độc, lưu thông máu cầm máu, mềm kiên thu liếm, tiêu sưng giảm đau tiêu trĩ trong xúc phục, ý tại tiêu trừ trĩ tĩnh mạch khuếch trương cùng ứ máu, thúc đẩy trĩ hạch héo rút mà khỏi hẳn. Hứa Thuần Lương mở xong phương thuốc, thời gian vừa vặn. Hắn là Kim Vĩnh Hạo lấy ra lưu châm. Kim Vĩnh Hạo liên tục không ngừng nâng lên quần, lần này mình tại Hứa Thuần Lương trước mặt đã không cái gì bí mật có thể nói, kỳ thật hắn chỉ là mình cảm thấy xấu hổ, Hứa Thuần Lương căn bản không có công phu nhìn hắn. Kim Vĩnh Hạo đi rửa sạch sẽ hai tay, người ta giúp mình như thế đại ân dù sao cũng phải có chỗ biểu thị, Hứa Trấn Trưởng, ban đêm liền lưu tại nhà ăn ăn cơm đi, để ta làm đông, ngài cho ta một cái cơ hội. Hứa Thuần Lương cười nói, liền ngươi cái dạng này trong vòng nửa năm đều phải cai thuốc kiêng rượu kiêng cay. Kim Vĩnh Hạo nói, đừng nói nửa năm, ta nửa đời sau đều không động vào. Kia cũng không cần thiết, chờ bệnh của ngươi hoàn toàn khỏi rồi, hoàn toàn có thể cùng đi qua một dạng sinh hoạt. Kim Vĩnh Hạo cười khổ nói, không dám, cũng không dám lại tốt vết sẹo quên đau, lần này thật sự là đẫm máu giáo huấn. Hứa Thuần Lương nói, không cần để ý như vậy, chúng ta lão Hứa gia bí phương là tương đương hữu hiệu. Kim Vĩnh Hạo nói, Hứa Trấn Trưởng, ngài tốt như vậy y thuật không theo y đáng tiếc, ta dám nói, chỉ bằng lấy ngài trị liệu bệnh trị bí phương, liền có thể kiếm nhiều tiền. Hứa Thuần Lương cười nói, nghĩ không ra ngươi như thế có đầu óc kinh tế. Bạch Tuộc rất xoắn xuýt, y học bộ phận không viết,
mọi người cảm thấy không sát đề, viết, còn nói ta nước, viết cạn không chuyên nghiệp, viết nhiều nói ta phục chế dính thiếp, ta là tình thế khó xử, kỳ thật mỗi đoạn kiến thức chuyên nghiệp ta. Tốn hao thời gian cùng quản lý so phổ thông tình tiết phải hơn rất nhiều. 1. Kim Vĩnh Hạo có chút ngượng ngùng nói, những năm này ta bởi vì cái này mau bệnh khắp nơi cầu y, cho nên đối lĩnh vực này là hiểu rõ vô cùng, đừng nhìn là cái bệnh vặt, nhưng là thực sự nhưng đủ tra tấn người, hơi nghiêm nặng một chút đều đề nghị giải phẫu trị liệu, nhưng giải phẫu trị liệu lại bị tội, lại dễ dàng lưu lại di chứng. Hứa Thuần Lương nói, Trung y cùng Tây y khác nhau lớn nhất là cái nhìn đại cục, chúng ta trị liệu phương án càng toàn diện. Hắn tướng viết xong đơn thuốc đưa cho Kim Vĩnh Hạo, chuyện này không muốn truyền đi, ta không muốn gây phiền phức. Kim Vĩnh Hạo liên tục gật đầu, Hứa Trấn Trưởng yên tâm, ta nhất định thủ khẩu như bình. Hứa Thuần Lương nói, về sau phân viện có chuyện gì, người phải kịp thời cùng ta câu thông, Trường Hưng tình huống hiện tại rất phức tạp, ngươi là Trường Hưng người trong biên chế viên, ta nghĩ ngươi đối với thế cục thấy hẳn là tương đối minh bạch. Kim Vĩnh Hạo nghe rõ, Hứa Thuần Lương là muốn để hắn làm nội ứng ý tứ, ai đều không phải người ngu, Hứa Thuần Lương tiến về Hồ Sơn Trấn về sau đủ loại dấu hiệu cho thấy, người này đã đem ông chủ cũ liệt vào trả thù đối tượng, chỉ cần có cơ hội liền muốn dẫm lên một cước. Kỳ thật Trường Hưng bệnh viện trong biên chế nhân viên đại bộ phận đều cảm thấy mê võng, bọn hắn không biết mình tương lai ứng nên đi nơi nào. Nhất là tại Hoa Niên tập đoàn nợ nần nguy cơ bộc phát về sau, Trường Hưng bệnh viện rất nhiều người đều cảm thấy lo lắng bất an, Trường Hưng bệnh viện từ công hữu biến thành cổ phần, từ phi lợi nhuận biến thành lợi nhuận, mặc dù nói lão nhân biện pháp cũng người mới biện pháp, nhưng là sông lớn không có nước tiểu hà làm, nếu như Hoa Niên tập đoàn đổ, Trường Hưng bệnh viện cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Hiện tại trong bệnh viện có không ít người hô hào một lần nữa trở về công hữu, cho rằng Trường Hưng là Trường Hưng, Hoa Niên hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện là hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, không nên tướng cả hai đơn giản hỗn cùng một chỗ. Nhìn như bình tĩnh Trường Hưng bệnh viện kỳ thực sóng ngầm phun trào, lần này Nguy Sơn đảo bệnh viện nhân viên y tế dẫn đầu cầm vũ khí nổi dậy chỉ là mâu thuẫn một góc của băng sơn. Những này cơ sở nhân viên phản ứng vấn đề là khách quan tồn tại. Nguy Sơn đảo bệnh viện bên này nhân viên cũng không có bởi vì Hoa Niên tập đoàn nhập cổ phần mà đến bất kỳ chỗ tốt nào. Kim Vĩnh Hạo cho rằng vẫn là phải giải thích một chút tình huống của hôm nay nói. Hứa Trấn Trưởng, kỳ thật ban đầu là trưng cầu qua mọi người đồng ý, bọn hắn sở dĩ nháo sự là bởi vì thu nhập chưa đạt mong muốn, còn có một nguyên nhân, liền là lần trước Tương Ái Liên vợ chồng tại bệnh viện cứu giúp phí tổn tính toán đến phân viện chi tiêu bên trong. Hứa Thuần Lương nói. Thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, Nguy Sơn đảo bệnh viện nhân viên y tế lúc đầu đối Trường Hưng bệnh viện cũng không có cái gì lòng cảm mến, các ngươi còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bóc lột bọn hắn, đây không phải buộc bọn họ tạo phản sao. Kim Vĩnh Hạo đầy bụng ủy khuất, đây cũng không phải là ta nghĩ ra được, hiện tại phân viện tài vụ quyền đã nộp lên cho Hoa Niên lớn khỏe mạnh, chi tiêu cùng phân phối phương án từ bọn hắn đến định. Hứa Thuần Lương nói, ta không quản các ngươi nội bộ làm sao làm, nói tóm lại. Không thể ảnh hưởng đến chúng ta Hồ Sơn Trấn an định đoàn kết cục diện thật tốt, hiện ở trong thành phố cao độ coi trọng Nguy Sơn đảo kiến thiết, các ngươi coi như không có thể giúp đỡ góp một viên gạch, cũng không trở thành kéo chúng ta chân sau. Kim Vĩnh Hạo thở dài nói, Hứa Trấn Trưởng, ngài đối tình huống bên này hiểu rõ, ta hiện tại trái phải không phải người, cấp trên không trả tiền, phía dưới tìm ta đòi tiền, ta cái này phân viện trưởng không có thực quyền, liền là phụ trách cõng nồi. Hứa Thuần Lương nói, mọi người đều nói ngựa tốt không ăn đã xong, ngươi hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, nếu biết muốn cõng nồi, còn dám trở về. Kim Vĩnh Hạo nói, chúng ta loại tiểu nhân vật này nào có tự chủ lựa chọn quyền lợi. Hứa Thuần Lương cười nói, hai chúng ta tính tình cũng không đồng dạng. Kim Vĩnh Hạo trong lòng tự nhủ ai có thể cùng ngươi so sánh, ngươi bối cảnh cường đại cỡ nào, hắn cũng đã biết Hứa Thuần Lương bối cảnh cường đại, ra nhiều chuyện như vậy đều có thể bãi bình. Về phần như thế nào cường đại hắn cũng không rõ ràng. Kim Vĩnh Hạo nói, Hứa Trấn Trưởng, sự tình hôm nay còn hy vọng ngài có thể cho nhiều chúng ta một chút thời gian đến xử lý, ta nhất định mau chóng hướng lãnh đạo cấp trên phản ứng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, yên tâm đi ta sẽ không làm khó các ngươi, sở dĩ tại trường hợp công khai biểu hiện được đại công vô tư, chủ yếu là phải làm cho công chúng nhìn xem, ta đối Trường Hưng là có cảm tình, ngươi hẳn là minh bạch a. Như vậy đi, ba ngày. Các ngươi trong ba ngày cho ta một cái trả lời chắc chắn là được. Kim Vĩnh Hạo nửa tin nửa ngờ nhìn qua Hứa Thuần Lương, dù sao trên trực giác Hứa Thuần Lương không phải làm dáng một chút, chỉ ít cho thêm hai ngày thời gian. Hứa Thuần Lương xin miễn Kim Vĩnh Hạo mời, hắn hiện tại cũng không thiếu bữa cơm kia ăn,
rời đi thời điểm thuận tiện đi khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện làm mẫu bản mẫu khu công nhìn nhìn, công trường đã làm trở lại, quản lý rất nghiêm, tiến vào đều cần quét thẻ hoặc nhân mặt chứng nhận, bất quá Hứa Thuần Lương rõ ràng nội tình, Hoa Niên tập đoàn lúc trước cũng chính là nghĩ trước tiên đem làm mẫu bản mẫu khu dựng lên, về phần khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết, còn không biết khi năm ngựa nguyệt. Hứa Thuần Lương lúc này cho Trương Hải Đào gọi điện thoại, an bài một việc cho hắn làm. Đại chúng bể tắm lâm thời đổi thành suối nước nóng, mặc dù hoàn cảnh chẳng ra sao cả, nhưng là suối nước nóng nước chất nhất lưu, Chu lão thái thái ngâm xong suối nước nóng cảm giác thần thanh khí sảng, chẳng những quanh thân có khí lực, liền đi đường đều trở nên nhẹ nhanh. Chân Thuần lại là cái không tim không phổi hướng ngoại tính cách, cùng lão thái thái dùng tiếng Quảng Đông giao lưu đến quên cả trời đất, chọc cho lão thái thái vui vẻ không thôi. Mặc dù tắm suối nước nóng mặc áo tắm Chu Đức Minh vẫn là không dám vào nhập nữ phòng tắm. Hắn ngâm xong suối nước nóng trước ra, Trương Hải Đào đề nghị dẫn hắn đi đối diện khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện làm mẫu bản mẫu khu nhìn xem, phía ngoài lâm viên đã thành lập xong được một bộ phận, vừa dễ dàng thưởng thức một chút, nơi đó thích hợp chụp ảnh, nếu như Chu Đức Minh cảm thấy không tệ, quay đầu có thể mang lão thái thái các nàng tới. Chu Đức Minh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng Trương Hải Đào cùng đi nhìn xem, bọn hắn vừa tới cửa, bên ngoài có một đám mặc áo khoác trắng nhân viên y tế đi tới. Những này nhân viên y tế không nhao nhao không nháo, sắp xếp cả đủ đội ngũ đi lên phía trước. Chu Đức Minh hỏi phụ trách cùng đi Trương Hải Đào, Trương Hải Đào nói cho hắn biết những này nhân viên y tế đều là bọn hắn bệnh viện, bởi vì Hoa Niên tập đoàn không chịu thực hiện lúc trước hứa hẹn, cho nên bọn hắn dùng loại phương thức này tiến hành kháng nghị, hôm nay nếu như hắn không là có việc trong người, cũng sẽ tham gia kháng nghị. Nhân viên y tế vừa mới tới, công trường bảo an ngay tại bảo an chủ nhiệm Cát Hồng Khánh dẫn đầu hạ ra. Từ khi Tương Ái Liên tự sát sự kiện về sau, Hoa Niên tập đoàn cao độ coi trọng công trường an phòng công việc, tất cả bảo an đều đổi một lần, bảo an chủ nhiệm Cát Hồng Khánh là Bùi Lâm phái tới, lệ thuộc vào Hoa Niên lớn khỏe mạnh. Hiện tại quản lý phi thường nghiêm ngặt, Cát Hồng Khánh cùng Nguy Sơn đảo bệnh viện nhân viên đều chưa quen thuộc, hắn chỉ vào đám kia nhân viên y tế giận dữ hét, các ngươi đến công trường làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi lập tức rời đi nơi này, không thì tạo thành bất kỳ hậu quả từ chính các ngươi gánh chịu. Dẫn đầu tới Lưu Phúc Quý nói, chúng ta không phải đến gây chuyện, chúng ta chính là chụp mấy tấm hình. Cát Hồng Khánh cả giận nói, không cho phép tại công địa môn khẩu chụp ảnh. Vừa vặn Chu Đức Minh bưng máy chụp ảnh, Cát Hồng Khánh trong lòng tự nhủ đây là lộ nào thần tiên. Chỉ vào hắn nói, ngươi, đem thẻ nhớ giao ra. Trương Hải Đào trong lòng tự nhủ vốn còn muốn không có việc gì tìm một chút sự tình, này cũng tốt, người ta chủ động tìm tới cửa. Chu Đức Minh nhìn Trương Hải Đào một chút, vốn cho là hắn có thể giúp mình giải thích, nhưng Trương Hải Đào lúc này thế mà đi ra thật xa, nhìn phương hướng hẳn là đi nhà cầu. Chu Đức Minh gặp hắn đi, cũng quay người cùng đi theo, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Cát Hồng Khánh nhìn thấy hắn cầm máy chụp ảnh xoay người rời đi, nhận định tiểu tử này đập không nên đập đồ vật, sải bước đuổi theo, người đứng lại đó cho ta. Cát Hồng Khánh một truy, sau lưng bảo an đều đi theo truy, Chu Đức Minh xoay người nhìn lại. Nhiều người như vậy hướng về phía mình đuổi theo, hắn cái nào gặp qua loại tràng diện này, dọa đến co cẳng liền chạy. Chu Đức Minh hoảng hốt chạy bừa, lòng bàn chân đẩy ta một chút, bịch một tiếng té lăn trên đất, không đợi hắn đứng lên, Cát Hồng Khánh mang theo một đám bảo an xông tới, Cát Hồng Khánh hạ lệnh đem hắn máy ảnh đoạt tới. Chu Đức Minh mặc dù ra đời không sâu, nhưng là tính cách cũng không nhu nhược, nhìn thấy một đám người đến đoạt mình máy ảnh, hắn đem máy ảnh một mực ôm lấy, các ngươi chơi cái gì? Phản kháng thời điểm trên thân chịu hai cước, bảo an cảm thấy có Cát Hồng Khánh chỗ dựa, cho rằng không cho tiểu tử này chút giáo huấn, hắn không biết lợi hại. Lúc này Chân Thuần đến đây, còn tốt lão thái thái tại trong bồn tắm ngồi nhiều nghỉ ngơi một hồi, không biết tình huống bên ngoài. Chân Thuần nhìn thấy Chu Đức Minh bị một đám người vây đánh, lập tức liền phát hỏa, cô nàng này cũng đủ hổ, nắm lên cổng than cái xẻng liền xông tới, chiếu vào Cát Hồng Khánh mặt liền đập tới, chết bị vùi dập giữa chợ, cút ngay cho ta. Buông hắn ra. Cát Hồng Khánh cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện người, một thanh liền đem than cái xẻng bắt được, nhấc chân đá vào Chân Thuần trên bụng, Chân Thuần bị hắn một cước đạp té ngồi trên mặt đất. Chu Đức Minh nhìn thấy Chân Thuần bị đánh, lập tức đỏ mắt, cầm lên máy ảnh chiếu vào Cát Hồng Khánh đập tới, đánh nữ nhân. Ta liều mạng với ngươi. Cát Hồng Khánh một tay lấy máy ảnh đánh bay, nhưng Chu Đức Minh như là mãnh hổ vọt lên, đem hắn ngã nhào xuống đất, chiếu vào hắn liền đánh. Một đám bảo an nhìn thấy chủ nhiệm bị đánh, nhao nhao tranh nhau chen lấn xông tới, chiếu vào Chu Đức Minh chính là quyền đấm cước đá.
Còn tốt Trương Hải Đào mang theo người của đồn công an kịp thời đến, Cát Hồng Khánh nhận biết Lý Thành Ba, còn tưởng rằng đồn công an là qua đến giúp đỡ xử lý tranh chấp. Lý Trực Khí Tráng nói, tiểu tử này không trải qua chúng ta cho phép, chụp lén chúng ta công trường. Chu Đức Minh đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Cát Hồng Khánh đám người kia nói, bọn hắn cướp ta máy ảnh, còn đánh người. Hắn đi đỡ Khởi chân thuần che lấy bụng nhỏ, bị Cát Hồng Khánh đạp một cước cũng không nhẹ. Trương Hải Đào nói, đúng, bọn hắn cướp người ta máy ảnh, còn đánh người. Cát Hồng Khánh nói, Trương Hải Đào, người không nên ngậm máu phun người, là hắn trước phi pháp chụp ảnh, chúng ta yêu cầu hắn xóa bỏ ảnh chụp, không có đoạt. Nhưng máy ảnh rõ ràng trên tay hắn. Đám kia nhân viên y tế tất cả đều vây quanh, chỉ vào Cát Hồng Khánh cùng đám kia bảo an nói, chúng ta đều thấy được, chính là bọn hắn cướp người ta máy ảnh, còn đánh người. Cát Hồng Khánh ra đầu tê dần, ngọa tào, nhiều người như vậy cùng một chỗ âm ta, ta chủ quan, hắn tranh thủ thời gian giải thích, là cái kia bà điên xông lên đánh trước ta, còn có tiểu tử này, hắn đơn giản cùng như chó điên. Lý Thành Ba nhìn hằm hằm Cát Hồng Khánh, các người đem Hồ Sơn Trấn xem như địa phương nào. Ỷ vào nhiều người liền khi dễ người, cướp người ta đồ vật. Trương Hải Đào đã nói cho hắn biết, bị đánh nữ hài là Hứa Trấn trưởng biểu muội, Trương Hải Đào còn không biết Chu Đức Minh thân phận. Cát Hồng Khánh đem máy ảnh đưa cho Lý Thành Ba, hắn chụp lén chúng ta công trường, cho nên ta mới muốn cầu nhìn xem nội dung bên trong, chúng ta không nghĩ đoạt hắn đồ vật. Bên người bảo an lặng lẽ lui về sau, không phải chúng ta, là ngươi, máy ảnh tại trên tay ngươi cùng chúng ta không quan hệ. Lúc này Hứa Thuần Lương đến, Trương Hải Đào trong lòng thầm than, ngươi tới được có phải hay không chậm chút, biểu mỗi ngươi đều bị đánh, đương nhiên chuyện này hắn cũng có bảo hộ khác biệt trách nhiệm, khó tránh khỏi có chút bất an. Hứa Thuần Lương xuống xe, đầu tiên đi vào Chu Đức Minh cùng Trân Thuần trước mặt ân cần thăm hỏi, không có sao chứ. Chu Đức Minh lắc đầu, hắn mặc dù chịu mấy lần nhưng là không nặng, Trân Thuần nhìn thấy Hứa Thuần Lương nước mắt rưng rưng nói, biểu ca, hắn đá ta bọn hắn còn đánh Dương Tử, còn mắng ta là bà điên, mắng Dương Tử là chó. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Cát Hồng Khánh đầu ông, một chút liền lớn, cô nàng này là Hứa Thuần Lương biểu muội. Hứa Thuần Lương tại Hồ Sơn Trấn thanh danh không thể bảo là không vang, Cát Hồng Khánh biết mình đẳng cấp khoảng cách người ta quá xa, căn bản không đủ cùng hắn vật tay, lần này chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Sau lưng bảo an hơn phân nửa đều là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, bọn hắn đối Hứa Thuần Lương việc ác càng là nghe nhiều nên thuộc, nghe nói cái tầng quan hệ này về sau, dọa đến cả đám đều rời khỏi xa tám trượng, chỉ sợ thương tổn tới từ mình. Chu Đức Minh bắt lấy Hứa Thuần Lương cánh tay nói, Thuần Lương, được rồi. Chúng ta không có việc gì, đừng để nãi nãi ta biết. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, để Trương Hải Đào mang hai người bọn họ đi trước kiểm tra một chút, chuyển hướng Cát Hồng Khánh nói, ngươi vừa mới có phải hay không đánh ta muội rồi. Cát Hồng Khánh khóe môi cơ bắp khẽ nhăn một cái, hắn tâm đang run rẩy, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy còn kiên trì cậy mạnh, là nàng đánh trước ta. Ta là phòng vệ chính đáng. Hứa Thuần Lương nói, ta không chấp nhặt với ngươi. Hắn hướng Lý Thành Ba nói, Lý Sở, trong tay người máy ảnh giá trị 1 vạn. Hành vi người cướp bóc người khác tài vật, mức đạt tới 2.000 nguyên, căn cứ tại chỗ pháp luật có thể dựa theo cướp bóc tội quy định đối tiến hành hình phạt xử phạt, lấy bạo lực, bức hiếp hoặc là những phương pháp khác cướp bóc công và tư tài vật, chỗ 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền tính chất nghiêm trọng người có thể chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn, vô hạn đồ hình hoặc là tử hình, cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản. Lý Thành Ba phất phất tay. Hai tên cảnh sát tiến lên tướng Cát Hồng Khánh cho khảo, Cát Hồng Khánh nói, ta không có đoạt hắn đồ vật, ta chính là nghĩ lấy tới xóa bỏ. Lý Thành Ba nói, đi đồn công an chậm rãi giải thích. Tham dự ẩu đả Chu Đức Minh bảo an tất cả đều bị cùng một chỗ mang đi. Hiện trường có không ít nhân viên y tế đồng ý giúp đỡ làm chứng, vừa rồi quá trình có người đập video có người chụp hình, có thể nói lần này Cát Hồng Khánh cầm đầu đội ngũ bảo an không chết cũng phải cởi lớp ra. Hứa Thuần Lương toàn bộ hành trình giữ vững tỉnh táo khắc chế, chờ đến đám người tán đi, Trương Hải Đào tìm tới, nói cho hắn biết Chu Đức Minh cùng Trân Thuần đều vô sự, Trương Hải Đào có chút hổ thẹn, lần này không thể đem Hứa Thuần Lương giao cho hắn nhiệm vụ hoàn thành tốt, làm hại hai người còn ăn phải cái lỗ vốn. Hứa Thuần Lương đổ không có cảm thấy có cái gì, người trẻ tuổi ăn chút thiệt thòi không tính chuyện xấu, hắn cho Tần Chính Dương gọi điện thoại, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một tiếng. Tần Chính Dương nghe xong liền phát hỏa, thật vất vả có cái lấy lòng Chu thư ký cơ hội, thế mà náo động lên dạng này chỗ sơ suất, Hoa Niên tập đoàn làm cái gì?
để bọn hắn tăng cường an toàn công việc, không có để bọn hắn gặp người liền đánh, thật đem Hồ Sơn trấn xem như không cách nào chi địa rồi. Tần Chính Dương để Hứa Thuần Lương tận lực trấn an Chu Đức Minh, tuyệt đối đừng để Chu thư ký biết, chuyện này hắn sẽ phụ trách đòi lại công đạo. Kim Vĩnh Hạo vốn đang coi là Hứa Thuần Lương cho thư thả đến 3 ngày, làm sao đều không nghĩ tới Hứa Thuần Lương vừa đi, công trường liền xảy ra chuyện, Hồ Sơn trấn tổng hợp chấp pháp xử lý lần nữa hạ đạt đình công thông chi, lần này công trường bảo đảm an bị một tổ bưng, tất cả đều bị mang đến đồn công an, nghe nói bảo an chủ nhiệm Cát Hồng Khánh vẫn là bị khảo đi. Kim Vĩnh Hạo ý thức được tình thế nghiêm trọng, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là tìm Hứa Thuần Lương hỏi một chút tình huống, bất quá ý nghĩ này lập tức lại bị hắn phủ định. Nghe nói Cát Hồng Khánh đánh Hứa Thuần Lương biểu muội, hắn để Đàm Hải Yến tranh thủ thời gian cho viện trưởng Triệu Phi Dương hồi báo một chút tình huống. Đàm Hải Yến gặp được loại chuyện này tránh cũng không kịp nào dám chủ động đi lên góp, nàng cường điệu mình chỉ phụ trách công tác đảng công việc, Kim Vĩnh Hạo bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì lại cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, làm xong bị chửi chuẩn bị. Triệu Phi Dương vừa đưa phụ thân xuống mồ, chính trước khi đến đáp tạ Yến trên đường, nhìn thấy Kim Vĩnh Hạo lại gọi điện thoại tới không khỏi nhíu mày. Con hàng này thật đúng là không có ánh mắt, biết rõ hôm nay cha mình hạ táng còn một mà lại mà tam địa gọi điện thoại tới, Nguy Sơn đảo phân viện bây giờ bị gom vào Hoa Niên lớn khỏe mạnh quản lý, hắn có thể trực tiếp đi tìm người bên kia. Triệu Phi Dương vẫn là nhận nghe điện thoại. Kim Vĩnh Hạo có chút bối rối nói, Triệu viện, xảy ra chuyện lớn. Triệu Phi Dương nói. Kim Vĩnh Hạo đem chuyện mới vừa phát sinh giản lược nói tóm tắt nói một lần. Kỳ thật hắn cũng biết thượng cấp bộ môn là Hoa Niên lớn khỏe mạnh, nhưng là hắn rõ ràng hơn Hoa Niên lớn khỏe mạnh là Bùi Lâm phụ trách, tìm nàng không giải quyết được thật sao vấn đề, mà lại hắn là Triệu Phi Dương phái tới. Triệu Phi Dương sau khi nghe xong cũng cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết, đừng nhìn Hứa Thuần Lương tiểu tử này cùng mình mặt ngoài không tệ, nhưng là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này không ít cho mình hạ ngáng chân, hiện tại hắn biểu muội bị đánh, khẳng định sẽ lợi dụng chuyện này làm văn chương. Nếu như mình trực tiếp tìm hắn, chỉ sợ chưa hẳn có thể lấy được mặt mũi này. Triệu Phi Dương suy nghĩ một chút vẫn là tướng điện thoại trực tiếp gọi cho Hồ Sơn trấn người đứng đầu Tần Chính Dương. Tần Chính Dương tiếp thông điện thoại, Triệu viện trưởng, có cái gì chỉ giáo? Triệu Phi Dương cười nói, Tần Bí Thư, ta nghe nói các ngươi Hồ Sơn trấn lại cho chúng ta hạ đạt đình công thông chi. Tần Chính Dương nói, là ta ra lệnh. Triệu Phi Dương sửng sốt một chút. Hắn nghe ra Tần Chính Dương ngữ khí bất thiện, giải thích nói, Tần Bí Thư, ta xem chuyện này rất có thể có chút hiểu lầm, những cái kia bảo an hẳn là lo lắng thương nghiệp để lộ bí mật, bọn hắn đều là biết pháp hiểu pháp, không có khả năng cướp người ta tài vật, ta hiểu qua, mục đích của bọn hắn chỉ là nghĩ xóa bỏ ảnh chụp. Tần Chính Dương nói, Triệu viện trưởng, ta nghĩ người đối với chuyện này còn chưa đủ hiểu rõ, Hoa Niên tập đoàn những người an ninh này hành vi cực kỳ ác liệt, bọn hắn tại cướp đoạt quá trình bên trong khai thác thủ đoạn bạo lực. Hư hại người khác tài vật, còn đối người bị hại áp dụng ẩu đả. Triệu Phi Dương nói, đối tại hành vi của bọn hắn ta biểu thị thật sâu áy náy, ta có thể đại biểu Hoa Niên tập đoàn bồi thường hai vị người bị hại tổn thất. Tần Bí Thư, chuyện này còn xin ngài giúp bận bịu cân đối một chút, dù sao chỉ là hiểu lầm a. Tần Chính Dương nói, người có biết hay không bọn hắn đánh chính là ai? Triệu Phi Dương nói, ta biết, Hứa Thuần Lương biểu muội, chuyện này ta dự định tự mình nói với hắn một tiếng. Còn có một cái. Triệu Phi Dương nói, chúng ta sẽ để cho đánh người người ở trước mặt xin lỗi, sẽ còn bồi thường vị trẻ tuổi kia tổn thất. Tần Chính Dương minh bạch, Triệu Phi Dương thật đúng là không rõ ràng tình huống cụ thể, hắn thở dài nói, bị đánh người họ Chu. Triệu Phi Dương sửng sốt một chút, thấp giọng lặp lại một câu, họ Chu. Hắn nghĩ tới một người, nhưng là trong lòng của hắn trước mắt còn không cách nào xác định. Tần Chính Dương nói, Triệu viện trưởng A. Ta chỉ có thể nói đối với chuyện này lực bất tòng tâm. Triệu Phi Dương hoàn toàn minh bạch, hắn cùng Tần Chính Dương một giọng nói tạ ơn, cúp điện thoại, nhìn thấy một bên Bùi Lâm chính nhìn lấy mình. Triệu Phi Dương lạnh lùng nhìn nàng một cái, Bùi Lâm từ trong mắt của hắn đã nhìn không đến bất luận cái gì tình cảm, có thể tìm tới chỉ có lạnh lùng. Bùi Lâm vẫn là lấy hết dũng khí tới gần hắn, có phải hay không Nguy Sơn đảo bệnh viện sự tình. Nàng cũng nhận được báo cáo. Triệu Phi Dương nói. Người thuê bảo an đoàn đội đánh người. Bùi Lâm nói, nghiêm trọng không? Triệu Phi Dương lắc đầu. Bùi Lâm nhẹ nhàng thở ra, ta đã để Vũ Pháp Quân đi xử lý, người yên tâm, nhất định sẽ đạt được giải quyết thích đáng. Yên tâm, Triệu Phi Dương biểu lộ tràn đầy trào phúng, người biết bọn hắn đánh là ai chăng? Chu Đức Minh sợ nãi nãi lo lắng,
yêu cầu tất cả mọi người không thể tướng chuyện này nói cho lão thái thái, mặc dù nhận biết Chân Thuần thời gian không dài, cũng biết nàng là cái thẳng tính tình, đặc địa bàn giao nàng, Chân Thuần, ngươi tuyệt đối đừng cùng nãi nãi ta nói, ta sợ nàng sẽ lo lắng. Chân Thuần liếc mắt nói, ta biết a. Chu Đức Minh nhìn một chút bụng của nàng, còn đau không? Chân Thuần lắc đầu, nở nụ cười, ta hảo hảo, ngươi hữu tâm nha. Chu Đức Minh nói, ta nghĩ không ra ngươi như thế dũng cảm, lúc ấy dưới tình huống đó, ngươi thế mà xông ra giúp ta. Chân Thuần nói, ngươi còn không phải như vậy, mới quen ngươi thời điểm cảm giác ngươi tốt nhã nhặn, không nghĩ tới ngươi nổi cơn giận tốt uy mãnh, thật là dũng cảm, tốt man đâu. Có sao? Chân Thuần nhẹ gật đầu, còn tốt có hình, đẹp trai a. Chu Đức Minh cười đáp lại nói, ngươi cũng thật xinh đẹp, mỹ nhân. Nói xong mặt của hắn đỏ đến cổ rễ, có phải hay không quá buồn nôn một điểm. Chu lão thái thái hưởng thụ xong suối nước nóng đi ra, nàng căn bản cũng không biết vừa rồi bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, cười nói, hai người các ngươi trò chuyện cái gì vui vẻ như vậy. Chân Thuần nói, Chu nãi nãi, đây là giữa chúng ta bí mật. Chu Đức Minh đi theo nhẹ gật đầu. Chu lão thái cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn, cái này hai hài tử làm sao càng xem càng xứng đâu. Lần này Nguy Sơn đảo nhưng không uổng công, nhất là bảo bối cháu trai càng là chuyến đi này không tệ. Lúc này Chu Đức Minh nhận được mẫu thân thư giao điện thoại, hỏi hắn lúc nào trở về, dù sao Nguy Sơn đảo cũng không xa, bình thường tới nói một ngày một đêm đã đầy đủ du lãm. Chu Đức Minh nói, ngày mai đi. Thư giao hơi kinh ngạc, một cái đảo nhỏ có gì vui, thế mà còn nhiều hơn chơi một ngày. Chu Đức Minh nói cho mẫu thân là nãi nãi thích nơi này suối nước nóng, suy nghĩ nhiều ngâm một ngày, kỳ thật lão thái thái không nói, là hắn tự tác chủ trương, chủ yếu là hắn biết Chân Thuần ngày mai mới trở về, muốn cùng nàng cùng đi. Chu lão thái thái một bên nghe, biết cháu trai hẳn là thích Chân Thuần, âm thầm vì hắn cảm thấy cao hứng, một bên nói, Đức Minh đều bao lớn, đừng sự tình gì đều quan tâm, quản quá nhiều đối hài tử không có tốt chỗ có thời gian nhiều quan tâm mình đi. Đầu bên kia điện thoại thư giao nghe được lời của lão thái thái, mặc dù trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, theo nàng đi thôi, chỉ cần nàng cao hứng ngốc bao lâu đều được. Phú Pháp Quân thụ mệnh tại nguy nan thời điểm, Bùi Lâm để hắn đi tìm Hứa Thuần Lương, nàng đối Vũ Pháp Quân giải quyết chuyện này cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, để Vũ Pháp Quân đi tìm Hứa Thuần Lương mục đích chỉ có một cái, đó chính là trước thăm dò một chút Hứa Thuần Lương thái độ. Từ Hứa Thuần Lương đi Hồ Sơn Trấn, song phương liền dần dần từng bước đi đến. Bất quá trước đây còn có thể gắn bó mặt ngoài hài hòa, chuyện lần này nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ liền mặt ngoài hài hòa cũng làm không được. Phú Pháp Quân đến Nguy Sơn đảo về sau, trước tiên đi Hồ Sơn Trấn chính phủ cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt. Từ mặt ngoài nhìn Hứa Thuần Lương hết thảy như thường, cũng không có bất kỳ quá kích biểu hiện, Phú Pháp Quân mang theo một bó hoa tới, hoa này không phải cho Hứa Thuần Lương, là nghĩ hắn chuyển giao cho Chân Thuần, đại biểu hoa niên lớn khỏe mạnh đưa lên thăm hỏi. Hứa Thuần Lương nói, Phú Tổng tới rất nhanh a. Phú Pháp Quân cười khổ nói, ta là phụng mệnh làm việc, lãnh đạo hướng chỗ nào chỉ ta hướng đến nơi đâu. Người lãnh đạo trực tiếp là Bùi Lâm vẫn là Triệu Phi Dương. Phú Pháp Quân trong lòng tự nhủ ngươi biết rõ còn cố hỏi, Trường Hưng Bệnh viện hiện tại tổ chức kết cấu ngươi môn thanh, vẫn là khách khí hồi đáp, Bùi Tổng. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện hiện tại tướng Nguy Sơn đảo phân viện triệt để chuyển đến hoa niên lớn khỏe mạnh dưới cờ rồi. Phú Pháp Quân nói xác thực là khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện thuộc về hoa niên lớn khỏe mạnh. Hứa Thuần Lương nói, gần nhất các ngươi tình huống như thế nào a? Sự tình tầng tầng lớp lớp, hẳn là hảo hảo nghĩ lại một chút. Phú Pháp Quân nói, Hứa Trấn trưởng, chúng ta cũng đã nhận ra, đang tiến hành nội bộ bản thân kiểm tra cùng bản thân kiểm điểm, tranh thủ mau chóng uốn nắn trong công tác không đủ. Mau chóng là bao nhanh? Phú Pháp Quân nói, thời gian cụ thể khó xác định nhưng là chắc chắn sẽ không quá dài. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, Tần Bí Thư đối với các ngươi hoa niên tập đoàn gần một đoạn thời kỳ biểu hiện phi thường bất mãn, hắn tự mình hạ đạt đình công lệnh, các ngươi phải tất yếu coi trọng. Phú Pháp Quân nói, Hứa Trấn trưởng, quan ở hôm nay tại công trường hiện trường tranh chấp, ta nghĩ nói rõ một chút tình huống. Hứa Thuần Lương tướng chén trà buông xuống, cười tủm tỉm nhìn qua Vũ Pháp Quân, đầu tiên, đây không phải cùng một chỗ tranh chấp, mà là cùng một chỗ ác tính cướp bóc đánh người sự kiện. Phú Pháp Quân nói, ta có thể đảm bảo bảo an nhân viên cũng không có cướp đoạt máy chụp hình ý đồ, bọn hắn chỉ là hiểu lầm đối phương muốn chụp lén chúng ta công trường, đánh cắp thương nghiệp cơ mật. Ngươi ở đây. Phú Pháp Quân sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu,
hắn lúc ấy cũng không ở tại chỗ. Ngươi không ở tại chỗ lấy cái gì đảm bảo? Vũ Pháp Quân nói, ta hiểu qua. Hứa Thuần Lương không khách khí chút nào ngắt lời hắn, Vũ Tổng, đối với chuyện này ngươi không quyền lên tiếng, đánh người không phải ngươi, bị đánh cũng không phải ngươi, ngươi cùng ta thảo luận vấn đề này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu như ngươi thật muốn đàm hẳn là đi đồn công an, mà không phải tại ta chỗ này lãng tốn thời gian. Vũ Pháp Quân trong lòng thầm than, Hứa Thuần Lương người này quá khó đối phó, liền một chút mặt mũi cũng không cho ta. Ta tốt xấu tại Ẩn Long Hồ bên cạnh giúp ngươi đánh qua một trận, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Vũ Pháp Quân nói, Hứa Trấn Trưởng, ta hôm nay tới chủ yếu là hướng người bị thương biểu đạt áy náy, ta đại biểu Hoa Niên lớn khỏe mạnh cam đoan, chúng ta sẽ gánh chịu tất cả tiền chữa bệnh dùng, cũng bồi thường người bị thương hết thảy tài vụ tổn thất ở đây trên cơ sở sẽ còn tiến hành nhất định kim ngạch tinh thần bồi thường. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Vũ Tổng A, người đã có thể lên làm Hoa Niên tập đoàn phó tổng. Khẳng định có vượt qua người ta một bậc năng lực, ta cho là ngươi hẳn là đối với chuyện này thấy rất rõ ràng, thế nhưng là không nghĩ tới a, ngươi thế mà đối với nơi này phát sinh tình huống cũng không rõ ràng. Nếu như ta không có đoán sai, Hoa Niên phái ngươi qua đây là đến sò xét thái độ của ta, bọn hắn cũng không có trông cậy vào ngươi giải quyết vấn đề, ngươi cũng không giải quyết được vấn đề. Vũ Pháp Quân ra mặt phát nhiệt, người này nói chuyện căn bản không nể mặt mũi, trực tiếp ám chỉ hắn không có năng lực này. Đồng thời hắn sinh ra một cái không tốt ý nghĩ, chẳng lẽ mình tại Ẩn Long Hồ sở tác sở vi bị Hứa Thuần Lương biết phá, càng nghĩ khả năng này càng lớn. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, Vũ Tổng, ta chờ một lúc còn có buổi họp, liền không nhiều cùng ngươi hàn huyên, ngươi còn có sự tình khác sao? Vũ Pháp Quân lắc đầu, hiện tại không đi, chẳng lẽ chờ người ta đem hắn đuổi đi? Vũ Pháp Quân đứng dậy cáo từ, Hứa Thuần Lương làm đủ lễ nghi, đem hắn đưa đến ngoài cửa. Vũ Pháp Quân đi ra trấn chính phủ đại môn, lập tức cho Bùi Lâm gọi điện thoại, nói cho Bùi Lâm lần này Hứa Thuần Lương hẳn là làm thật, hắn muốn lợi dụng chuyện này làm mưu đồ lớn, để Bùi Lâm tốt nhất có cái tâm lý chuẩn bị. Bùi Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì cho Triệu Phi Dương gọi một cú điện thoại. Triệu Phi Dương cũng không có tiếp điện thoại của nàng. Lúc này Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa, Đông Nghiễm Sinh, Chiêm Ái Hòa bọn người cùng một chỗ tiến về Nguy Sơn Đảo, lúc đầu Triệu Phi Dương là không tính đi. Nhưng là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là quyết định cùng mọi người cùng nhau đi, có một số việc nhất định phải ở trước mặt cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện, hắn biết Hứa Thuần Lương muốn tuyệt không phải bồi thường cùng xin lỗi, trong lòng đã mơ hồ đoán được tiểu tử này mục đích. Cao Tân Hoa ở đầu thuyền tìm được một thân một mình hút thuốc Triệu Phi Dương, bởi vì mấy ngày không có cạo râu, Triệu Phi Dương có vẻ hơi già nua, liền khóe mắt đều xuất hiện rõ ràng nếp nhăn. Cao Tân Hoa biết hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch sự tình quá nhiều. Thời gian cũng không dễ vượt qua, móc ra một điếu thuốc đưa cho Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương tiếp nhận nối liền, lại móc ra bật lửa giúp Cao Tân Hoa đốt. Cao Tân Hoa hít một hơi thuốc lá nói, nhiều mặc điểm, đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió dễ dàng cảm mạo. Triệu Phi Dương nghe ra hắn tại một câu hai ý nghĩa, thở dài nói, một số thời khắc không phải ngươi nghĩ đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, mà là người khác nhất định phải đem ngươi đẩy lên đi. Cao Tân Hoa đối hắn cũng không tán đồng. Người Triệu Phi Dương có hôm nay còn không phải mình từng bước một đi tới. Gặp được sự tình liền hướng trên thân người khác đẩy, chính ngươi không có một chút trách nhiệm. Không nói những cái khác, nếu như không là ngươi nhất định phải cưới Bùi Lâm nữ nhân kia, già đại đội trưởng cũng không sẽ sống hoạt khí chết. Kỳ thật Cao Tân Hoa bọn hắn đám này chiến hữu đối Triệu Phi Dương đều sinh ra phản cảm, đi qua cảm thấy người này thiếu niên đắc chí, hiện tại mới phát hiện hắn là chí lớn nhưng tài mọn. Triệu Phi Dương nói, Tân Hoa ca Thuần Lương là không phải là đối ta có ý kiến gì không? Cao Tân Hoa nói, người suy nghĩ nhiều đi, hắn hôm qua vội vàng đi làm, cho nên không tham ngộ ra lão đại đội trưởng lễ truy điệu, không phải đối người có cái nhìn. Triệu Phi Dương nói, ta không phải ý tứ này, ta nói là phân viện sự tình. Cao Tân Hoa cũng không rõ ràng phân viện chuyện gì xảy ra, nghe Triệu Phi Dương nói xong, lúc này mới hiểu rõ toàn bộ quá trình, hắn cảm giác đầu tiên liền là chuyện này trùng hợp rất nhiều. Nhưng là vô luận nguyên nhân là cái gì, đám kia không dài mắt bảo an đánh người luôn luôn sự thật. Cao Tân Hoa nói, tiểu Hứa hiện tại tính tình thật tốt hơn nhiều, đổi thành đi qua, nếu ai khi dễ biểu muội hắn, ha ha. Cao Tân Hoa không có nói hết lời, còn lại để Triệu Phi Dương mình đi thể hội, lúc trước Hứa Thuần Lương vì biểu muội hắn sự tình đem Đường Thiên Nhất đánh tới nằm viện, đùi đều đâm một cái lỗ máu, hiện tại dù sao cũng là Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, thế mà hiểu được khống chế tâm tình. Nghe nói bị đánh còn có Chu thư ký nhi tử,
Cao Tân Hoa trong lòng thầm than ngươi Triệu Phi Dương bày ra chuyện, còn hỏi ta Hứa Thuần Lương đối ngươi có ý kiến gì không? Chính ngươi không có điểm bức đếm a? Lúc trước ngươi là thế nào đối đãi Hứa Thuần Lương? Dùng ngươi nhà thời điểm xưng huynh gọi đệ, xảy ra chuyện thời điểm lập tức bỏ đi như giày rách, vội vàng cùng người ta phân rõ giới hạn. Đám kia bảo an tại Hồ Sơn trấn địa bàn trên còn dám làm như thế, lần này bị Hứa Thuần Lương bắt được cái chuôi, Hoa Niên nếu là không ra điểm huyết tiểu tử này là không thể nào buông tay. Triệu Phi Dương nói, ta làm sao đều không nghĩ ra, Chu thư ký công tử làm sao lại đi chúng ta công trường. Cao Tân Hoa nói, không nghĩ ra nhiều chuyện, nhưng là sự tình đã phát sinh, cũng không cần phải truy cứu nguyên do, việc cấp bách là nắm chặt giải quyết vấn đề. Triệu Phi Dương nói, Tân Hoa ca, Hứa Thuần Lương nhất nghe lời của ngài. Cao Tân Hoa lắc đầu nói, kia là quá khứ, hiện tại hắn đã là Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, cánh cứng cáp rồi, căn bản không nể mặt ta. Ta đi tìm hắn cũng là tự rước lấy nhục. Hắn sao mà lão đạo, biết Triệu Phi Dương nghĩ để cho mình ra mặt, tới cái trực tiếp từ chối. Triệu Phi Dương nói, ngài chớ vội chối từ a, ý của ta là chúng ta cùng đi tìm Thuần Lương hảo hảo nói chuyện, xem hắn đến cùng muốn cái gì. Cao Tân Hoa nói, nếu như là việc tư, ta có thể ra mặt, nhưng là công sự ta liền không thích hợp, giữa các ngươi một mực giao tình không tệ, khả năng ở giữa phát sinh một chút hiểu lầm. Nhưng là nói ra không được sao, ta cảm thấy vẫn là các ngươi đơn độc đàm tương đối tốt. Triệu Phi Dương nhìn thấy Cao Tân Hoa chết sống không chịu nhúng tay chuyện này, minh bạch lại miễn cưỡng cũng là vô dụng, hít một hơi thuốc lá, lại nhìn thấy chỉ còn lại điếu thuốc. Cao Tân Hoa lại đưa cho hắn một chi, Triệu Phi Dương một giọng nói tạ ơn, lần này Cao Tân Hoa giúp hắn đốt thuốc. Triệu Việt, người gần nhất nghiện thuốc có chút lớn a, muốn bảo trọng thân thể nhiều một chút. Triệu Phi Dương nói. Sự tình gì đều đuổi tới cùng nhau. Hắn vừa nói xong, điện thoại di động vang lên, lại là phụ trách hôn lễ bất nhã chiếu vụ án cảnh sát, gọi cú điện thoại này là đặc địa thông chi Triệu Phi Dương, trải qua bọn hắn đột kích thẩm vấn, đã loại bỏ ra làm chuyện này là hôn khánh công ty một vị nhân viên công tác, có người xuất tiền cho hắn làm chuyện này, đến tiếp sau truy tra còn đang tiến hành. Mặc dù không có tra ra thủ phạm chính là ai, nhưng là đã có thể xác định Bùi Lâm là bị người hãm hại. Cũng coi là còn đưa Bùi Lâm một cái trong sạch. Triệu Phi Dương cúp điện thoại, nhìn qua nước hồ ngẩn người, Bùi Lâm phải chăng trong sạch với hắn mà nói đã không trọng yếu nữa, phụ thân đã chết, chuyện này không cách nào vãn hồi. Cái chết của phụ thân để hắn đã mất đi một gốc dựa vào tre âm tế Nhật đại thụ, mặc dù hắn đã sớm cho là mình đầy đủ thành thục đủ cường đại, nhưng khi hắn chân chính mất đi phụ thân thời điểm, hắn mới ý thức tới đồng thời mất đi còn có phụ thân nhân mạch cùng quan hệ. Liền lấy Cao Tân Hoa những này phụ thân đã từng mang qua binh tới nói, bọn hắn mặc dù ở vào trên một con thuyền, nhưng là không ai nguyện ý cùng mình đồng tâm hiệp lực. Triệu Phi Dương thấp giọng nói, ngươi cảm thấy hắn muốn làm cái gì? Cao Tân Hoa kinh ngạc nói, cái gì? Sau khi nói xong mới ý thức tới Triệu Phi Dương là có ý gì, lắc đầu nói, Thuần Lương tiểu tử này làm việc ai cũng nhìn không thấu, lúc trước ta nói cái gì tới ngươi thả đi một nhân tài a? Triệu Phi Dương cố gắng nghĩ lại. Hắn lúc trước có nói qua sao? Mình làm sao không nhớ rõ? Đông Nghiễm Sinh đặc địa mời bọn này chiến hữu đến Hiển Hồng nông trường giải sầu, đêm đó ngay tại trên nước phòng ăn thiết yến chiêu đãi mọi người, Hứa Thuần Lương cũng tại được mời liệt kê, hắn đem bí thư Tần Chính Dương kêu lên, chủ yếu là cùng Chiêm Ái Hoa phụ tử gặp mặt, trao đổi đầu tư công việc, trước đây Chiêm Thiên Hàng liền chuyên môn tìm hắn thương thảo qua chuyện này, Hứa Thuần Lương cũng đáp ứng sẽ toàn lực ủng hộ. Nghe nói Trường Hưng bệnh viện viện trưởng Triệu Phi Dương cũng đến đây, Tần Chính Dương liền minh bạch hắn cần làm chuyện gì, cùng Hứa Thuần Lương tiến về dự tiệc trên đường nhắc nhở hắn nói, Thuần Lương, Triệu Phi Dương lần này tới khẳng định là đòi nhân tình. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, bọn hắn cây đúc điểm, bây giờ nghĩ dập lửa khẳng định đến biểu hiện ra mấy phần thành ý. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, còn tốt chuyện lần này không có làm lớn chuyện, cái này cùng người ta Chu Đức Minh chủ động từ bỏ truy cứu có quan hệ. Hắn không nhớ nhà bên trong người biết, mặc dù chịu mấy lần, nhưng là may mắn không nặng, hiện tại Chu Đức Minh bọn hắn đã rời đi Nguy Sơn đảo, ngoại trừ cái này việc nhỏ xen giữa bên ngoài, lần này lữ trình tổng thể coi như thuận lợi. Tần Chính Dương nói, tiểu tử ngươi cho ta giao cái đáy, ngươi đến cùng muốn cái gì thành ý. Hứa Thuần Lương nói, ta bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước ngươi quy hoạch là vô cùng chính xác. Tần Chính Dương sửng sốt một chút, không biết hắn nói là cái nào quy hoạch. Hứa Thuần Lương nói, ngắm cảnh đường. Tần Chính Dương nở nụ cười, kỳ thật lúc trước đưa ra ngắm cảnh đường quy hoạch chủ yếu là đổ bức Hoa Niên tập đoàn tăng tốc khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục kiến thiết,
chủ yếu bởi vì hắn mới tới Hồ Sơn Trấn muốn làm ra một phen chiến tích, cái này một quy hoạch có thể đưa đến sao Sơn Trấn Hổ tác dụng. Tần Chính Dương nói, Hoa Niên tập đoàn gần nhất mặt trái tin tức không ngừng, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện bọn hắn đến cùng còn có thể hay không dựng lên. Ta cảm thấy ngài hẳn là đến hỏi Triệu Phi Dương, ta hiện tại đã không tại Hoa Niên tập đoàn. Tiểu tử ngươi đủ xảo quyệt a, ngươi cho rằng không nói ta cũng không biết, Hoa Niên tập đoàn hiện tại trọng điểm là hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, lúc trước bọn hắn làm cái này khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đơn giản là muốn chế tạo điểm ảnh hưởng, để chấn giá cổ phiếu, về sau không có đạt tới dự đoán hiệu quả, rõ ràng liền không như vậy tích cực. Tần Chính Dương tiếp tục cảm khái nói, tốt bao nhiêu một mảnh đất, chiếm cứ lấy Nguy Sơn đảo vị trí tốt nhất, lại không thể phát huy bản thân giá trị. Hứa Thuần Lương nói, căn cứ lúc trước hợp đồng, nếu như bọn hắn tại trong vòng thời gian quy định không cách nào tướng khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện dựng lên, chúng ta có tư cách thu hồi. Tần Chính Dương nói, thời gian còn sớm đi. Hứa Thuần Lương nói, có thể cùng Triệu Phi Dương hảo hảo nói chuyện, đã bọn hắn không có năng lực chiếu cố bên này kiến thiết, không bằng tướng cánh đồng sớm một chút nhường lại. Tần Chính Dương nhìn Hứa Thuần Lương một chút, đây mới là hắn mục đích thực sự đi, liền Tần Chính Dương đều cảm thấy Hứa Thuần Lương đủ tuyệt tình, lần trước là cắm đao, lần này tuyệt đối là chạy chém đứt Trường Hưng một cái cánh tay mục đích đi. Tần Chính Dương nói, chuyện này ta không tiện ra mặt. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng Triệu Phi Dương đàm, ngài nắm chắc đại cục là được. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, xét thấy Hoa Niên tập đoàn hỏng bét tình trạng tài chính, để bọn hắn biết khó mà lui, sớm một chút từ bỏ Nguy Sơn đảo bệnh viện đối tất cả mọi người tốt. Ban đêm Triệu Phi Dương cũng không uống rượu, Hứa Thuần Lương tả hữu khai cung, ai đến cũng không có cự tuyệt, hai người tạo thành một cái rõ ràng tương phản. Nhìn qua Xuân Phong đắc ý Hứa Thuần Lương, Triệu Phi Dương không khỏi nghĩ khởi bọn hắn tại cục vệ sinh họp lúc lần thứ nhất nhận biết tình cảnh. Khi đó hắn còn không có tiến về Trường Hưng đảm nhiệm viện trưởng, đỉnh lấy hệ thống vệ sinh trẻ tuổi nhất phó sư cấp cán bộ quang hoàn, Hứa Thuần Lương chỉ là một cái vừa mới vào nghề mới ra đời tiểu thanh niên. Triệu Phi Dương vẫn nhớ đến lúc ấy mình chỉ điểm hắn xử lý như thế nào chữa bệnh tranh chấp, khi đó hắn làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, tiểu tử này đã có thể cùng mình vật tay. Mình tiến về Trường Hưng đảm nhiệm viện trưởng về sau, lực bài chúng nghị đối một vô học vấn 204 lịch Hứa Thuần Lương ủy thác trách nhiệm, có thể nói Hứa Thuần Lương có thể có hôm nay mình cho hắn trợ giúp rất lớn. Triệu Phi Dương một lần muốn đem hắn bồi dưỡng thành mình phụ tá đắc lực, nhưng Hứa Thuần Lương tính cách quá mức kiệt ngạo, cho Trường Hưng gây ra không ít phiền phức. Triệu Phi Dương cũng không có cùng Tần Chính Dương đàm luận gần đây phát sinh sự tình, bởi vì hắn minh bạch, cái này kết là Hứa Thuần Lương cho đâm lên, còn phải dựa vào hắn giải khai. Sau phần dạ tiệc, Triệu Phi Dương chủ động hướng Hứa Thuần Lương đưa ra ở bên hồ tản tản bộ, Hứa Thuần Lương rõ ràng hắn là ý của túy ông không phải ở rượu. Bồi tiếp Triệu Phi Dương đi vào bên hồ, Triệu Phi Dương thói quen móc ra một hộp thuốc lá, chậm rãi rút ra một điếu thuốc, đổi thành đi qua, Hứa Thuần Lương đã sớm móc ra bật lửa giúp hắn đốt lên, nhưng lần này Hứa Thuần Lương thờ ơ, không biết là không mang bật lửa vẫn là căn bản không có ý định cho hắn đốt thuốc. Triệu Phi Dương đoán chừng cái sau khả năng lớn hơn một chút, tiểu tử này cánh cứng cắp rồi, Triệu Phi Dương trong đầu đột nhiên tung ra một cái từ, nô lớn lấn chủ. Triệu Phi Dương mình móc ra bật lửa tướng khói đốt, hít một hơi thuốc lá, kết quả đối diện gió thổi qua, khói mê mắt, Triệu Phi Dương con mắt không tự chủ được có chút ẩm ướt. Hứa Thuần Lương nói, nghĩ Triệu bá bá rồi. Triệu Phi Dương ăn ngay nói thật, mê mắt. Hứa Thuần Lương biểu đạt một chút quan tâm. Ta nhìn ngươi trạng thái không thế nào tốt hẳn là trong nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Triệu Phi Dương nói, ta ngược lại thật ra nghĩ chân thật nghỉ mấy ngày, nhưng tình huống không cho phép a. Hứa Thuần Lương nói, có một số việc nên buông tay liền buông tay, đừng sự tình gì đều tự thân đi làm, một người tinh lực là có hạn. Hứa Thuần Lương câu nói này cũng không có cái khác hàm nghĩa, nhưng là Triệu Phi Dương lại giải đọc là đối với mình chuyên quyền trào phúng, lại thở dài nói, bên người đám người kia làm việc ta không yên lòng a. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là sau hối hận thả ngươi rời đi, Thuần Lương a, chờ điều tạm kỳ đầy liền trở lại đi, ta đem lớn khỏe mạnh giao cho ngươi phụ trách. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, ngươi sớm đi làm cái gì rồi? Lúc trước chính là các ngươi một đám liên thủ đem ta đuổi ra ngoài, nếu như không phải ta sớm tìm xong xuống nhà, liền ngươi đều phải cho ta xử lý. Hứa Thuần Lương cố ý nói, đem lớn khỏe mạnh giao cho ta. Tẩu tử đi làm cái gì? Triệu Phi Dương nhíu mày, nâng lên Bùi Lâm hắn liền phiền muộn, năng lực của nàng không thể cùng ngươi đánh đồng. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này còn cần ngươi nói,
chỉ là ngươi nói cũng không tính, Hoa Niên lớn khỏe mạnh giám đốc vị trí phải do Hoa Niên đồng sự biểu quyết, nói trắng ra Cao Minh từ Hoa Niên tổng giám đốc Đường Kinh Vĩ quyết định, chỉ cần Bùi Lâm đối với hắn còn chỗ hữu dụng, hắn liền sẽ không dễ dàng vứt bỏ lá bài này. Hứa Thuần Lương nói, ta tạm thời chưa có trở về Hoa Niên dự định, mà lại ta đối công việc bây giờ phi thường hài lòng, Tần Bí Thư cũng phi thường chiếu cố ta, ta cảm giác ở chỗ này phát triển tiền đồ lớn hơn. Nếu như nói mới vừa rồi còn cho Triệu Phi Dương lưu ba phần chút tình mọn, hiện tại đã triệt để không cố kỵ nữa cảm thụ của hắn, tương đương với trực tiếp nói cho Triệu Phi Dương ngươi đối ta không bằng Tần Chính Dương, ta đi theo ngươi hỗn không có tiền đồ. Triệu Phi Dương hít một hơi thuốc lá, ngữ trọng tâm trường nói, Thuần Lương A, ta biết gần nhất phát sinh sự tình để ngươi rất tức giận, nhưng là tức giận về sinh khí, dù sao cũng phải lý tính giải quyết. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện nghĩ giải quyết như thế nào? Triệu Phi Dương nói, kỳ thật chủ yếu ý tứ cũng đã làm cho Vũ Pháp Quân hướng ngươi truyền đạt, 10 vạn nguyên tinh thần bồi thường ngươi thấy thế nào? Triệu Phi Dương cho ra cái giá tiền này tất cả đều xem ở Chu Thư Ký trên mặt mũi, hắn cũng nghe nói, Chu Đức Minh không có đem chuyện này làm lớn chuyện ý nghĩ, nói cách khác hắn sẽ không truy cứu đám kia bảo an trách nhiệm, hẳn là cân nhắc đến khả năng sinh ra ảnh hưởng, Chu Đức Minh người trẻ tuổi này vẫn là thông tình đạt lý, nhưng là Hứa Thuần Lương không giống, không ra điểm huyết. Tiểu tử này sẽ không nhả ra. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói hiện tại Hoa Niên tập đoàn toàn lực ứng phó thúc đẩy hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện hạng mục. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, không cần thiết giấu giếm, cũng giấu giếm không được, Mai Như Tuyết tại khu công nghệ cao gánh nhâm phó bí thư, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện công trình tiến độ chính là nàng tại chằm chằm, có tình huống như thế nào Hứa Thuần Lương đã sớm rõ ràng. Triệu Phi Dương nói, khu công nghệ cao phương diện đối hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện chằm chằm rất chặt, Hoa Niên dùng để Đông Châu kiến thiết đại bộ phận tài chính đều tiến vào giám thị tài khoản, Hoa Niên gần nhất tình huống ngươi cũng biết. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là nói bên này khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết không cách nào tại quy định kỳ hạn bên trong hoàn thành. Triệu Phi Dương nói, tập đoàn chính đang nghĩ biện pháp, một khi nợ nần gây dựng lại thành công, bị đông cứng những cái kia tài khoản giải phong, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói, lúc trước Đường Kinh Luân khởi động khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục mục đích chỉ có một cái, chính là muốn thông qua lợi tốt kích thích nhắc tới Trấn Hoa Niên tập đoàn giá cổ phiếu, hắn làm điện cơ lễ, xây bản mẫu làm mẫu khu, nhưng là không có đưa đến hiệu quả dự trù. Triệu Phi Dương nói, hiện tại Đường Kinh Luân đã không còn phụ trách Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty hữu hạn nghiệp vụ, Đường Tổng tướng Đông Châu nghiệp vụ giao cho ta. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không gạt ngươi. Tần Bí Thư cho rằng Hoa Niên tập đoàn tại khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết trên đã không thành ý cũng không thực lực, hắn để cho ta chuyển cáo các ngươi, hy vọng Hoa Niên tập đoàn có thể biết khó mà lui, một lần nữa cân nhắc Nguy Sơn đảo bệnh viện cánh đồng công việc. Triệu Phi Dương nói, Hồ Sơn Trấn chính phủ sẽ không lật lọng đi, Trường Hưng cùng Hồ Sơn Trấn là có hợp đồng. Hứa Thuần Lương nói, ta đương nhiên biết rõ, hợp đồng là ta ký, ta không biết ngươi có hay không cẩn thận thẩm qua phần này hợp đồng. Hợp đồng bên trong lưu không ít chuẩn bị ở sau. Triệu Phi Dương nhìn qua Hứa Thuần Lương, trên mặt không có chút nào ý cười, nếu như nói có hậu thủ cũng là tiểu tử này liên thủ Mai Như Tuyết làm, người này tuyệt không phải người lương thiện, lúc trước liền chôn xuống địa lôi, chờ hắn cần thời điểm dùng phần này hợp đồng đến quay giáo một kích. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, ta không nghĩ tới đối Trường Hưng bất lợi, kỳ thật Nguy Sơn đảo bệnh viện hiện tại đối Hoa Niên tập đoàn tới nói đã trở thành gân gà. Triệu Phi Dương lắc đầu nói, Hoa Niên tập đoàn không có khả năng từ bỏ Nguy Sơn đảo phân viện. Hứa Thuần Lương nói, hai ngày trước Nguy Sơn đảo phân viện nhân viên y tế tập thể kháng nghị, khiếu nại Trường Hưng bệnh viện tại tiếp quản bệnh viện về sau, cũng không đối bọn hắn đối xử như nhau, cho cùng Trường Hưng bản bộ nhân viên một dạng đãi ngộ, Hoa Niên tập đoàn cùng Trường Hưng ký kết quá trình bên trong, bọn hắn quyền bỏ phiếu cũng bị người đại biểu. Triệu Phi Dương nói, Thuần Lương A, chuyện này ngươi là toàn bộ hành trình tham dự. Người so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, ta chỉ là một cái chân chạy làm việc, ký kết không phải ta, chế định chính sách cũng không phải ta. Triệu Phi Dương nói, xem ra ngươi lần này đứng tại những nhân viên kia một bên rồi. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta đang làm việc bên trong tận lực làm được công bằng, nhưng là ta cũng phải nói câu công đạo, Hoa Niên tập đoàn nhập cổ phần Trường Hưng trong chuyện này, các ngươi làm được hoàn toàn chính xác không đủ trong suốt. Mà lại Nguy Sơn đảo y viện tài sản bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Triệu Phi Dương nói, tiểu Hứa, ngươi nên không phải muốn đem Nguy Sơn đảo bệnh viện muốn trở về a? Hứa Thuần Lương nói, không phải ta ý tứ, là tần ý của bí thư,
hắn cho rằng Hoa Niên tập đoàn chiếm cứ Nguy Sơn đảo tốt nhất một mảnh đất, lại nhiều lần kéo dài, cô phụ trấn chính phủ kỳ vọng, vi phạm với lúc trước hứa hẹn đã tạo thành trái với điều ước. Triệu Phi Dương nghe ra hắn là tại nói chuyện giật gân, lạnh nhạt nói, bất cứ chuyện gì không thể một lần là xong, khai phát kiến thiết là một cái quá trình khá dài, chỉ cần chúng ta tại hợp đồng kỳ hạn bên trong hoàn thành không coi là trái với điều ước, Hồ Sơn trấn chính phủ không có quyền thu hồi mảnh đất này. Hứa Thuần Lương nói, người bây giờ sở dĩ kiên trì là bởi vì ngươi cho rằng mảnh đất này có giá trị, nhưng nếu như Nguy Sơn đảo bệnh viện không thể đem cho các ngươi mong muốn giá trị, thậm chí sẽ đối với Hoa Niên tập đoàn tạo thành mặt trái ảnh hưởng, các ngươi vẫn sẽ hay không tiếp tục kiên trì. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Phi Dương cảm giác Hứa Thuần Lương lời nói này một câu hai ý nghĩa, mặt ngoài là nói Nguy Sơn đảo bệnh viện, nhưng vụng trộm tựa hồ muốn nói chính hắn tao ngộ. Hứa Thuần Lương nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, Nguy Sơn đảo bệnh viện nhân viên y tế một mực bị các ngươi xem nhẹ, nhưng là các ngươi không có ý thức đến, bọn hắn mới là nơi này chủ nhân chân chính, bọn hắn hiện tại đối Hoa Niên tập đoàn đã đánh mất tín nhiệm, toàn thể nhân viên y tế mãnh liệt yêu cầu Nguy Sơn đảo bệnh viện thoát ly Hoa Niên tập đoàn trở về địa phương, ta hiểu rõ hợp đồng tồn tại nhưng là ngươi cũng muốn rõ ràng, chính phủ tại giữ gìn nhân dân lợi ích phương diện là không để lại dư lực. Nếu như chứng thực lúc trước hình thức đầu tư cổ phần ký kết quá trình bên trong tồn tại lừa gạt hành vi, như vậy đừng nói nơi này, thậm chí Trường Hưng bệnh viện hợp đồng đều có thể bị lật đổ. Triệu Phi Dương nhìn qua Hứa Thuần Lương, tiểu tử này đã hướng mình lộ ra ngay răng nanh, ai cho hắn lực lượng? Tần Chính Dương sao? Không giống, Tần Chính Dương chẳng qua là cái chính khoa cấp, hắn hẳn không có lớn như vậy quyết đoán cùng dũng khí. Triệu Phi Dương nói, người giúp ta chuyển cáo Tần Bí Thư. Chúng ta hợp đồng cũng không lỗ thủng, Trường Hưng 20% cổ quyền thuộc về Đông Châu, lúc mới thành lập hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, là Đông Châu các cấp lãnh đạo đánh nhịp định án, ở trong đó cũng không cái gì vi quy hành vi. Triệu Phi Dương mới không sợ bọn họ tại trên hợp đồng làm văn chương, các người nghĩ lật đổ hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện hợp đồng, kia không chỉ có riêng là phủ định vấn đề của ta, là ngay tiếp theo Đông Châu tương quan lãnh đạo cùng một chỗ phủ định, nếu như Tần Chính Dương dám làm như thế. Hắn tại thể chế bên trong cũng đi không xa. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, có câu nói gọi đã không yêu gì không buông tay. Triệu Phi Dương nội tâm chấn động, mặc dù rõ ràng Hứa Thuần Lương tuyệt không phải là đang nói hắn cùng Bùi Lâm ở giữa sự tình, nhưng là hắn lại nhịn không được suy nghĩ nhiều, Bùi Lâm đã biến thành của hắn uy hiếp. Hứa Thuần Lương nói, còn cho Nguy Sơn đảo bệnh viện một cái càng tương lai tốt đẹp không tốt sao. Triệu Phi Dương lại đốt một điếu thuốc dùng sức hút một hơi thuốc. Ngóc đầu lên phun ra thật dài sương mù, tiểu Hứa A, các ngươi lần này là muốn đoạn Trường Hưng một cánh tay A, đừng quên người biên chế còn tại Trường Hưng, cái này A đối đầu ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt A. Hứa Thuần Lương nói, ngài là nói ta phí sức đào bên ngoài. Triệu Phi Dương nói, ta biết người đối Hoa Niên tập đoàn có ý kiến, đối cá nhân ta khả năng cũng có chút cái nhìn. Đã Hứa Thuần Lương từng bước ép sát, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang, trực tiếp đem sự tình làm rõ. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, người suy nghĩ nhiều, ta đối Hoa Niên tập đoàn xác thực có ý kiến, nhưng là ta đối với ngươi không có gì cái nhìn, mỗi người đều có tự mình làm sự tình nguyên tắc cùng phương pháp, ta kỳ thật vẫn luôn rất cảm giác kích ngươi. Triệu Phi Dương dùng khóe mắt liếc hắn một cái nói, kỳ thật chuyện này cũng không phải là ta có thể quyết định, ta cũng không gạt ngươi Trường Hưng mấy năm này kiến thiết trọng điểm chính là hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, Hoa Niên tập đoàn tình trạng tài chính cũng không lạc quan. Mặc dù như thế, người muốn cho Hoa Niên tập đoàn từ bỏ đã tới tay cánh đồng cũng là không thể nào sự tình. Hứa Thuần Lương nói, dựa theo hợp đồng quy định, các ngươi không thể chuyển nhượng, không thể thay đổi thổ địa công dụng, không có Hồ Sơn trấn chính phủ cho phép không thể cùng phe thứ ba hợp tác, ta không rõ các ngươi mang xuống lại có cái gì ý nghĩa. Triệu Phi Dương nói, tiểu Hứa, ngươi thật sự trưởng thành, nhưng là ngươi đối chữa bệnh thị trường hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Hứa Thuần Lương cười nói, ý của ngươi là Hoa Niên tập đoàn không có khả năng tướng Nguy Sơn đảo bệnh viện trả cho chúng ta. Ngươi có thể nếm thử trước tiên thuyết phục ta. Triệu Phi Dương có ý tứ là nếu như ngươi ngay cả ta đều không thuyết phục được, cũng không cần yêu cầu xa vời Hoa Niên tập đoàn buông tay, Đường Kinh Vĩ không phải nhà từ thiện, hắn mỗi một phân tiền cũng sẽ không bạch bạch đầu nhập. Hứa Thuần Lương nói, biểu muội ta sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi kiểu nói này, ta cũng hoài nghi chuyện này thực sự là thật trùng hợp. Triệu Phi Dương đối với chuyện này một mực còn nghi vấn, thật sự là thật trùng hợp, nhưng nếu là nói có người cố ý bố cục, thủ đoạn này cũng thật cao minh, ấn lý thuyết Hứa Thuần Lương còn không có đến nước này. Hứa Thuần Lương nói,
nếu như Hoa Niên thông tình đạt lý, ta liền cùng bọn hắn giảng đạo lý, nếu như bọn hắn dự định cùng Hồ Sơn trấn chính phủ vạch mặt, như vậy chúng ta ứng đối thủ đoạn cũng có rất nhiều. Kỳ thật Hứa Thuần Lương vẫn là cho Triệu Phi Dương lưu lại tương đương thể diện, nếu như hắn tướng Bùi Lâm cùng Dương Mộ Phong kia đoạn chuyện cũ đổ ra, chỉ sợ Triệu Phi Dương liền phải bị ba đả kích nặng. Triệu Phi Dương tiếp cận Hứa Thuần Lương hai mắt, Hứa Thuần Lương không sợ hãi chút nào cùng hắn nhìn nhau, qua một hồi lâu, Triệu Phi Dương mới nhẹ gật đầu, các ngươi ý kiến ta sẽ hướng Đường Tổng phản ứng, hy vọng mọi người có thể tìm đến một cái giải quyết thích đáng phương án. Triệu Phi Dương sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại, hắn làm sao cũng không nghĩ đến mình một tay để bạt lên Hứa Thuần Lương rời đi Trường Hưng sau liền liên tiếp đâm hắn mấy đao, một đao so một đao hung ác, một đao so một đao tuyệt tình. Cùng Hứa Thuần Lương chia tay về sau, Triệu Phi Dương đi tìm Cao Tân Hoa, biết được Cao Tân Hoa đêm nay uống nhiều quá, đã bị mang đến phòng ngủ, tâm tình cực độ buồn bực thời điểm, liền cái người nói chuyện đều không có, cô độc Triệu Phi Dương đi một mình hướng bãi. Bên hồ một đám lửa nhảy lên, tụ hội mọi người ai đi đường nấy, chỉ còn lại Đông Nghiễm Sinh một người ngồi ở chỗ đó, trông coi đống kia đống lửa nhìn qua quen thuộc mặt hồ, cho dù bóng đêm thâm trầm, hắn cũng có thể rõ ràng phân biệt mình thân ở chỗ nào. Hắn hồi tưởng đến đi qua cùng chiến hữu từng ly từng tí, luôn có người già đi, cũng chỉ có người muốn đi trước. Triệu Phi Dương tiếng bước chân đánh gãy hắn trầm tư, Đông Nghiễm Sinh chủ động hô, uống rượu sao? Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, tại bên cạnh hắn bãi cát ghế dựa ngồi xuống, Đông Nghiễm Sinh đưa cho hắn nghe xong bia. Triệu Phi Dương mở ra lon nước, ực một hớp bia, cảm giác lòng của mình càng ngày càng lạnh. Đông Nghiễm Sinh nói, lần này chơi nhiều mấy ngày đi. Nguy Sơn đảo không khí không tệ, có thể hảo hảo giải sầu một chút. Triệu Phi Dương nói, không có thời gian a. Đông Nghiễm Sinh biết Triệu Phi Dương gần nhất sống cũng không hề như ý, an ủi, nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, cũng không nên coi quá nặng, chờ ngươi đến ta cái tuổi này liền sẽ biết, kỳ thật sự nghiệp cùng gia đình ngang nhau trọng yếu, hơn phân nửa người còn cho rằng gia đình quan trọng hơn một chút, đừng đem mình ép thật chặt, buông lỏng một chút. Triệu Phi Dương nói, ta ở độ tuổi này, sự tình lầm lượt từng món, như là thủy triều một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, liền thở một ngụm thời gian đều không có, ta cũng nghĩ buông lỏng a, nhưng vừa buông lỏng chỉ lo lắng chìm xuống. Đông Nghiễm Sinh mỉm cười nói, ngươi biết bơi sao? Triệu Phi Dương lắc đầu, hắn là cái vịt lên cạn. Đông Nghiễm Sinh nói, am hiểu bơi lội người đều biết trong nước thân thể không thể quá căng thẳng, ngươi càng khẩn trương càng dễ dàng chìm xuống, nhất định phải buông lỏng thân thể của ngươi. Tướng thân thể của ngươi yên tâm giao cho nó, ngươi sẽ phát hiện nó có thể nhẹ nhõm nâng lên trọng lượng của ngươi. Triệu Phi Dương như có điều suy nghĩ. Đông Nghiễm Sinh nói, cha ngươi là cái có đảm đương người, hắn xung phong đi đầu nhưng xưa nay không ham danh lợi. Triệu Phi Dương nói, đúng vậy a, nếu như hắn không phải cái này tính tình, đời này sẽ không dừng bước tại đây. Đông Nghiễm Sinh nụ cười trên mặt biến mất, ngươi tại lấy chức vị để cân nhắc một người thành tựu sao. Triệu Phi Dương đã nhận ra hắn không vui, lập tức giải thích nói, không phải, ta là vì cha ta cảm thấy tiếc hận. Đông Nghiễm Sinh nói, già đại đội trưởng một sinh quang minh lỗi lạc, cầm được thì cũng buông được, làm việc xứng đáng thiên địa lương tâm, xứng đáng thân bằng hảo hữu, ta không rõ ngươi vì cái gì sẽ nghĩ như vậy. Triệu Phi Dương nói, ta không có ý tứ gì khác. Đông Nghiễm Sinh đánh giá Triệu Phi Dương, Triệu Viện, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch già đại đội trưởng là chết như thế nào. Triệu Phi Dương nội tâm như là bị thiết chùy trọng kích một chút, hắn cảm giác hô hấp khó khăn, huyết dịch trong nháy mắt xông lên gương mặt. Đông Nghiễm Sinh cảm thấy mình nhưng có thể nói tới có chút nặng, nhấp một hớp bia nói, già đại đội trưởng đối kỳ vọng của ngươi rất cao, hy vọng ngươi có thể không muốn cô phụ hắn. Bùi Lâm tướng gần đây tại Nguy Sơn đảo phát sinh sự tình hướng Hoa Niên tổng bộ làm báo cáo, nàng hiện tại đã là gia niên bách hóa đồng sự, bởi vì trong hôn lễ phát sinh sự tình nội tâm trở nên phi thường thấp thỏm. Rất sợ tập đoàn sẽ bởi vì việc này đưa nàng còn chưa ngộ nóng cái ghế cho triệt tiêu, còn tốt chuyện này cũng không có phát sinh. Hoa Niên tập đoàn bởi vì gần đây tài vụ nguy cơ không thể không làm ra điều chỉnh, thông qua Nam Giang phương diện cân đối cùng các lớn chủ nợ quan hệ trong đó, trao đổi nợ nần gây dựng lại phương án. Mấy lần ban giám đốc định ra tới một cái phương án chính là muốn bảo trụ Hoa Niên tập đoàn hạch tâm tài sản, đối với này chút ít lợi cùng hao tổn tài sản phải nhẫn đau nhức cắt giảm thậm chí chém đứt. Tận khả năng thu về tiền mặt. Lớn khỏe mạnh hiện tại đã xác định là Hoa Niên tập đoàn sự phát triển của tương lai phương hướng, Hoa Niên tập đoàn tiền mặt lưu căng thẳng, nợ nần trái với điều ước liên tiếp phát sinh, liền Đông Châu bên này nói,
Hoa Niên tập đoàn đều không thể ủng hộ ba cái hạng mục đồng thời thúc đẩy, tại khu công nghệ cao giám thị dưới, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện hạng mục ngược lại là tiến hành đến hừng hực khí thế. Nhưng là hạng mục thúc đẩy càng nhanh, mang ý nghĩa tài chính tiêu hao cũng càng nhanh, rất nhiều đơn vị thi công vật liệu thương nghiệp cung ứng đều đang đợi lấy bọn hắn hai kỳ khoản. Gia Niên Bách Hóa tập đoàn mới nhất tuyên bố thông cáo xưng, công ty ngày đó cùng Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn ký kết cổ quyền thu mua hiệp nghị. Gia Niên Bách Hóa mô phỏng lấy tiền mặt giao dịch phương thức mua sắm Trường Hưng bệnh viện 20% cổ quyền. Này cổ quyền chuyển nhượng giá cả là 250 triệu nguyên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, Gia Niên Bách Hóa cùng Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn phía sau căn bản chính là một lão bản. Đường Kinh Vĩ chơi chính là tay trái đổ tay phải trò xiếc, trên tay của hắn có hai cái đưa ra thị trường công ty, rõ ràng là muốn đem chất lượng tốt tài sản tập trung đến tình huống hơi tốt Gia Niên Bách Hóa, sau đó tướng không tốt tài sản lưu tại Hoa Niên, như quả hắn càn khôn đại na di thành công. Một khi thời cơ chín muồi hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ rơi Hoa Niên tập đoàn cái này cục diện rối rắm. Bất quá bọn hắn vừa mới tuyên bố thông cáo, liền liên tục nhận được hai lá đến từ giám thị tầng hỏi ý văn kiện. Cho rằng lần này thu mua ngọn tồn tại cổ quyền đời cầm tình huống, tồn tại nghiêm trọng liên quan giao dịch. Lần giao dịch này bên trong điểm đáng ngờ trùng điệp, lợi ích chuyển vận chất vấn vung đi không được, hơn nữa còn dính líu hư giả trần thuật. Đường Kinh Vĩ đem mình nghĩ quá thông minh. Đánh giá thấp giám thị tầng năng lực, hai lá hỏi ý văn kiện là cho hắn cảnh cáo, Đường Kinh Vĩ ý thức được đổi thành cổ quyền sự tình rất khó thu hoạch được thông qua. Gia Niên Bách Hóa tại tuyên bố thông cáo sau trong một tuần lại ban bố từ bỏ thu mua thông chi, tổng hợp cân nhắc các phương diện nhân tố, thông cáo xưng công ty cho rằng giao dịch điều kiện còn không thành thục, cùng hiệp nghị tương quan phương thảo luận hiệp thương sau nhất trí đồng ý kết thúc lần này thu mua tài sản kỹ liên quan giao dịch hạng mục công việc. Thông qua lần này qua loa thu chàng thu mua kế hoạch, tất cả mọi người thấy rõ Đường Kinh Vĩ mục đích, việc này đưa tới hắn cổ phần khống chế hai nhà đưa ra thị trường công ty giá cổ phiếu đủ ngã, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mà lần này thu mua người đề xuất là Gia Niên Bách Hóa mới đồng sự Bùi Lâm, thu mua thất bại, Bùi Lâm tự nhiên là thành cái kia cõng nổi người, kỳ thật nàng chỉ là trên danh nghĩa thôi, cụ thể quá trình căn bản không có tham dự. Đường Kinh Vĩ tại Nguy Sơn đảo bệnh viện thái độ phi thường tươi sáng. Dựa theo hợp đồng đến xử lý, nghĩ bàn sống mảnh đất này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần Hồ Sơn Chấn hơi thả lỏng miệng, cho phép chuyển nhượng hoặc là phe thứ ba gia nhập liên minh hợp tác, nếu như Hồ Sơn Chấn không đồng ý nhượng bộ, như vậy thì chiếu lúc trước ký kết hợp đồng đến, chỉ ít trong 3 năm Hồ Sơn Chấn không có quyền lấy đi thổ địa của bọn hắn, người khác cũng đừng hòng khai phát. Tần Chính Dương khi biết Hoa Niên tập đoàn thái độ về sau cũng tức giận đến mắng lên, cái gì đưa ra thị trường công ty quả thực là vô lại. Hứa Thuần Lương nói, Hoa Niên tập đoàn phi thường rõ ràng mảnh đất này giá trị, hiện tại bọn hắn là không có năng lực khai phát, nhưng là còn muốn từ đó kiếm một chén canh. Tần Chính Dương cả giận nói, dựa vào cái gì? Thổ địa là quốc gia, bọn hắn lúc trước hứa hẹn kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, hiện tại liền làm cái làm mẫu bản mẫu khu lừa gạt người, còn cầm hợp đồng nói sự tình, đây không phải chiếm hầm cầu không đi ị sao? Hứa Thuần Lương nói, căn cứ hợp đồng đến xem. Bọn hắn chính là như vậy lại 3 năm chúng ta cũng không có cách, chỉ có thể cùng bọn họ rông dài. Tần Chính Dương nói, vô sỉ, Nguy Sơn đảo tốt nhất một mảnh đất cứ như vậy gác lại 3 năm. Nếu để cho bọn hắn mở cái này xấu đầu, về sau nhà đầu tư nhao nhao bắt trước, công việc của chúng ta còn thế nào thúc đẩy. Hắn nói xong, suy nghĩ một chút nói, nếu không liền nhượng bộ một bước, dẫn vào phe thứ ba, vô luận như thế nào cũng phải đem hạng mục này cho dựng lên. Hứa Thuần Lương cười nói, chúng ta nếu để cho bước, công việc sau này chẳng phải là càng khó tiến hành. Tần Chính Dương nói, người có biện pháp nào? Hứa Thuần Lương nói, có biện pháp, ác nhân còn cần ác nhân ma, bọn hắn đã có thể làm lần đầu tiên, chúng ta liền có thể làm 15. Tần Chính Dương nói, kia chuyện này liền giao cho ngươi đến làm. Hứa Thuần Lương nói, Tần Bí Thư, ý của ngài là ta đương cái này ác nhân. Ta không sĩ diện, ta không muốn hình tượng. Tần Chính Dương cười nói, vậy ngươi cảm thấy hai chúng ta ai làm cái này ác nhân phù hợp? Hồ Sơn Chấn là dựng nên ta chính diện hình tượng nặng lại còn là dựng nên ngươi chính diện hình tượng trọng yếu. Hứa Thuần Lương nói, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. 1. Tần Chính Dương vỗ bờ vai của hắn, cởi chuông phải do người buộc chuông, lúc trước Nguy Sơn đảo bệnh viện chính là bị ngươi cho muốn đi, hiện tại đã Hoa Niên không cách nào làm tròn lời hứa, có phải hay không cũng hẳn là từ ngươi cho muốn trở về. Hứa Thuần Lương nói,
vậy ngài đến cho ta toàn lực ủng hộ. Tần Chính Dương nói vỗ vỗ bộ ngực, hết thảy đều không nói bên trong. Có Tần Chính Dương cho phép, Hứa Thuần Lương tiếp xuống làm việc liền dễ dàng rất nhiều, còn phải để Hồ Sơn trấn đồn công an hỗ trợ, muốn tìm ra 3 năm trước đây một phần xuất cảnh ghi chép, cũng chính là Trương Hải Tân dùng để áp chế Trường Hưng bệnh viện tấm màn đen, thế nhưng là cũng không có tìm được ghi chép. Châm đối với chuyện này Lý Thành Ba hướng Hứa Thuần Lương giải thích một chút, giống loại tình huống này nói như vậy gọi trái với trị an quản lý điều lệ, không thuộc về phạm tội, trị an quản lý xử phạt pháp quy định thời gian bình thường là chuyện xảy ra ngày khởi 6 tháng. Hứa Thuần Lương muốn tra Sơn Hồ Tình quán rượu tập thể mua xuân sự kiện, đã qua thời hạn. Hơn nữa lúc ấy Hồ Sơn Trấn còn chưa thành lập, từ Thạch Lương Trấn đồn công an phụ trách xử lý, đoán chừng lúc ấy tình huống cũng không tại sao nghiêm trọng, cho nên liền ghi chép đều không có lưu lại. Hứa Thuần Lương cho rằng cái này hẳn không phải là trái với trị an quản lý điều lệ, theo hắn biết, lúc ấy dính đến người có không ít, hắn biết đến liền có Triệu Vĩnh Thắng, Đàm Quốc Lương, Trần Minh Châu, Trương Khánh Sơn đám này Trường Hưng bệnh viện cốt cán. Nếu như là tụ chúng dâm loạn, đó chính là phạm pháp, thay lời khác tới nói thích hợp với 3 năm truy tố kỳ. Hứa Thuần Lương quyết định khai thác từng cái đánh tan chiến lược, liên thủ lúc ấy xử lý chuyện này Trương Hải Tân đối đám này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử tiến hành tạo áp lực. Tạo áp lực mục đích không phải muốn trừng phạt bọn hắn, mà là muốn để bọn hắn phía sau Trường Hưng bệnh viện cúi đầu. Cơ hồ trong cùng một lúc, Triệu Vĩnh Thắng bọn người nhận được Hồ Sơn trấn đồn công an điện thoại, để bọn hắn tiến đến phối hợp điều tra một cọc chuyện cũ năm xưa. Mấy người gặp mặt về sau liền đoán được là chuyện gì, bọn hắn lập tức hoảng hồn, kỳ thật trước đây liền náo qua vừa ra Trương Hải Tân lợi dụng chuyện này áp chế bệnh viện sự tình, về sau là Hứa Thuần Lương xuất thủ đem sự tình cho bình, vốn cho rằng chuyện này đã hoàn toàn kết, thật không nghĩ đến nợ cũ lại bị người cho lật ra, hiện tại cũng minh bạch vừa mất đủ thành thiên cổ hận đạo lý. Bọn hắn thương lượng về sau ý thức được, chỉ bằng chính bọn hắn căn bản không giải quyết được chuyện này, còn phải mời bệnh viện ra mặt, từ cùng Triệu Phi Dương trước mắt quan hệ tốt nhất Đàm Quốc Lương đi tìm hắn nói chuyện. Triệu Phi Dương nghe Đàm Quốc Lương nói xong lập tức liền phát hỏa, chuyện này mặc dù phát sinh ở hắn đi vào Trường Hưng bệnh viện trước đó, nhưng là liên quan đến Trường Hưng bệnh viện danh dự, nếu như bị lộ ra, như vậy đối bệnh viện ảnh hưởng có thể nghĩ mà biết, thậm chí sẽ mang băng hoa niên giá cổ phiếu. Hơi chút suy nghĩ liền đoán được là Hứa Thuần Lương ở sau lưng giở trò. Lúc trước Trương Hải Tân uy hiếp bệnh viện thời điểm, chính là Hứa Thuần Lương ra mặt bãi bình, hiện tại Hứa Thuần Lương tới cái chuyện xưa nhắc lại. Triệu Phi Dương biết Hứa Thuần Lương mục đích là cầm lại Nguy Sơn đảo bệnh viện, nhưng là thủ đoạn này cũng quá bị ổi, cùng lúc trước Trương Hải Tân lại có gì khác biệt. Triệu Phi Dương không muốn để cho bước, nhưng là hắn biết rõ nếu như chuyện này bị phơi bày ra, bệnh viện hình tượng lại nhận nghiêm trọng đả kích. Hiện tại gặp phải lựa chọn có hai cái, một là thuyết phục Đường Kinh Vĩ buông tay, tướng ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc Nguy Sơn đảo bệnh viện còn cho bọn hắn. Hai là thuyết phục Hứa Thuần Lương, để hắn từ bỏ mưu đồ. Mình cùng Hứa Thuần Lương hiện tại giao tình chỉ có thể nói là lưu vu biểu diệt, Cao Tân Hoa nói chuyện khả năng hữu dụng, nhưng là lấy hắn đối Cao Tân Hoa hiểu rõ, vị này Cao Bí Thư là không thể nào ra mặt. Càng nghĩ, người chọn lựa thích hợp nhất là Trường Hưng bệnh viện tiền viện trưởng Cố Hậu Nghĩa. Mời hắn ra mặt cũng là có nguyên nhân, chuyện xảy ra thời điểm Cố Hậu Nghĩa là Trường Hưng viện trưởng, nếu như chuyện này sự việc đã bại lộ, đối Cố Hậu Nghĩa danh dự cũng có ảnh hưởng, mà lại Nguy Sơn đảo bệnh viện ban đầu là Cố Hậu Nghĩa lưu cho Trường Hưng bệnh viện quý giá tài phú, hắn hẳn là cũng không muốn dạng này mất đi. Triệu Phi Dương tại hóa chất bệnh viện cải biến công trường gặp được Cố Hậu Nghĩa, vị này lão viện trưởng mang theo nón bảo hộ đang ở nơi đó kiểm tra công việc. Cố Hậu Nghĩa nhìn thấy Triệu Phi Dương hướng hắn cười cười nói: ta mấy ngày nay đều ở nơi này, chúng ta tới phòng làm việc ngồi đi. Triệu Phi Dương nhìn qua khí thế ngất trời công trường, Cố viện, ngài đây là trọng thao cựu nghiệp a. Tính toán này mở chính là cái gì bệnh viện? Cố Hậu Nghĩa cười nói, đây là một nhà hậu môn trực tràng bệnh viện ta cho bằng hữu hỗ trợ. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, hiện tại Đông Châu xây dựng tư nhân bệnh viện không ít, bất quá trên cơ bản đều là chuyên khoa bệnh viện quy mô có hạn, cũng không có gây nên hắn coi trọng. Đi theo Cố Hậu Nghĩa đi vào hắn phòng làm việc tạm thời, Cố Hậu Nghĩa mời Triệu Phi Dương ngồi xuống cho hắn châm trà, Triệu Phi Dương vội vàng nói không cần, mình mang giữ ấm chén. Cố Hậu Nghĩa đi bên cạnh bàn làm việc cầm từ bản thân ly pha lê rót mấy hớp trà, Triệu Viện, người thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện a, hôm nay tìm ta có cái gì chỉ giáo. Triệu Phi Dương cười nói, ta nhưng không dám nhận, tìm ngài vị tiền bối này khẳng định là thỉnh giáo. Cố Hậu Nghĩa nói, chúng ta không cần khách khí,
có cái gì thì nói cái đó, ta có thể ra bao nhiêu lực liền ra bao nhiêu lực, bất quá ta đã nói trước, ta năm lão thể nhược, lực lượng có hạn, nếu như hữu tâm vô lực, ngươi cũng đừng miễn mạnh ta. Triệu Phi Dương cười nói, ta nào dám đâu, hắn đem chuyện này trải qua đơn giản nói một lần. Cố Hậu Nghĩa nghe xong, nhíu mày một cái nói, ngươi làm sao lại có thể nhận định là Hứa Thuần Lương làm. Triệu Phi Dương nói, đây còn phải nói a, người biết chuyện này không nhiều, Trương Hải Tân hẳn là không còn dám sách, ra mặt tìm mấy cái người trong cuộc chính là Hồ Sơn Trấn đồn công an, đều đi qua gần 3 năm sự tình, lại không phải cái gì đại án trọng án, đồn công an sẽ nhàm chán như vậy. Cố Hậu Nghĩa nói, nếu như là Hứa Thuần Lương, chính ngươi ra mặt không được sao? Triệu Phi Dương cười khổ nói, hiện tại ta đối với hắn không được việc, tiểu tử này đi Hồ Sơn Trấn, một lòng muốn vì Hồ Sơn Trấn kiến công lập nghiệp. Cố Hậu Nghĩa nói, không thể nào, bằng vào ta đối tiểu Hứa hiểu rõ, hắn không phải cái người vong ân phụ nghĩa, giữa các ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Triệu Phi Dương nói, đoán chừng là có chút hiểu lầm đi, hắn lần này là bị ép rời đi Trường Hưng, Hoa Niên tập đoàn lo lắng chuyện của hắn ảnh hưởng đến công ty giá cổ phiếu, cho nên trước tiên miễn đi chức vụ của hắn, cùng hắn tiến đi cắt chém, ta trong vấn đề này lấy đại cục làm trọng, không có giống đi qua một dạng bảo vệ cho hắn, cho nên hắn khả năng đối ta có một chút ý nghĩ. Cố Hậu Nghĩa cười nói, ngươi có hay không hảo hảo cùng hắn nói qua? Ngươi nói những này chưa chắc là ý nghĩ của hắn, tiểu Triệu A, ta mặc dù không rõ ràng các ngươi phát sinh sự tình, bất quá ta đối tiểu Hứa vẫn hơi hiểu biết người trẻ tuổi này cách cục còn là rất lớn. Mặc Hàm nói, nếu như Hoa Niên đem trả lại cho các ngươi vạn nhất không tuyển chọn chúng ta hợp tác, đến lúc đó chúng ta vẫn là một dạng phải bỏ ra không ít đại giới, cho nên vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta không gật đầu, các ngươi giao dịch chưa hẳn làm được thành. Mặc Hàm nói, Hồ Sơn Trấn giống như không phải ngươi làm nhà, chúng ta đã dự định cùng Hoa Niên làm giao dịch, liền không sợ có người đứng ra phản đối. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Xích Đạo vốn liếng giao thiệp quan hệ rất mạnh, điểm này tại cùng sinh thái vòng ném tập đoàn giao phong bên trong đã được đến xác minh. Hứa Thuần Lương nghĩ nhớ tới một sự kiện, Mộc Thiên tập đoàn thật sự là Nghe Hồng người mở. Mặc Hàm nói mò gì, chỉ là có phương pháp đầu tư. Các ngươi tiếp nhận Nguy Sơn đảo bệnh viện là muốn kiến thiết suối nước nóng làng du lịch. Mặc Hàm nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, ta phải nhắc nhở ngươi khối này thổ địa tính chất không thể đổi càng. Mặc Hàm nói, xem ra tin tức của ngươi nghiêm trọng lạc hậu, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, Loan Tổng đang cùng Đại Hằng đàm phán, nếu như hết thảy thuận lợi, chẳng mấy chốc sẽ có một cái càng lớn tin tức truyền ra. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, các ngươi muốn tiếp nhận suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục. Mặc Hàm cười một tiếng, tại sao lại không chứ? Hiện tại là bọn hắn cần có nhất dùng tiền thời điểm, chúng ta vừa dễ dàng hung hăng giết một chút giá tiền của bọn hắn, từ Xích Đạo vốn liếng tới đón hai cái này hạng mục, đã có thể tướng nửa chết nửa sống hạng mục bàn sống, lại tránh khỏi đồng loại hạng mục bên trong hao tổn. Đối với các ngươi Hồ Sơn Trấn chính phủ tới nói, trăm lợi mà không có một hại, chỉ muốn các ngươi không phải người ngu, liền không nên phản đối. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, nếu thực như thế, Tần Chính Dương chỉ sợ muốn mừng như điên. Hoa Niên cùng Đại Hằng hai nhà, hiện tại cũng lâm vào nợ nần nguy cơ, ai thời gian đều không tốt qua, liền trước mắt tình trạng này mà nói, hai nhà ngay tại chỗ hạng mục đuôi nát khả năng cực lớn, có được hùng hậu tài lực Xích Đạo vốn liếng nguyện ý tiếp nhận hạng mục về sau, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói, theo ta được biết, đi qua các ngươi Xích Đạo vốn liếng chỉ đầu tư không làm thực thể A. Mặc Hàm nói, hiện tại cũng dự định làm. Thế giới này chỉ cần có tiền làm rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng. Ngươi mưu đồ gì? Hứa Thuần Lương vẫn cảm thấy Mặc Hàm mục đích không có đơn giản như vậy. Mặc Hàm nói, ta cũng không biết đây là Loan Tổng ý tứ. Nàng hai con trắng bóc bàn chân vừa đi vừa về trong suối nước nóng đãng động, không hiểu đẹp mắt. Đúng rồi, ta nghe nói Đông Nghiễm Sinh cố ý cùng chiến hữu của hắn hợp tác. Hứa Thuần Lương biết Mặc Hàm tính tình lạnh lùng, Đông Nghiễm Sinh cự tuyệt nàng hợp tác yêu cầu. Hy vọng nàng không muốn vì vậy mà ghi hận. Mặc Hàm không khỏi nở nụ cười, người yên tâm đi, ta cách cục cũng không có nhỏ như vậy, hắn mặc dù không chịu theo ta hợp tác, nhưng là ta đối Đông Tiên Sinh hay là vô cùng thưởng thức, ta thậm chí không ngại cùng hắn chia sẻ suối nước nóng tư nguyên. Nàng hiện tại cũng không dám tùy tiện dùng ý chí cái từ này, để tránh cho Hứa Thuần Lương tên bại hoại này hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng cơ hội. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mặc Hàm phảng phất nhận thức lại nàng, bất quá thương nhân nói cũng chỉ có thể nghe một chút.
Lúc này Phổ Kiến từ bên ngoài trở về, nhìn thấy hai người bọn họ vai sóng vai ngồi ở chỗ đó, vui tươi hớn hở đi tới, nha, hai người các ngươi cùng nhau tắm bên trên. Mặc Hàm nói, ngươi thật sự là trong mồm chó nhả không ra ngà voi. Phổ Kiến nói, trong mồm chó phun ra ngà voi kia là dị thú, ngài cho ta làm một con tới, ta bao nhiêu tiền đều mua. Mặc Hàm không thèm để ý hắn trêu chọc, đứng dậy mặc vào vớ giày đi. Phổ Kiến cũng đi được chân mệt mỏi, đặt mông ngồi tại Mặc Hàm vừa rồi vị trí, chuẩn bị cởi giày ngâm chân, lại gặp phải đến Hứa Thuần Lương khổ đại cừu thâm ánh mắt, Phổ Kiến lập tức minh bạch, thở dài, đi Hứa Thuần Lương hạ du, người nhà chính là cái trọng sắc khinh hữu sợ hàng, vừa rồi nàng ngồi ngươi phía trên ngươi thế nào không nói. Không phải để cho ta tại ngươi phía dưới, dùng ngươi nước rửa chân, ngươi ghét bỏ ta, làm sao không trên nàng. Hứa Thuần Lương nói, liền ngươi cặp kia chân thúi cũng có thể cùng người ta so. Phổ Kiến quan sát một chút Hứa Thuần Lương, van nài bà thầm nghĩ, nghĩ không ra ngươi là chân khống a, Hứa trấn trưởng, phải gìn giữ cảnh giác, ngươi bây giờ là cán bộ quốc gia, ngàn vạn không thể bị sắc đẹp mê hoặc, nguyên tắc tính sai lầm ta cũng không thể phạm a. Cút, Hứa Thuần Lương cười mắng. Phổ Kiến thở dài, chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt, ta phải nhắc nhở ngươi a, Mai Bí Thư tại Đông Châu dùng vệ tinh nhìn chằm chằm ngươi đây. Hứa Thuần Lương nói, chớ cùng ta ở chỗ này hồ liệt đấy, sự tình hỏi thăm thế nào. Phổ Kiến nói, thì Thái Bình, Tế Châu đồ chơi văn hóa giới hoàn toàn chính xác có nhân vật như vậy, Tế Châu cổ thành có cái Bác Cổ Hiên bề ngoài liền là của hắn, bất quá từ lúc ăn Tết khởi liền đóng cửa, đến bây giờ còn không có khai trương. Hứa Thuần Lương nói, lúc ấy hắn lưu lại một cái địa chỉ, hiện tại ở tại Tế Châu thị Ngư Thai huyền Thái Bạch Hoa Thanh Sơn Thôn, ta trận này vẫn bận trong trấn công việc, không có thời gian trôi qua. Phổ Kiến thấp giọng nói, nếu không đến mai chúng ta đi một chuyến. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu căn dặn Phổ Kiến, chuyện này tuyệt đối không nên để Mặc Hàm biết, nàng nếu là biết mình đi tìm xương rồng, nhất định muốn theo dõi truy kích. Tế Châu thị Ngư Thai huyền cùng Nguy Sơn huyện giáp giới, hai huyện cùng hưởng Nguy Sơn hồ nước tài nguyên, trong lịch sử cũng là tranh chấp không ngừng, bất quá tiến vào thế kỷ 21 đến nay, thông qua hai thị cân đối, quan hệ lẫn nhau cải thiện rất nhiều. Lần này lấy Nguy Sơn đảo làm trung tâm phát triển cấp quốc gia nghỉ phép du lịch khu muốn tại hai thị cộng đồng hợp tác hạ hoàn thành, mặc dù ngay từ đầu kế hoạch rất khá, song phương cũng biểu thị phải mật thiết phối hợp, bù đắp nhau, nhưng là tại kiến thiết triển khai về sau, mọi người liền có chút làm theo ý mình ý tứ. Cái này cũng rất bình thường, ai cũng nghĩ dính điểm cấp quốc gia nghỉ phép khu tiền lãi, ai tuyên truyền đều lấy mình làm chủ. Đối diện tình trạng như vậy, hai lãnh đạo thành phố cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Thành lập cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy, mục đích đúng là phải tăng cường song phương câu thông, phòng ngừa tạo thành tài nguyên lãng phí, nếu không một chút trọng đại hạng mục sẽ tạo thành lặp lại. Từ Nguy Sơn đảo đến Ngư Thai huyền Thái Bạch Hoa, đi đường thủy thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất, Hứa Thuần Lương mượn Hiển Hồng nông trường du thuyền, Vương Kim Vũ nghe nói bọn hắn muốn đi Thái Bạch Hoa, chủ động đưa ra muốn đi theo đi qua, hắn biết nói Thái Bạch Hoa có nhà cá quán không tệ. Hai năm trước nếm qua một lần đến bây giờ còn nhớ mãi không quên đâu. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, trên bầu trời trời u ám, không có ánh nắng, mặt hồ gió lớn, Nguy Sơn hồ cũng thay đổi ngày xưa ôn nhu suôn sẻ, cho thấy táo bạo một mặt. Trên mặt hồ gợn sóng liên tiếp, Phổ Kiến say sóng, nằm tại trong khoang thuyền. Hứa Thuần Lương cùng Vương Kim Vũ hai người trên bong thuyền chuyện trò vui vẻ, rất có điểm cười nhìn sóng gió nổi lên ý tứ. Vương Kim Vũ nghe nói Xích Đạo vốn liếng đã cùng Hoa Niên tập đoàn đạt thành hiệp nghị tin tức, cũng cảm thấy có chút đột nhiên, Mặc tiểu thư hai ngày trước còn cùng Đông Thúc nói chuyện hợp tác đâu, làm sao nhanh như vậy tìm Hoa Niên. Hứa Thuần Lương nói, cảm thấy không có hy vọng chứ sao. Vương Kim Vũ nói, các ngươi gần nhất cho Hoa Niên tập đoàn thực hiện nhiều như vậy áp lực chính là vì thúc đẩy Xích Đạo vốn liếng cùng bọn hắn hợp tác. Kỳ thật Vương Kim Vũ đại biểu tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Hứa Thuần Lương cười khổ nói, không có sự tình, bọn hắn là cõng ta nhóm chấn chính phủ nói, đạt thành hiệp nghị chúng ta mới biết được. Vương Kim Vũ nói, vị này Mặc tiểu thư có chút không chính công a, liền các ngươi loại quan hệ này, nàng cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi. Kim Vũ ca, người đem nói cho ta rõ, chúng ta loại nào quan hệ. Vương Kim Vũ cười thần bí, được, tính ta nói sai lời nói, kỳ thật toàn bộ hạng mục chuyển cho bọn hắn, hai ức cũng không mắc. Hứa Thuần Lương nói, lúc đầu Hoa Niên tập đoàn đã nhả ra, chúng ta có khả năng không cần cho bọn hắn một phân tiền liền đem bệnh viện muốn trở về, Xích Đạo vốn liếng như thế một pha trộn, chúng ta giai đoạn trước cố gắng tất cả đều uổng phí.
Vương Kim Vũ nói, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, người ta tài đại khí thô, các ngươi không xen vào, lại nói, dù sao bọn hắn cũng là đầu tư tại Nguy Sơn Đảo, đối với các ngươi trăm lợi mà không có một hại. Hứa Thuần Lương nói, ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, bọn hắn cùng Đại Hằng cũng tại đàm phán, chuẩn bị tiếp nhận Đại Hằng hạng mục. Vương Kim Vũ cảm thán nói, có tiền chỉ thật tốt. Có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm, Đông Thúc không phải một dạng không cho bọn hắn mặt mũi. Nhắc lên chuyện này, Vương Kim Vũ liền không thể không giải thích một chút, Đông Nghiễm Sinh cũng không phải là bài xích ngoại lai hợp tác, mà là bởi vì Mộc Thiên Tập đoàn tư bối cảnh. Bất quá bây giờ Chiêm Ái Hoa phụ tử đã quyết định đến Nguy Sơn Đảo mở nghỉ phép quán rượu, Đông Nghiễm Sinh dự định từ Hiển Hồng nông trường vạch ra một mảnh đất cùng bọn hắn hợp tác, đương nhiên cái này cũng cần Hồ Sơn Trấn phê chuẩn. Hứa Thuần Lương biểu thị cái này không trở thành vấn đề. Lúc này một đạo ánh nắng từ đỉnh đầu mây đen khe hở bên trong phóng xuống đến, đem toàn bộ thiên địa biến thành một cái cự đại sân khấu. Du thuyền tiến lên tại đen nhánh mây đen phía dưới, hướng kia sợi quang mang không ngừng thẳng tiến. Vương Kim Vũ chỉ về đằng trước mặt hồ, kinh hỉ nói, chìm thành. Hứa Thuần Lương thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, đã thấy ánh nắng bắn ra dưới mặt nước có thể nhìn thấy lờ mờ thành quách hình bóng. Nghe nói nước này bên trong chìm thành là cổ Lưu Thành, Hán Trương Lương đất phong. Thời cổ đã từng là lỗ nam chính trị, kinh tế, văn hóa trung tâm, chợ búa nghiễm nhiên, lâu bỏ dày đặc, phú thương lớn giả, danh lưu hiển quý tụ tập, người, xe rộn ràng. Đến đường trước kia, nơi này một mực duy trì cảnh tượng phồn hoa, về sau bởi vì Hoàng Hà tràn lan mà ứ chìm Lưu Thành. Căn cứ dân bản xứ truyền thuyết, Lưu Thành mỗi 60 năm một lần nữa hiện thế. Tại ứ hãm Lưu Thành kia phiến thủy vực trên xuất hiện lại nguyên thành, vẫn như cũ là thời cổ chợ búa, thời cổ xe ngựa cùng thân mang cổ trang người. Cổ thành xuất hiện lại ngày đã từng có đêm cá về muộn thuyền, cạnh lái vào đèn đuốc sáng trưng khu cổ thành, cùng cổ nhân đối ẩm ngôn hoan. 60 năm Lưu Thành vừa hiện liền trở thành ở trên đảo phụ nữ trẻ em đều biết kỳ văn, thế gian nghe tiếng bồng lai tiên cảnh cơ hồ hàng năm đều xuất hiện mấy lần, mà cổ Lưu Thành lại 60 năm vừa hiện kỳ cảnh. Du thuyền từ chìm thành khu phía trên chạy qua, mây đen một lần nữa che đậy thái dương, mất đi dương ánh sáng chiếu tới, mặt nước một lần nữa biến thành màu xanh sẫm, coi như cuối cùng lực cũng thấy không rõ dưới nước tình cảnh. Phổ Kiến chóng mặt đi ra phía ngoài, Vương Kim Vũ tranh thủ thời gian dìu hắn ngồi xuống, tốt đi một chút không? Phổ Kiến gật đầu nói, vừa ăn say sóng thuốc, ta đi qua không có ngất xỉu thuyền, các ngươi cái này du thuyền có phải hay không có vấn đề? Hứa Thuần Lương cười nói. Người khác cũng không có vấn đề gì làm sao lại ngươi một người có vấn đề. Phổ Kiến nói, hai người trò chuyện cái gì vui vẻ như vậy. Vương Kim Vũ đem việc trải qua dưới nước chìm thành sự tình nói, Phổ Kiến nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng dậy ghé vào trên lan can hướng xuống nhìn, đáng tiếc tia sáng không tốt, cái gì cũng nhìn không thấy. Phổ Kiến nói, lần sau làm thân đồ lặn tới, chúng ta đi dưới nước chìm thành tìm kiếm bảo, bên trong đồ tốt khẳng định không ít. Hứa Thuần Lương nói, người vẫn là trước tiên đem nhà máy rượu điểm này sự tình cả minh bạch lại nói. Bọn hắn một vừa thưởng thức phong cảnh một bên nói chuyện phiếm, thuyền hành hơn một giờ, bất chi bất giác liền đi tới Thái Bạch Hoa. Thái Bạch Hoa ở vào Nguy Sơn Hồ cực Bắc, đi qua một mực được xưng là Bắc Hồ, 10 năm trước, Tế Châu Thị đem đổi tên là Thái Bạch Hồ, kỷ niệm đại thi nhân Lý Bạch từng tại nơi đó sinh hoạt qua hơn 20 năm. Thái Bạch Hồ đông dựa vào già kênh đào, Tây Lâm Kinh Hàng Đại Vận Hà. Hình thành song sông ôm hồ xảo diệu cách cục, nhìn xuống Thái Bạch Hồ thì bày biện ra nhị long hí châu to lớn cảnh quan. Căn cứ lịch sử ghi chép, đại thi nhân Lý Bạch tại Tế Châu sinh hoạt 23 năm, lấy vợ sinh con, làm thơ giao hữu, vượt qua nhân sinh tốt đẹp nhất một quãng thời gian. Đường Thiên Bảo trong năm cái nào đó mùa hè Lý Bạch nghỉ đêm hoàng mai thái núi lòng sông chùa, gặp thái núi độc lập trong nước, một chùa cao vút trong mây, không khỏi thi hứng đại phát, nhưng khi muộn uống nhiều quá. Không có viết thành, giữa trưa ngày thứ hai tại Tế Châu Hứa ra đường phố đầu đông một khách sạn bên trong, lại một hơi uống 8 chén rượu lớn về sau, mắt say lờ đờ trong mông lung, một bên nôn rượu, một bên múa bút, tại khách sạn trên vách tường viết xuống chữ danh thơ, nghỉ đêm lòng sông chùa. Lầu cao cao trăm thước, tay nhưng hái ngôi sao, không dám cao tiếng nói, sợ kinh thiên thượng nhân. Hứa Thuần Lương đối đoạn này điển cố cảm thấy hứng thú vô cùng, không phải là bởi vì đại thi nhân Lý Bạch. Cũng không phải là bởi vì bài thơ này, mà là bởi vì Lý Bạch ngày thứ hai uống bát đại bát Hứa ra đường phố, không biết đầu này Hứa ra đường phố cùng bọn hắn lão Hứa ra có hay không nguồn gốc,
căn cứ Gia Gia nói, bọn hắn lão Hứa gia nguyên quán cũng tại Lỗ Nam. Bọn hắn tại Thái Bạch trên bến tàu bờ, lên bờ về sau, nhìn thấy không ít tuyên truyền quảng cáo, trên cơ bản đều là liên quan tới kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép du lịch khu. Tế Châu tại nhân văn phương diện làm được so Đông Châu mạnh hơn, vẻn vẹn là Thái Bạch Hoa vùng này, bọn hắn liền làm ra không ít khái niệm. Cái gì văn thành công chúa trưởng thành tại Thái Bạch ven bờ hồ, thì tiên lý Bạch Từ đảm nhiệm cửa thành đông bên ngoài thừa một chiếc thuyền con thuận quang Hà Nam dưới, ven hồ xây nhà, nâng cốc thưởng thơ, thì Thánh Đỗ Phủ tại Thái Bạch hồ vùng nước này lưu luyến quên về, cũng viết xuống Khương Quen Thịnh Hành Mưa, Bồ Hoang Tháng Tám Trời Chứ Danh câu thơ. Trúc Anh Đài, Hoa Mộc Lan, Lý Thanh Chiếu cũng từng ở Thái Bạch ven bờ hồ lưu lại nổi tiếng cảm động sự tích, Phục Hy Nữ Oa Miếu, Cang Tra Cổ Thành, Thạch Phật Chùa, Vọng Hải Đường khảm nạm trong đó, là Thái Bạch hồ lưu lại chân quý lịch sử di tích. Khang Hy, Càn Long tuần tự 6 lần giang nam Thái Bạch hồ để bọn hắn lưu luyến quên về. Chỉ xem Thái Bạch hồ giới thiệu, Hứa Thuần Lương liền ý thức được Đông Châu tại văn lữ kiến thiết phương diện rơi ở phía sau, liền nói Nguy Sơn đảo, ngoại trừ một cái cha không chứng minh thực tế Trương Lương mộ trước mắt không có cái khác tuyên truyền điểm. Phổ Kiến xem thường nói, đều mẹ nó thổi như bức, ta cũng không tin, đám người này đều tới qua Tế Châu, còn nói Lý Bạch ở 23 năm, thẻ căn cước đâu? Hộ khẩu bản đâu, thế mà còn đem Đỗ Phủ kéo vào. Hứa Thuần Lương nói, Lý Bạch cùng Đỗ Phủ tại Tế Châu gặp mặt là có lịch sử ghi chép. Vương Kim Vũ kêu xe taxi, năm lấy bọn hắn đi Thanh Sơn Thôn, Thanh Sơn Thôn khoảng cách bến tàu còn có hơn 10 cây số, ở vào nửa trên sườn núi. Ba người tại cửa thôn xuống xe, để lái xe nguyên địa chờ lấy, tại như thế vắng vẻ địa phương gọi xe cũng không dễ dàng, lái xe cũng không trở về trình không năm. Phổ Kiến đi trước cửa thôn phố hàng rong mua ít đồ, thuận tiện hỏi thăm một chút thì Thái Bình một thân. Thanh Sơn Thôn hoàn toàn chính xác có cái gọi thì Thái Bình, bất quá người này rất ít về thôn. Bình thường đều tại Tế Châu Cổ Thành làm ăn, lần này liền ăn Tết cũng chưa trở lại. Ba người tới thì Thái Bình cửa nhà, nhìn thấy trên cửa phòng khóa, hoàn toàn chính xác có thời gian rất lâu không người ở. Hứa Thuần Lương trong lòng buồn bực, cái này thì Thái Bình lưu lại địa chỉ liền là muốn cho người liên hệ hắn, nhưng trong nhà không ai, cái này lại hát đến cái nào một màn. Trên cửa thấy được mấy chương thu về cựu đồ điện gia dụng miếng quảng cáo, loại này miếng quảng cáo rất phổ biến. Lúc đầu cũng không có nhắc lên quá lớn chú ý, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Hứa Thuần Lương lại phát hiện phía trên lưu điện thoại, có một cái dãy số là tái diễn. Nói cách khác, những này miếng quảng cáo khả năng đến từ cùng một phe, Hứa Thuần Lương thầm nghĩ đây có phải hay không là thì Thái Bình cố ý lưu lại manh mối. Dựa theo miếng quảng cáo trên số điện thoại dùng miễn để đánh qua. Điện thoại vang lên 2 tiếng về sau, có người nhận nghe điện thoại, người tốt, xin hỏi tìm ai? Thì Thái Bình sao? Đối phương nói, có việc. Hứa Thuần Lương nói, lân chính đường xương rồng sự tình. Bên kia trầm mặc một hồi, lại hỏi, các ngươi hết thảy mấy người? Hứa Thuần Lương nói, ba cái. Muốn gặp bột, một người, sau 2 giờ, cổ thành Hứa ra đường phố Hồng Hưng trà lâu. Hứa Thuần Lương còn muốn nói điều gì, đối phương đã cúp điện thoại. Vương Kim Vũ nói, tại sao ta cảm giác con hàng này cùng làm tặc giống như? Phổ Kiến nói, làm nghề này không thể lộ ra ngoài ánh sáng không ít người, khả năng người ta cảm thấy mình trong tay có bảo bối, lo lắng người khác nhớ thương, nhiều một chút cẩn thận cũng là bình thường. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta quay đầu một người đi qua. Phổ Kiến nói, nhiều cái người hỗ trợ luôn luôn tốt, vạn nhất là cái cạm bẫy đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, cạm bẫy cũng không sợ, dưới ban ngày ban mặt, hắn dám làm gì. Vương Kim Vũ nói, còn muốn giữa trưa Bắc Hồ làng trải ăn cá đâu. Hứa Thuần Lương để hai người bọn họ đi trước, mình đi trước cùng thì Thái Bình gặp mặt, làm xong sự tình sau lập tức đi tới tìm bọn hắn. Hồng Hưng trà lâu ở vào Tế Châu cổ thành Hứa ra đường phố, Giang Hải một vùng cổ kiến trúc lớn đều không khác mấy, gạch xanh ngói xám, cổ phác thanh lịch, không có phương Bắc cung khuyết tráng lệ hùng vĩ bá khí, cũng khác biệt tại Giang Nam Lâm Viên xảo đoạt thiên công, từ đó có thể nhìn ra Giang Hải người thiết thực mộc mạc bản tính. Đường đi lối vào có một tấm bia đá, phía trên khắc lấy Hứa ra đường phố tồn tại, Hứa Thuần Lương nhìn trong chốc lát, cũng không có phát hiện cùng bọn hắn lão Hứa ra có quan hệ gì. Tiến về Hồng Hưng trà lâu thời điểm, Hứa Thuần Lương trải qua một nhà vọng tộc đại viện y quán, đông như chảy hội, sinh ý cực kỳ thịnh vượng, cửa biển nước sơn đen chữ vàng, thượng thư, nhân hòa đường ba chữ to. Hứa Thuần Lương dừng bước lại tại y quán trước cũng có nhân hòa đường giới thiệu, từ phía trên biết nơi này chính là nhân hòa đường tổng bộ.
người sáng lập Chu Nhân Hòa tại đầu thập niên 80 ở chỗ này nặng Nhân Hòa Đường lịch sử có hơn 100 năm. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm mắng, lừa đảo, Nhân Hòa Đường trước sau cộng lại cũng liền tạo dựng 37 năm, đến nơi này thành hơn 100 năm, so hồi Xuân Đường còn phải xa xưa hơn, phía trên còn sát có kỳ sự liệt ra Chu gia lịch đại danh y, nhất là trọng điểm giới thiệu lúc trước tiến vào Hoàng Cung làm nghề y hai vị thái y. Hiện ở thời đại này chính là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, chỉ cần ngươi dám thổi, không ai ngăn đón ngươi, Hứa Thuần Lương tướng bản này giới thiệu phân loại đến thương nghiệp mềm văn. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Hứa Thuần Lương cũng không có dừng lại thêm. Kỳ thật tòa này cái gọi là cổ thành trên cơ bản đều là hậu kỳ xây lại, nguyên lai lưu lại kiến trúc căn bản không có mấy gian. Hồng Hưng Trà Lâu chính là thạc quả cận tồn kiến trúc một trong. Giang Hải địa khu Trà Lâu cũng khác biệt tại địa phương khác, không có nhiều như vậy cẩn thận trình tự làm việc lễ nghi phiền phức, uống đến là một cái giải khát thoải mái. Hứa Thuần Lương dựa theo ước định vừa rồi đi lầu 2 số 9 bàn ngồi xuống, kêu một bình hoa nhài, phục vụ viên đưa ra một cái 2 lít sứ thanh hoa ấm trà, phối hai cái chén trà, tặng kèm 4 đĩa nhỏ điểm tâm. Đã đến thời gian ước định, thì Thái Bình còn không có xuất hiện, Hứa Thuần Lương rót chén trà, một vừa uống trà một bên chờ. Trong trà lâu khách không ít người, hơn phân nửa đều là bản địa, bọn hắn thao lấy ra hương thoại thanh âm to nói chuyện phiếm, Lỗ Nam cũng là anh kiệt xuất hiện lớp lớp chi địa. Ở trên vùng đất này xuất hiện qua Khổng Mạnh Đại Nho, cũng xuất hiện qua đánh hổ lên núi anh hùng hảo hán. Thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ, lúc này từ góc Tây Nam đứng lên một vị gầy gò nho nhỏ nam tử trung niên, mặc một thân nửa mới không cựu màu lam đồ lao động, mang theo một đỉnh da heo mũ lưỡi chai, bộ quần áo này đối với hắn đến nói hơi nghi ngờ lớn một chút, lộ ra người càng thêm nhỏ gầy. Hắn đi vào Hứa Thuần Lương đối diện ngồi xuống, cười cười nói, ngươi tìm ta. Hứa Thuần Lương quan sát một chút hắn, thì Thái Bình. Nam tử trung niên cười nói, chính là ta. Hắn hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra. Hứa Thuần Lương cùng hắn nắm tay, phát hiện hai tay của hắn cùng dáng người rõ ràng kém xa. Người này thân cao cũng chính là hơn 1m6 điểm, nhưng là một đôi tay thế mà cùng mình không chênh lệch nhiều, mà lại đôi tay này khớp xương thô lớn, lòng bàn tay che kín vết chai, nắm nắm giữ lực, xem xét chính là người luyện võ. Lão bản họ gì? Thì Thái Bình trên thân mang theo một cỗ con buôn giảo hoạt chi khí. Ta họ Hứa, Thụ Lân chính đường Hoàng Tam gia ủy thác, chuyên đến cùng ngươi gặp mặt. Hứa Thuần Lương một bên nói, một bên lấy ra hắn gửi cho Lân chính đường bản dập. Thì Thái Bình tiếp nhận bản dập nhìn thoáng qua, gật đầu nói, là ta. Hứa Thuần Lương nói, trong tay còn có. Thì Thái Bình không có trả lời vấn đề của hắn, cười tủm tỉm nói, nghĩ muốn bao nhiêu. Hứa Thuần Lương không chút nghĩ ngợi nói, người có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Thì Thái Bình nghe xong hắn như thế lớn khí phách, mắt nhỏ trở nên càng phát sáng rỡ. Hứa Thuần Lương nói, không trải qua cam đoan cùng chương này bản dập thuộc về cùng một hệ liệt. Thì Thái Bình hạ giọng nói, 2000 vạn. Hứa Thuần Lương nói, tiền không là vấn đề, người có bao nhiêu. Thì Thái Bình khoa tay một cái bảy thủ thế, Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là dám muốn. Nhớ ngày đó Tôn Trường Lợi 32 khối xương rồng mới bán 1.600 vạn, người 7 khối liền kêu giá 2.000 vạn, bình quân một khối xương rồng liền. Định giá 300 vạn, cái này còn không biết 7 khối bên trong đến cùng có mấy khối có giá trị. Hứa Thuần Lương mặc dù ngại thì Thái Bình đủ hắc, nhưng là cũng không có cò kè mặc cả, dù sao cuối cùng bỏ tiền cũng không thể nào là hắn. Ta muốn trước nhìn hàng. Thì Thái Bình xuất ra một sấp trước đó chuẩn bị xong bản dập. Tất cả đều là lựa chọn sử dụng xương rồng bản dập một bộ phận, người này cũng là trên giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm tên giảo hoạt, am hiểu sâu không thấy thỏ không thả chim ưng đạo lý. Hắn tướng một chương trước đó viết xong tờ giấy đưa cho Hứa Thuần Lương, dự chi 200 vạn, phía trên là tài khoản của ta, tiền tới sổ về sau ta sẽ cùng ngươi sẽ liên lạc lại. Hứa Thuần Lương nhìn qua thì Thái Bình, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thì Thái Bình ngạo nghễ nói, ta có danh tiếng, bác Cổ Hiên liền là của ta. Mặc dù là tế châu mặt tiền cửa hàng, giá trị cũng vượt qua 200 vạn, ta sẽ không vì chút tiền lẻ như vậy liền bí quá hóa liều. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta sẽ mau chóng đem tiền chuyển cho ngươi. Thì Thái Bình lại nói, 2 ngày, nếu như trong 2 ngày ta không gặp được tiền, giữa chúng ta giao dịch liền hết hiệu lực, có câu nói ta không ngại nói cho ngươi, ta không kém người mua. Hắn nói xong, đứng dậy rời đi. Hứa Thuần Lương lại nhìn một chút những cái kia bản dập. Nói xác thực đều chỉ là bản dập cục bộ,
hắn có thể xác định cái này 7 cái bản dập tuyệt đối đều cùng Thiên Dưỡng Thiên có quan hệ. Lần trước Tôn Trường Lợi mặc dù bán 32 khối xương rồng, nhưng là trong đó chân chính cùng Thiên Dưỡng Thiên có quan hệ cũng bất quá là 8 khối, như thế nói đến thì Thái Bình kêu giá cũng không tính quá đắt. Hứa Thuần Lương cũng không có nóng lòng tướng bản dập phát cho Mặc Hàm, đứng dậy ra trà lâu, nhìn thấy thì Thái Bình cưỡi một cỗ xe điện phía bên trái bên cạnh chạy tới. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh một chút, lách mình tiến vào bên cạnh hẻm nhỏ, thừa dịp bốn bề vắng lặng, bay lên không nhảy lên, hai chân thay nhau đạp ở hẻm nhỏ hai bên phòng ốc tường ngoài bên trên, không cần tốn nhiều sức liền leo lên trà lâu nóc nhà, đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy thì Thái Bình đã lái ra một khoảng cách, Hứa Thuần Lương dọc theo nóc nhà tung nhảy vọt lên cao vọt, như dẫm trên đất bằng. Thì Thái Bình hành xử quá trình bên trong thỉnh thoảng thông qua kiếng chiếu hậu quan sát sau lưng, để phòng có người theo dõi, người này tuyệt đối là cái lão giang hồ, đáng tiếc hắn gặp cờ cao một nước Hứa Thuần Lương, mặc dù vô cùng cẩn thận, vẫn là bị Hứa Thuần Lương theo dõi. Hứa Thuần Lương theo không bao xa, nhìn thấy thì Thái Bình cưỡi xe điện đứng tại Nhân Hòa Đường cổng, hắn tiến vào Nhân Hòa Đường, đại khái hơn 10 phút về sau, mang theo một cái túi nhựa ra, bên trong chứa mới bắt thuốc. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, cái này thì Thái Bình đến tột cùng là đi ngang qua mua thuốc vẫn là chuyên đi chuyến này. Điện thoại chấn động, lại là Phổ Kiến gọi điện thoại tới, hỏi hắn sự tình bận bịu xong chưa, rau trộn đều lên bàn liền đợi đến hắn đi qua ăn cá. Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn thì Thái Bình đi xa, hắn không có tiếp tục truy tung, tìm cái yên lặng địa phương không người từ nóc nhà nhảy xuống, hắn đã nắm giữ Thiên Dưỡng Thiên Thượng Thiên bộ phận thông kinh sinh tủy, có thể không ngừng làm thân thể mình khỏe mạnh thể phách cùng kinh mạch, nhưng là muốn dịch kinh tẩy tủy tái tạo tiên thiên nhất định phải tìm đủ hạ thiên. Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy thì Thái Bình cùng Nhân Hòa Đường ở giữa khả năng tồn tại một mối liên hệ không ai biết nào đó, thì Thái Bình trong tay xương rồng chiếm được ở đâu. Nhân Hòa Đường Chu Nhân Hòa năm đó cùng Hồi Xuân Đường nguồn gốc rất sâu, hắn đã nhưng có thể lấy ám muội thủ đoạn cướp đi Hồi Xuân Đường Hứa ra không ít bí tịch, cũng không bài trừ tướng bộ phận xương rồng chiếm làm của riêng khả năng. Bắc Hồ làng trài ở vào Thái Bạch Hoa Tây Sơn thôn, Hứa Thuần Lương đến tới chỗ thời điểm, nhìn tới cửa trong bãi đỗ xe đậu đầy xe, xem ra Vương Kim Vũ lời nói không ngoa. Vương Kim Vũ cùng Phổ Kiến may mắn tới sớm, không phải đừng nói phòng, chỉ sợ liền đại sảnh cũng ngồi không lên. Rau trộn đã lên bàn, chỉ chờ Hứa Thuần Lương đến. Hứa Thuần Lương sau khi vào cửa Vương Kim Vũ an bài đi món ăn nóng. Phổ Kiến mở một bình thanh hoa 30, thiên về một bên rượu một bên nghe ngóng Hứa Thuần Lương lần này đi kết quả. Hứa Thuần Lương cũng không nói tường tình, chỉ là nói cho hắn biết nhìn thấy người. Vương Kim Vũ đối Hứa Thuần Lương mục đích của chuyến này không có hứng thú gì, chào hỏi bọn hắn nắm chặt nhấm nháp mỹ thực rượu ngon. Hứa Thuần Lương lúc uống rượu, Mặc Hàm gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn hôm nay làm sao không có đi làm. Hứa Thuần Lương nói cho nàng mình bị một chút xương rồng manh mối. Mặc Hàm phi thường rõ ràng, xương rồng đã thành Hứa Thuần Lương tốt nhất mồi nhử, con hàng này thỉnh thoảng lợi dụng cái này mồi nhử đến dẫn dụ nàng giúp làm sự tình. Trước đây còn nói Nguy Sơn đảo nhà máy rượu dưới mặt đất có xương rồng đâu, kết quả chứng thực là cái âm mưu, nhận vì lần này không có gì bất ngờ xảy ra hay là hắn treo chính mình. Mặc Hàm nhịn không được nói, soi đến đấy cố sự ngươi có từng nghe chưa? Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi là hoài nghi ta lừa ngươi. Lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Mặc Hàm nói, còn có cái gì là loại người như ngươi làm không được? Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, tướng bản dập ảnh chụp phát cho nàng. Cũng không lâu lắm, Mặc Hàm lại gọi điện thoại đến đây, Hứa Thuần Lương cố ý không tiếp. Phổ Kiến liếc một cái điện thoại di động của hắn màn hình, Mặc đại tiểu thư đối ngươi đuổi đến thật đúng là đủ gấp. Hứa Thuần Lương cười nhạt một tiếng, phiền. Vương Kim Vũ cùng Phổ Kiến liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời mắng một câu, trang bức phạm. Ngươi ngại phiền, chúng ta cũng không ngại phiền, Mặc Hàm lại có tiền lại xinh đẹp, muốn nói khuyết điểm chính là tính tình không tốt lắm, nhưng kia là đối bọn ta. Đối người Hứa Thuần Lương đây chính là nói gì nghe nấy, nếu là có dạng này một vị bạch phú Mỹ cả ngày đuổi theo phiền chúng ta, đẹp đều sướng chết. Vương Kim Vũ cũng nhiều một câu miệng, người không nghe. Hứa Thuần Lương nói, ta tại sao muốn tiếp? Lúc này Phổ Kiến điện thoại vang lên, Phổ Kiến nhìn thoáng qua, Mặc Hàm. Hắn có chút kỳ quái Mặc Hàm làm sao đem điện thoại đánh tới hắn điện thoại di động bên trên, bất quá hơi chút suy nghĩ liền hiểu, là bởi vì Hứa Thuần Lương không tiếp. Cho nên mới đánh điện thoại của hắn, Mặc Hàm khẳng định biết hai người bọn hắn cùng một chỗ. Trang bức ai không biết Phổ Kiến cũng không có nhận, cũng không phải điện thoại của ta bằng cái gì tiếp.
Vương Kim Vũ lại nhìn không được hỏi, ngươi làm sao không tiếp? Phổ Kiến một mặt ngạo kiều nói, phiền, hắn là thật phiền, ngươi tìm Hứa Thuần Lương, quấy rối ta làm gì? Vương Kim Vũ thở dài nói, hai người các ngươi thật không có lễ phép đi. Hứa Thuần Lương nhìn qua Vương Kim Vũ điện thoại, Phổ Kiến cũng nhìn xem, quả nhiên, một lát sau Vương Kim Vũ điện thoại cũng vang lên, vẫn là Mặc Hàm. Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến đồng nói, tiếp a. Vương Kim Vũ lắc đầu, thở dài một tiếng, phiền. Trang bức ta cũng đã biết, hắn cùng Phổ Kiến đều hiểu, Mặc Hàm khẳng định có việc gấp tìm Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương con hàng này cũng không phải là một món đồ, được tiện nghi liền khoe mẽ, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào trêu đùa Mặc Hàm cơ hội, bất quá đây chính là người ta chỗ cao minh, càng là hại nước hại dân mỹ nữ, ta càng là không chào đón ngươi, chiêu này gọi dục cầm cố túng, sáo lộ rất nhạt bạch, nhưng là dùng tốt cũng không dễ dàng. Tại đối phó phương diện nữ nhân Hứa Thuần Lương tiêu chuẩn để hai người bọn họ ngưỡng mộ núi cao. Chuông điện thoại di động cuối cùng yên tĩnh, Hứa Thuần Lương bưng chén rượu lên chào hỏi mọi người cùng uống một chén rượu. Phổ Kiến uống xong chén rượu này, ngữ trọng tâm trường nói, Thuần Lương a, người theo chúng ta nói thật, người đem con gái người ta cho làm gì rồi. Vương Kim Vũ một bộ người biết chuyện dáng vẻ, đừng hỏi, tất cả mọi người hiểu. Hứa Thuần Lương cười nói, các người biết cái gì a? Cô nàng này là cái ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói nhân vật, mà lại trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, ta phàm là nắm lấy cơ hội, liền phải áp chế nàng, không thể để cho nàng tùy tiện lật thân. Phổ Kiến nói, hôm qua nhìn hai người các ngươi cùng một chỗ tắm suối nước nóng vẫn rất sung sướng hài hòa. Vương Kim Vũ trừng lớn hai mắt một bộ tích cực ăn dưa biểu lộ. Hứa Thuần Lương nói, Phổ ca, ngài cũng đừng lừa ta, liền cùng với nàng cùng một chỗ ngâm cái chân. Chuyện này muốn để Mai Như Tuyết nghe được, ta hậu viện nhất định cháy. Vương Kim Vũ nói, lấy kinh nghiệm của ta, các ngươi chơi như vậy xuống dưới, hậu viện sớm tối đều phải cháy. Muốn nói hai người không có chút gì, đánh chết hắn đều không tin. Phổ Kiến nói, chúng ta Hứa trấn trưởng năng lực a, nghĩ dập lửa không phải liền là đi tiểu sự tình. Vương Kim Vũ nhếch miệng, một mặt trịnh trọng nói, lửa điểm quá nhiều, đi tiểu khả năng không đủ phân. Hứa Thuần Lương nhìn qua cái này hai bạn xấu, cười nói, hai vị ca ca đừng điểm của ta hí, chúng ta uống rượu được không? Vừa vặn phục vụ viên đưa lên một phần vừa làm tốt thịt kho tàu cá chép, nguy sơn hồ cá chép cùng nơi khác khác biệt, đầu nhỏ lưng rộng, ô tóc đỏ sáng, chiều cao mà kiện, chỉ có cái đuôi là màu đỏ, mà lại là có bốn cái lỗ mũi, bốn cái râu cá, loại này ngoại hình là bản xứ độc hữu, chất thịt mập mập tươi non. Vương Kim Vũ ăn một miếng cá chép, khen. Đi qua ngư thủy tình làm món ăn này sở trường nhất, bất quá từ khi cái kia họ Lưu đầu bếp đi về sau, liền làm không ra cái mùi kia, hôm nay ta lại nếm đến quen thuộc hương vị. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Hứa Thuần Lương đi qua chưa ăn qua Lưu Hải Dư làm đồ ăn, đương nhiên không biết hương vị trên lớn bao nhiêu phân biệt, bất quá bởi vì Vương Kim Vũ câu nói này, hắn chuyên môn hướng phòng bếp trượt một chuyến. Hứa Thuần Lương nửa đường đi phòng bếp nhìn một chút, cũng không nhìn thấy Lưu Hải Dư thân ảnh. Xem ra là mình suy nghĩ nhiều, Hứa Thuần Lương quay người chuẩn bị lúc trở về, đối diện gặp một cái đầu bếp. Đầu bếp kia ngoài miệng ngậm một điếu thuốc lá, cúi đầu nhìn điện thoại di động rõ ràng chính là ngư thủy tình bạo tạc án về sau, vô thanh vô tức trốn đi Lưu Hải Dư. Lưu Hải Dư chỉ lo cúi đầu đi đường, không muốn bị Hứa Thuần Lương đối diện cản lại đường đi. Lưu Hải Dư ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cũng ngay đầu tiên đã nhận ra Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương lại giả vờ không có nhận ra bộ dáng của hắn, sư phó, xin hỏi toilet ở nơi nào. Lưu Hải Dư hướng sau lưng chỉ, Hứa Thuần Lương một giọng nói tạ ơn, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi toilet. Lưu Hải Dư quay người nhìn qua Hứa Thuần Lương bóng lưng, chờ đến Hứa Thuần Lương tiến vào toilet, trên mặt hồ nghi vẫn chưa rút đi. Hắn có thể kết luận, vừa rồi hỏi đường người trẻ tuổi chính là Nguy Sơn đảo bệnh viện Hứa Thuần Lương, đương sơ ngư thủy tình bạo tạc. Là người này xuất lĩnh đội cứu viện tìm tới chính mình, từ một điểm này đi lên nói, Hứa Thuần Lương vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn. Hứa Thuần Lương là trùng hợp tới đây, Lưu Hải Dư trở lại phòng bếp càng nghĩ càng là không đúng, trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình, hắn tìm cái cớ, vội vàng rời đi tiệm cơm. Lưu Hải Dư cưỡi trên mình xe gắn máy hướng phòng trọ phương hướng chạy tới, không có lái ra quá khoảng cách xa, liền thấy Hứa Thuần Lương đứng tại nói bên đường, hướng hắn phất phất tay cười tủm tỉm nói. Sư phó, có thể mang hộ ta một đoạn sao? Lưu Hải Dư lúc này đã có thể kết luận, người này liền là vì mình mà đến,
Lưu Hải Dư cũng là trải qua sóng to gió lớn người, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tìm tới cửa, hắn không có chút nào toát ra bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, mỉm cười nói, vị tiểu huynh đệ này, bên hồ gió lớn lãng lớn, ngồi xe gắn máy nhưng không an toàn, lại nói chúng ta cũng chưa chắc cùng đường. Thật có lỗi à. Hứa Thuần Lương nói, ta nhìn ngươi thế nào có chút quen mắt đâu, chúng ta là không phải đã gặp ở nơi nào. Lưu Hải Dư nói, trên thế giới này tướng mạo tương tự người có rất nhiều, dù sao đều là người xa lạ, gặp qua hoặc là chưa thấy qua lại có gì khác biệt.